Đan Đại Chí Tôn, Khương Phàm. Tập 106. Tần Diễm thứ năm nhún nhún vai, đây coi như là một hy vọng hư vô mờ mịt. Có thể gặp được, thì Khương Phàm gặp may mắn. Không gặp được, cũng chỉ có thể là tiếc nuối. Khương Phàm cũng lắc đầu, loại chuyện này là có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn không thể ký thác hy vọng vào loại chuyện hư vô mờ mịt này. Ta có thể cung cấp trợ giúp, chính là hai đầu tin tức này. Tần Diễm thứ năm rất muốn giúp, nhưng đủ khả năng cũng chỉ được chuyện này. Hư ảnh Khương Phàm đứng trong thâm không tự định giá hồi lâu, nói. Lỗ đen ở nơi nào? Tần Diễm thứ năm lộ ra nụ cười, ưa thích loại người làm càn và to gan như thế này. Vẽ một đầu tuyến ở giữa thiên nguyên và hoang mạc vẫn thạch của ngươi, vị trí lỗ đen đại khái là ở giữa các ngươi đi xuống chút nữa, nhưng cụ thể ở đâu, ta cũng không rõ ràng. Ngươi khẳng định muốn mạo hiểm. Ta chiếu cố chúng diệu thiên trước. Trong lòng Khương Phàm có tính toán. Tần Diễm thứ năm nói. Nếu chuyện nơi đây kết thúc, chuyện kế tiếp ta lại không giúp được gì, ta còn muốn tiếp tục truy tung tinh vực truyền thuyết. Hơn một vạn năm, rốt cuộc cũng đuổi bắt đến một sợi tinh quang. Ta nhất định phải đợi đến thời khắc truyền thuyết nở rộ. Tuy nhiên, ha ha, ta lại có một yêu cầu quá đáng. Tần Diễm thứ năm tươi cười bất thiện, giật giật khóe miệng, lại khôi phục bộ dáng thô cuồng hung ác. Nói đi, đủ khả năng. Ta có dự cảm, ta nhất định có thể truy tung đến khi tinh vực truyền thuyết nở rộ, cân nhắc tới đó tất cả đều là chút yêu thụ, có thể hay không từ trong thế giới của ngươi. Mượn một cây thụ yêu. Loại chuyện nhỏ này tính là yêu cầu quá đáng gì? Trong thế giới của ta thật sự là có mấy cây thụ yêu không tệ, tất cả đều cho ngươi mượn dùng. Ha ha, thống khoái, rộng thoáng, ta càng ngày càng thích ngươi. Đây đều là ta tỉ mỉ bồi dưỡng, muốn thực lực có thực lực, muốn trí tuệ có trí tuệ. Khi Khương Phàm đang nói chuyện, chân thân cuồn cuộn mê mụ trong thế giới hỗn độn, từng thân ảnh từ từ đi ra. Chương 3369 Cực Lạc Thế Giới 4. Cũng chính là lần cố sự kia dẫn phát oanh động to lớn trong vũ trụ mịt mờ, mang theo vô số cường giả tranh nhau tụ tập đến cực lạc thế giới. Còn có thể tạo nên thế giới cấp thiên đế. Không không không, hắn mang đi thế giới thần cấp, sau cùng dung hợp và tiến hóa, tất cả đều là chính hắn cố gắng. Trực tiếp truyền tặng thế giới thần cấp, ban thưởng trò chơi này thật sự phong phú. Khương Phàm cho dù bắt đầu tiếp nhận vũ trụ mênh mông, nhưng vẫn bị thao tác này kinh động. Nếu như người muốn cầu đến cực lạc chủ nhân trợ giúp, thắng trò chơi của hắn, phân thân thương thiên coi như chơi xong. Đương nhiên, hắn không thể nào trực tiếp nhúng tay, nhưng hắn có thể cho ngươi thứ ngươi muốn. Ta có thể ngưng tụ phân thân đi qua không? Khẳng định không được. Ta có thể chọn một nhóm tử sĩ vào cực lạc thế giới. Tần Diễm đầu tiên im lặng. Ngươi ngốc, hay ngươi nghĩ hắn ngốc? Tần Diễm thứ năm cũng nói. Nếu ngươi dám đùa bỡn hắn. Hắn đùa chơi chết ngươi. Hắn không phải là chơi sao, tiến vào nơi đó còn có điều kiện hạn chế. Ý thức của hắn cường đại, số một vũ trụ, bất kể là ai, chỉ cần tiến vào cấm khu của hắn, là hắn có thể trước tiên hắn nhìn thông thấu hết thảy. Nếu ai mang theo mục đích để hắn không thoải mái đi đến, trực tiếp sẽ gạt bỏ. Ta nói cho ngươi, nếu như Thánh Hoàng đi đến, thắng tranh tài nhiều nhất có thể giúp hắn thành thần, có lẽ sẽ cho hắn thần khí. Nếu như thần cấp đi đến, năng lượng cao nhất giúp hắn xưng đế, hoặc là đưa hắn đế binh. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đưa thánh linh đi vào, ban thưởng chính là có thể để ngươi trực tiếp giết chết phân thân thương thiên. Ngươi muốn chặn đánh chính là tinh cầu cấp thiên đế, còn là phân thân thương thiên chúa tể, nhất định phải chính ngươi tự mình đi. Nhưng ngươi khẳng định không thể nào tự mình xâm nhập vùng cấm khu kia, nếu không ngươi và tinh cầu của ngươi đều có thể hoàn toàn bị hắn khống chế. Ta đoán chừng. Hắn có khả năng dò xét ý thức của ngươi, tự mình tuyển định người dự thi. Về phần tuyển ai, không ngoài chính là người ngươi chí thân chí ái. Còn có những biện pháp khác không? Khương Phàm lắc đầu, hắn tuyệt đối không thể dùng tính mệnh người thân nhất mạo hiểm. Ai biết đồ bất tử không chết kia sẽ thiết trí trò chơi gì, đùa bỡn quỷ kế gì. Dù sao cực lạc chủ nhân thuần túy chính là vì thú vị, hoàn toàn không để ý người dự thi sống chết. Tần Diễm thứ năm nói. Đây là biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ tới có thể đối kháng phân thân thương thiên. Nếu như thương thiên điều động hai cái phân thân tới, chính là thực lực tuyệt đối nghiền ép, bất kỳ âm mưu quỷ kế của ngươi đều khó có khả năng có hiệu quả. Huống chi, ngươi muốn giết phân thân thương thiên, mà không phải bức lui bọn hắn. Khương Phàm trầm mặc, hắn đúng là muốn thôn phệ phân thân thương thiên,
bắt lấy cơ hội Thương Thiên Chúa Tể còn không biết tình huống nơi này, cơ hội duy nhất để thế giới của hắn khôi phục, để thực lực của hắn mạnh hơn, nếu không tiếp theo chỉ có thể tiếp tục bị động. Nhưng, ném người tính mệnh chí thân chí ái của hắn tới cực lạc thế giới làm tiền đặt cược. Hắn thực sự làm không được. Tần Diễm đầu tiên cố ý nói. Vì thế giới của ngươi, khi bỏ qua vẫn phải bỏ qua. Dùng mạng mấy người chí thân, đổi một trận phản kích nhẹ nhàng vui vẻ, đáng giá. Nói không chừng có thể đặt vững cơ sở cho ngươi quật khởi trong tương lai. Khương Phàm lắc đầu nói. Ta tình nguyện tạm thời lang thang thâm không, cũng không thể nào cầm mệnh của người chí thân làm tiền đặt cược. Tần Diễm đầu tiên cùng Tần Diễm thứ năm trao đổi ánh mắt, nhếch miệng lên hiện ra đường cong thản nhiên. Cũng không tệ lắm. Mặc dù là hành tinh mẫu thân Thương Thiên, nhưng không có tàn nhẫn cùng lãnh khốc như Thương Thiên. Dung hợp pháp tắc vậy mà không có đổi tính, không có xem mọi thứ đều xuất phát từ lợi ích, cũng không tệ lắm. Nói rõ quá trình hắn và pháp tắc dung hợp tương đối thuận lợi cùng bình thản, không có cưỡng ép cướp đoạt mà bị pháp tắc hoàn toàn đảo ngược ảnh hưởng. Khương Phàm đưa ánh nhìn về phía Thiên Nguyên tinh vực. Mục đích ban sơ tới đây thật có ý đồ mượn dùng Thiên Nguyên hấp dẫn lực chú ý. Dù sao chỉ dựa vào thực lực của mình cùng An Nhiên, không thể nào giết phân thân Thương Thiên. Nhưng, hắn đều giết tới gần, tên kia vậy mà cùng hắn diễn kịch. Khiến cho hắn rất khó chịu. Nếu ngươi và ta oanh oanh liệt liệt đánh một trận, đánh ra thù hận, ta và ngươi liều mạng, cuối cùng tiếp quản thế giới của ngươi, cái này rất hoàn mỹ. Kết quả tên kia khéo đưa đẩy thật sự để Khương Phàm rất bất đắc dĩ. Không hổ là tinh vực mở ra vì thương nghiệp. Thiên Nguyên đơn giản chính là lão bản thương nghiệp cấp tinh cầu. Cứ như vậy, muốn kéo lấy Thiên Nguyên nghênh chiến Thương Thiên là không thể nào. Trực tiếp tập kích Thiên Nguyên, thực sự không có ý tứ. Nếu là thương nhân, vậy chỉ dùng phương thức thương nhân tính toán. Thiên Nguyên Đại Thiên Đế có yêu thích gì không? Hắn đã là Đại Thiên Đế, nửa bước chúa tể, vô dục vô cầu, có yêu thích gì? Cho dù có chút đam mê, chọn vài phân thân, tự chơi đùa bên trong thế giới của mình. Ngươi đã nói ngươi là ngủ say ở bên trong Dực Thần Tộc. Không có nghiên cứu qua Thiên Nguyên Đại Thiên Đế. Thời gian hắn ngủ say còn lâu hơn ta làm sao nghiên cứu? Tần Diễm thứ năm nói. Nếu như ngươi có ý đồ với Thiên Nguyên, ta khuyên ngươi sớm từ bỏ. Thiên Nguyên có thể tồn tại đến bây giờ, dựa vào là chính là thái độ trung lập, ai cũng không trêu chọc. Tất cả chúa tể tán thành Thiên Nguyên tồn tại, cũng là bởi vì hắn trung lập. Nếu như Thiên Nguyên thay đổi thái độ của mình, tất cả chúa tể đều sẽ thay đổi thái độ đối đãi Thiên Nguyên. Thiên Nguyên rất rõ ràng điểm ấy, cho nên tuyệt đối không thể nào bồi tiếp ngươi đánh Thương Thiên. Dạ An Nhiên chiếu theo nói. Thiên Nguyên nơi này hẳn không hy vọng, cứ để ta đến cực lạc thế giới thử thời vận đi thôi. Nếu như ta thắng, tất cả đều vui vẻ, nếu như ta thua, chàng ở lại bên ngoài, có thể làm thương lượng cùng cực lạc chủ nhân. Chương 3370 mục tiêu. Tinh vực truyền thuyết 2. Thiết long cổ thụ cảnh giới thánh hoàng, phát ra tiếng long ngâm to lớn. Địa ma thụ cảnh giới thần linh, cuồng vũ 300 dặm dây leo. Vạn đạo thần thụ là thần linh đỉnh phong, chập chờn mê quang ngập trời. Sau khi Khương Phàm giới thiệu đơn giản tình hình với bọn chúng tương đương phối hợp, theo con đường không gian, xông về nơi này. Tinh vực truyền thuyết. Tinh cầu chúa tể cổ lão thần bí. Tất cả đều là thế giới nguyên thủy do thực vật khống chế. Đây quả thực là nơi lý tưởng mà bọn chúng có nằm mơ đều không làm được. Đi, sao có thể không đi? Khương Phàm cân nhắc tình huống đặc biệt tới đó, thuận tiện mời Thánh Chủ Lý Quân Giao đang lúc bế quan, bây giờ là Đông Hoàng Thiên Du của Đông Hoàng tộc cùng một chỗ tỉnh lại, đưa theo bọn thiết long cổ thụ tới. Tần Diễm nhìn ba gốc thụ yêu liên tiếp giáng lâm đến trước mặt, nhẹ gật đầu hài lòng. Một gốc bộ dáng thô cuồng cứng cáp. Thân cành tương tự như rồng, trạc cây giống như vuốt rồng, vỏ cây càng giống như vảy rồng, chợt nhìn tựa như là cương thiết cự long, còn tản ra khí tức sát phạt. Một gốc ma khí ngập trời, dây leo cuồng vũ giống như từng con cự mãng uốn lượn, phần đầu còn có thể mở ra miệng to, trong nhụy hoa nở rộ là huyết hải cuồn cuộn, có một quái vật hắc long tương tự hắc hổ mọc ra chín đầu đứng đấy. Một gốc sáng chói, rạng rỡ chói mắt, bên trong trạc cây tươi tốt tất cả đều là linh quả thành thục. Mỗi viên linh quả lấp lóe tia sáng khác biệt, phun trào năng lượng khác nhau, để cho người ta vừa thèm nhỏ dãi vừa sợ thán. Mặc dù cảnh giới đều giống như còn kém chút, nhưng hắn là cần những thụ yêu này cảm nhận cùng tìm kiếm bảo vật, lại không trông cậy vào chiến đấu, cái này đã là rất tốt. Mà, Khương Phàm lại còn thân mật an bài mỹ nữ cho hắn.
dáng dấp coi như không tệ. Nghiêng nước nghiêng thành, y phục hoa lệ, khí chất tôn quý, giống Sương Di đến mấy phần. Tuy nhiên Sương Di không có cao ngạo như thế. Mặc dù hắn không có hứng thú gì đối với nữ tử, nhưng tìm kiếm tinh vực buồn tẻ vô vị, có một mỹ nữ bồi tiếp tâm sự cũng không tệ nha. Cùng thêm vui sướng. Thánh chủ đánh giá Tần Diễm, lộ ra ý cười sâu xa. Hợp tác vui vẻ. Tần Diễm giật nhẹ khóe miệng, cũng cố gắng lộ ra nụ cười. Khương Phàm cảnh cáo Tần Diễm. Ngàn vạn lần phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng, nếu có gì sơ suất, ta cũng không tha cho ngươi. Tần Diễm cởi mở nói. Ta đường đường là đại đế, nếu như ngay cả nữ tử đều bảo vệ không tốt, còn mặt mũi nào làm phân thân đế tử. Đông Hoàng Thiên Du dương dương lông mày. Đế tử. Xưng hô quen thuộc, trước đó là đế tử, bây giờ là hài tử của chúa tể. Tần Diễm ngẩng đầu, phụ thân vĩnh viễn là kiêu ngạo của hắn. Chúng ta sau này còn gặp lại. Chờ mong ngày gặp mặt cùng chân thân ngươi, cũng chờ mong có thể nhìn thấy chúa tể Tu La. Linh hồn Khương Phàm rời khỏi, chạy tới Thiên Võ Tinh. Bởi vì bọn Sở Thiên Hùng tạm thời không hề rời khỏi Thiên Võ Tinh, bọn người Chu Thanh Thọ cũng không lại chờ. Linh hồn Khương Phàm rót vào bên trong tinh thần kiếm của Chu Thanh Thọ, để Chu Thanh Thọ, Hướng Vãn Tình, Tặc Điều cùng Hàn Ngạo, còn có Thiên Bảo Lão Tặc bồi tiếp hắn tiến vào Thiên Mạch Tinh. Đồng thời an bài Đông Hoàng Lăng Tuyệt mang theo Lý Dần trở về tinh cầu. Thiên Mạch Tinh. Tinh không cuồn cuộn, tiếng gáy to như thủy triều. Dực thần tộc trở lại Thiên Mạch Tinh. Hàng tỷ sinh linh, ngàn vạn cường tộc, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn qua từ những pho tượng to lớn từ trên trời giáng xuống kia. Dực thần tộc, trở về. Ba vị tổ thần, mấy triệu dực nhân, tận về dực thần tộc. Mấy triệu dực nhân của tinh cầu nguyên thủy, mấy triệu huyết mạch nguyên thủy, nhất định có thể mang cho dực thần tộc biến đổi kéo dài. Dực thần tộc đắc thắng trở về, thái thượng đế tộc lại bị hủy diệt ngoài ý muốn, cách cục Thiên Mạch Tinh thật sự phải đổi rồi sao? Rất nhiều cường tộc đều đang rung động. Trước đó, lúc dực thần tộc rời khỏi, bọn hắn còn đang trào phúng giễu cợt. Thậm chí cảm giác đây là tự tìm đường chết, ai nghĩ đến, lại là một cục diện có nghĩ cũng nghĩ không ra như thế này. Nương theo cuồng phong cuồn cuộn, 72 pho tượng giáng lâm đến Thiên Dực Thành trống trải, 3 triệu dực nhân lục tục ngo ngoe rời khỏi pho tượng, lít nha lít nhít che kín bầu trời. Bất luận là 2 triệu tộc nhân dực thần tộc, hay là mấy triệu lưu dân, đều thần tình kích động. Đối với dực thần tộc mà nói, hành động trận đánh cực hết thảy tinh vực này có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Không chỉ có đánh ra khí thế dực tộc, càng là đạt được mấy triệu cường tộc. Từ nay về sau, dực thần tộc không chỉ là thiên mạch thần tộc đầu tiên, càng có thể là thần tộc đầu tiên của thiên nguyên tinh vực. Đối với mấy triệu lưu dân mà nói, vài chục năm lang bạt kỳ hồ, rốt cuộc cũng xem như kết thúc. Từ nay về sau, nơi này chính là nhà mới của bọn họ, lại còn là gia viên mới rất cường thịnh. Mặc dù không thể so với tinh cầu của bọn hắn, nhưng như thế này đã rất thỏa mãn. Đều thất thần làm gì, tranh thủ thời gian hành động. Dực Huyên, người phụ trách an trí, tuyệt đối không thể có bất kỳ lãnh đạm. Dực Diễn, người phụ trách giới thiệu tình huống Thiên Dực Thành, giới thiệu tình huống Thiên Nguyên Tinh Vực. Mặt Dực Lâu đỏ lên, kích động la to. Dực thần tộc rốt cuộc cũng muốn bay lên, thậm chí có khả năng kiêu ngạo bước lên đế tộc tại thế hệ này của hắn. Dực Lâu hắn sẽ là danh tướng lưu danh thiên cổ tại Dực thần tộc. Vân Hoa cùng Vân Tuyệt đều chào hỏi tộc nhân tiến đến Thiên Dực Thành, quen thuộc hoàn cảnh. Vân Liên đến xem bọn người Hướng Vãn Tình, đột nhiên rời khỏi đội ngũ, đến nơi này. Hắn ở đâu? Hướng Vãn Tình nhìn tổ thần thánh khiết tôn quý, thân cao 3 mét trước mặt, cười nhạt nói. Cảm tạ thì miễn đi, chúng ta chỉ là tiện tay mà thôi. Vân Liên nói. Đại ân đại nghĩa, dực tộc ta nên gửi tới lời cảm ơn. Đây không chỉ là cứu vãn mấy triệu cái tính mạng. Càng là cứu vãn tôn nghiêm dực tộc chúng ta. Nếu như không có sự hỗ trợ của các ngươi, chúng ta cũng không dám tưởng tượng sẽ gặp phải cái gì. Chỉ là, chúng ta bị cướp đến tận đây, không có tạ lễ ra dáng, hắn là tinh cầu thiên đế cấp, cũng không cần tạ lễ. Ta vừa mới suy nghĩ qua, nguyện đại biểu dực tộc, vào ở thế giới của các ngươi. Chương 3371 đồ cưới của Vân Liên. A, à, Dực Lâu đang kích động bỗng nhiên quay đầu. Trực lăng lăng tiếp cận Vân Liên. Cái quái gì? Muốn rời khỏi. Thế nhưng ngươi là tổ thần đầu tiên, tương đương với vị thần đầu tiên mà thế giới thần cấp thai nghén, là hy vọng nhất trùng kích đế cảnh tại thế giới đế cấp. Dực thần tộc có thể sinh ra đế cấp hay không, mấu chốt chính là dựa vào ngươi.
Chúng ta vừa tiếp ngươi trở về, ngươi phủi mông một cái muốn đi. Nữ tử đều giỏi thay đổi như thế sao? Tần Diễm đầu tiên đều nhíu mày, hy vọng lớn nhất để hắn tỏa chấn nơi này, không ai qua được bồi dưỡng đế quân, mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội, một người có hy vọng nhất trực tiếp muốn rời khỏi. Mẫu thân nó, đây tính là chuyện gì đây? Nương môn nhi này sẽ không phải động xuân tâm đấy chứ? Vì nam tử, ngay cả tộc đàn cũng không cần. Hướng Vãn Tình chú ý tới thể hiện là lạ của Dực Lâu cùng Tần Diễm, vội vàng nói. Tâm ý của ngươi, chúng ta nhận, nhưng tộc nhân của ngươi đều ở nơi này cần ngươi. Vân Hoa cùng Vân Tuyệt đủ để dẫn dắt bọn hắn, không cần ta lại ở lại. Thế nhưng, ngươi đột nhiên rời khỏi, hai vị tổ thần Vân Hoa cùng Vân Tuyệt có thể đồng ý không? Tại tinh cầu của chúng ta chính là kẻ địch, chỉ là gặp phải xâm lấn, tạm thời hợp tác. Bây giờ đã bình định, mâu thuẫn lúc nào cũng có thể bộc phát, ta rời khỏi, càng hợp ý nguyện bọn họ. Hoàn cảnh mới thế cục, các ngươi nhất định có thể bình an vô sự. Ân oán trước đó, cái kia cũng không tính là chuyện gì cả. Ý ta đã quyết, ta sẽ chọn lựa 1000 vị tộc nhân, tiến vào chiếm giữ thế giới của các ngươi. Dực tộc, nguyện làm hộ giả vĩnh viễn, bảo vệ quy củ thế giới thiên đế. Vân Liên Mỹ lệ thánh khiết, má ngọc nghiêm túc như một pho tượng đẹp, như là không có bất kỳ tình cảm gì, cũng không có bất cứ kẻ nào có thể thay đổi quyết định của nàng. Lông mày Tần Diễm đều phiêu lên, cái quái gì? Không chỉ có đi một mình, còn muốn chọn lựa 1000 tinh nhuệ. Đây là chuẩn bị đồ cưới cho mình sao? Dực Lâu đều muốn khóc, tâm ý đã quyết, không có đường lùi sao? Bọn người Hướng Vãn Tình nhìn về phía Dực Lâu cùng Tần Diễm. Vị tổ thần đầu tiên này đối với Dực thần tộc mà nói là cực kỳ quan trọng, khẳng định là không có hy vọng đi. Nhưng, lý do của người ta rất đầy đủ. Trong lòng bọn người Dực Lâu rất sốt ruột, vẻ mặt phức tạp, rất muốn thuyết phục, nhưng chính là không mở miệng nổi. Dù sao, trước đó đều đã nói xong, bọn người Vân Liên không phải nô lệ của Dực thần tộc, ai cũng có tư cách lựa chọn tương lai của mình. Nếu như cưỡng ép giữ lại, ngược lại có loại ý tứ coi bọn họ là công cụ. Huống chi, ba vị tổ thần có thể thoát khốn, đều là công lao của Khương Phàm, Vân Liên đại biểu ba vị tổ thần biểu đạt cảm ơn, cũng coi là chuyện hợp tình hợp lý. Dực Lâu nhìn về phía Tần Diễm, ngài nói hai câu gì đi chứ? Trong lòng Tần Diễm rất khó chịu, nhưng hạ miệng, nắm chặt tay lại, không có lại ngăn cản. Cam làm hộ giả, bảo vệ quy củ thế giới. Hai câu này để hắn nhớ tới chiến tộc bảo vệ trong thế giới của phụ thân. Nếu như Khương Phàm thật sự có thể dực tộc phát triển, đúc thành tên chiến tộc bảo vệ. Sau này cùng phụ thân gặp mặt, nói không chừng có thể thông qua vấn đề này thoáng rút ngắn tình cảm. Dù sao trong tiềm thức, Tần Diễm rất hy vọng Khương Phàm có thể hợp tác cùng phụ thân. Đến lúc đó, nếu là hắn dẫn lĩnh một thiên đế ngược sát hai bộ phân thân Thương Thiên đưa đến trước mặt phụ thân, lại còn là hành tinh mẫu thân của Thương Thiên, chỉ sợ Tần Hạo cùng Tần Niệm cũng đều sẽ rất hâm mộ. Dực Lâu chú ý tới con mắt Tần Diễm đang quay tròn loạn chuyển, tâm tình là kích động lại chờ mong, xem ra hộ giả nổi giận hơn. Nhanh, phát huy đi, giữ Vân Liên lại đi. Tần Diễm hít sâu một hơi, đột nhiên tỏ thái độ cao vút. Tốt, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Đừng mang 1000, mang 3000, 5000, hãy cố gắng, hãy phát triển, hãy bảo vệ quy tắc thế giới của Khương Phàm. Không được đọa mặt mũi Dực tộc, tranh thủ phát triển đến đế tộc. Dực Lâu đều muốn trợn lồi con mắt ra. Ta là gặp ảo giác sao? Tốt, trực tiếp đưa tiễn rồi. Mẫu thân nó, còn thêm số lượng. Hướng Vãn Tình đều dở khóc dở cười, đây là tình huống như thế nào? Gia hỏa này làm sao lại như là một đồ đần vậy? Vân Liên khẽ vuốt cằm đối với Tần Diễm, cảm tạ sự tôn trọng của hắn, sau đó nhìn về Hướng Vãn Tình. Hướng Vãn Tình rất nhớ thái độ Khương Phàm tỏ ra mặt, nhưng Khương Phàm lại giả vờ ngây ngốc, không ra, nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể nói. Ta đại biểu thế giới của chúng ta, hoan nghênh các ngươi. Vân Liên khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía Chu Thanh Thọ. Chu Thanh Thọ nhíu mày, giả ý nhìn trái nhìn phải một cái. Ý thức thể Khương Phàm lưu trong tinh thần kiếm rất kỳ quái, đây là phát hiện ta rồi. Chỉ là một sợi ý thức, không có hình thái, không có năng lượng, tạm thời gửi lại mà thôi. Vân Liên không có phát giác được ý thức Khương Phàm, nhưng chuôi tinh thần kiếm kia vậy mà lại lơ lửng tại trong đội ngũ, có vẻ hơi đột ngột. Khương Phàm chỉ có thể tỏ thái độ. Vân Liên tổ thần từ từ chọn lựa tộc nhân, ta vừa vặn còn có việc xử lý, chờ xử lý xong, tới đây mang ngươi theo. Vân Liên lãnh đạm nói,
Bộ tộc của ta sẽ tự mình sàng chọn. Cái kia, cùng đi. Khương Phàm không để ý thế giới của mình thêm một huyết mạch hoàn toàn mới mà lại còn đặc biệt, nhưng luôn cảm thấy quái quái chỗ nào đó. Nhất là hướng Vãn Tình liếc tới một ánh mắt như có như không kia, để hắn có chút phát lạnh. Dực Lâu khóc không ra nước mắt, quyết định như vậy đi. Cũng sẽ không tiếp tục hỏi thái độ của ta một chút. Tổ thần đầu tiên, 5.000 tộc nhân tinh nhuệ. Cứ như vậy, cách bọn họ mà đi rồi. Vân Liên gọi hai vị thống soái trong bộ tộc của nàng tới, an bài bọn hắn lựa chọn tộc nhân tinh nhuệ. Chủ yếu là chọn lựa cường giả tầng cao nhất, cùng vãn bối có tiềm lực. Đương nhiên, vẫn phải tôn trọng ý nguyện tộc nhân. Nàng muốn mang 1.000 người cũng không tệ rồi, mang nhiều không thích hợp, nếu Dực thần tộc chủ động muốn nàng mang 5.000, nàng cũng không cần thiết phải khách khí. Chương 3372 đến Chúng Diệu Thiên. Chúng Diệu Thiên, tọa lạc sâu trong lâm hải mênh mông, thần bí vô tung, hoàn toàn không tìm thấy vết tích tồn tại, thật giống như căn bản cũng không có thế lực này. Nhưng, nếu có ai dám làm càn tại vùng rừng rậm này, tất nhiên lọt vào trấn áp. Cho dù là thần tộc, chỉ cần mạo phạm, sẽ không dễ dãi như thế. Có người nói Chúng Diệu Thiên đúng dùng đặc thù pháp trận, tiến hành phức tạp ẩn nấp. Có người nói Chúng Diệu Thiên thật ra là một không gian mê xào độc lập, trùng điệp như là thế giới. Có thiên bảo lão tặc chỉ dẫn, bọn hắn đi tới biên giới lâm hải. Dãy núi ngoài rừng rậm xu thế bị cưỡng ép thay đổi qua, giống như tường thành nguy nga, kéo dài vạn dặm. Thiên bảo lão tặc đứng giữa không trung, chỉ mê vụ phía xa bao phủ lâm hải. Bên ngoài có dãy núi uốn lượn khúc chiết, lại đều nối liền cùng nhau, mà trong tầng mây cao vút, lại cực kỳ hùng vĩ. Bên trong là cây rừng tươi tốt, thế núi chập trùng, mê vụ rành rụm, nặng nề nồng đậm. Từ đằng xa nhìn tới, thật giống như phiến hồ nước to lớn với sóng cả mãnh liệt. Vân Liên nhìn kỳ cảnh sơn hà tráng lệ, cảm giác bên trong tràn ngập năng lượng bành trướng. Từ sau khi rời khỏi thế giới của nàng, một đường lang bạt kỳ hồ, chịu đủ tàn phá, cho dù đi đến thiên nguyên tinh vực, cũng đều là bị cầm tù, còn chưa từng ổn định lại tinh thần cảm nhận thế giới xa lạ này. Trong nhóm dãy núi bên ngoài có 33 tòa kiếm phong, phân tán tại các phương vị khác biệt, bên trong đều có cường giả trấn thủ. Nếu như muốn tiếp Chúng Diệu Thiên, chỉ cần dùng máu tươi viết xuống tên mình cùng mục đích ở phía trên kia, người canh giữ bên trong Chúng Diệu Thiên tự nhiên sẽ phát giác. Nếu như bọn hắn không nguyện ý tiếp kiến, mặt chữ bằng máu trên kiếm phong sẽ tan rã. Nếu như nguyện ý tiếp kiến, người canh giữ sẽ từ bên trong đi ra. Thiên bảo lão tặc nói xong, lại nói. Ta chỉ nghe nói là như thế, chưa từng tới qua nơi này loại nơi. Nơi đó là thật sao? Hướng Vãn Tình nhìn ra xa dãy núi, chú ý tới một ngọn núi. Bộ dáng đặc thù, tương tự cự kiếm, chỉ tới bầu trời. Phải, đi qua nhìn một chút. Thiên bảo lão tặc dẫn đường, hắn là người đầu tiên giáng lâm tới đó. Bọn người Hướng Vãn Tình theo sát vào, rơi xuống trước mặt ngọn núi nguy nga che trời. Ngọn núi giống như trải qua rèn luyện đặc thù, toàn thân đều là nham thạch bóng loáng, tỏa ra khí tức rét lạnh. Chu Thanh Thọ hiếu kỳ đánh giá, đây coi là cái gì? Bái môn gián sao, bí ẩn đến mức như thế sao? Chẳng lẽ là sợ kẻ địch giết đến? Hay là có bí mật gì không muốn người khác biết? Hàn Ngạo ôm cánh tay, đứng ở phía sau, nhìn lên thạch phong. Chớ nhìn loạn, bắt đầu đi. Hướng Vãn Tình vung tay ở trước mặt Hàn Ngạo, nói. Bắt đầu cái gì? Hàn Ngạo không hiểu thấu. Lấy máu, viết chữ. Ngươi là chờ nhìn nữ tử như ta đây lấy máu, hay là trông cậy vào Chu Thanh Thọ sẽ thả máu? Hàn Ngạo ngưng nghẹn im lặng, lắc đầu, vạch phá ngón tay, bước ra máu tươi bắt đầu viết chữ, nhận mệnh thiên đế, tiếp Chúng Diệu Thiên. Chu Thanh Thọ rất phiền muộn. Người đường đường là cự long, viết chữ thanh tú như thế sao? Viết lớn lên đi chứ. Hàn Ngạo bực tức. Không phải thả máu của ngươi, ngươi ngao ngao cái rắm. Chu Thanh Thọ nói. Ta là vì tốt cho ngươi, nhăn nhăn nhó nhó viết mấy chữ bằng máu, bên trong xem xét không lớn khí, khẳng định giả mạo thiên đế, đều chẳng muốn để ý tới. Nếu ngươi thoải mái, dội máu mua bút, ken két viết lên mười mấy chữ lớn cứng cáp bằng bạc. Nói không chừng bên trong sẽ có vị mỹ nữ nào bành trướng cảm xúc, xông lại tiếp đãi. Ngươi có thể đứng đắn một chút hay không? Huynh đệ là gấp thay ngươi, nữ tử trong thế giới của mình, ngươi không dậy nổi tay, đi ra bên ngoài, ngươi cao thấp mang một người trở về. Hắc Long huyết mạch, không thể nào cứ tuyệt hậu như vậy. Chu Thanh Thọ vừa dứt lời,
Thạch phong lắc lư kịch liệt, mặt ngoài không gian ba động, long khí dâng lên, một đầu đại long đen kịt bãi động thân rồng vọt ra. Hắc long dài đến mấy ngàn thước, vảy đen tùm, không thể phá vỡ, móng vuốt sắc bén thấu xương, như có thể mở ra không gian, sát khí màu đen nương theo long uy hùng hồn, tràn ngập khắp đất trời, mang đến cảm giác áp bách cực lớn. Hắc long, mẫu long, mẫu long, mẫu long, con mắt Chu Thanh Thọ đều suýt chút nữa trừng ra ngoài. Bởi vì hắc long kịch liệt nhấc lên giữa trời, hóa thành một vị nữ tử áo đen, xinh đẹp lãnh ngạo, vóc người nóng bỏng, ở trên cao nhìn xuống quan sát bọn hắn. Hướng Vãn Tình và Tặc Điểu đều vụt sáng con mắt, trùng hợp như vậy sao? Hàn Ngạo đều sửng sốt một chút, nhìn chữ bằng máu trước mặt, nhìn lại hắc long trên bầu trời. Thiên đế phương nào? Hắc long hóa thân hình người, toàn thân lại bao quanh hư ảnh hắc long, đôi mắt như máu, hiện ra ý lạnh tùm. Thiên đế vừa mới giao thủ cùng thiên nguyên. Hàn Ngạo dậm chân phóng lên trời, hắc khí, cương khí cuồn cuộn, cũng ngưng tụ thành hình dáng hắc long oai hùng, quay ở xung quanh hắn, làm nổi bật ra tư thái cường thế bá đạo. Hắc long chúng diệu thiên kinh sợ lui mấy bước. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Nàng chỉ là cảnh giới thánh vương, mà Hàn Ngạo lại là thần linh cường hãn. Hàn Ngạo biết mình đã dùng sức quá mạnh, tranh thủ thời gian thu liếm khí tức. Hắc long chúng diệu thiên tức giận, nguyết hắn một cái, nói. Viên thiên đế kia đều đã trốn, còn nhận mệnh thiên đế. Các ngươi muốn giả mạo thân phận, ít nhất cũng phải động não. Hàn Ngạo cao ngạo ngếch đầu lên, nói. Chiến đấu cấp thiên đế sẽ đơn giản như vậy sao? Đó cũng chỉ là đạt thành giao dịch, tạm thời lui lại, giữ vững khoảng cách an toàn. Lại nói, nếu như không phải thiên đế, có thể tùy tiện điều động 6 vị thần linh. Hắc Long khẽ nhíu mày, chăm chú đánh giá nam tử thần võ trước mặt, vừa nhìn về phía mấy vị khác kia. Chúng diệu thiên mặc dù phong bế, nhưng với tình huống tất cả tinh cầu bên ngoài ít nhiều vẫn có chút hiểu rõ. Ví dụ như có thần tộc nào, đế tộc nào, thần linh bên trong thần tộc đế tộc đều là ai? Chương 3373 chúng diệu thiên long. Nhưng, trong những người này trừ thiên bảo lão tặc ra, vậy mà nàng đều không biết ai cả. Các ngươi thật sự là thần linh của viên tinh cầu kia. Đây còn là giả. Thiên nguyên có thể cho phép các ngươi tiến đến. Ta nói, thiên đế chúng ta cùng thiên đế các ngươi đã đạt thành hiệp nghị. Lúc này, tinh thần kiếm bên cạnh Chu Thanh Thọ dâng lên tinh quang, xen lẫn thành một hình dáng. Vị cô nương này, ta là ý thức thể viên tinh cầu kia. Hy vọng có thể gặp mặt đế tổ các ngươi, hiểu rõ tình huống hành tinh mẫu thân trong lỗ đen. Nếu có hy vọng, ta nguyện ý làm viện thủ. Hắc Long không có vui mừng, ngược lại là cảnh giác. Vài vạn năm qua, cường giả muốn vào chúng diệu thiên hiểu rõ tình huống của bọn hắn, không có 1.000, cũng có 800. Nhất là những đại biểu thiên đế cấp tại thiên nguyên tinh cầu kia, kẻ nào không phải nhìn chằm chằm đối hành tinh mẫu thân của bọn hắn. Nói là nghĩ cách cứu viện, nhưng mục đích thật sự là cái gì, bọn hắn vô cùng rõ ràng. Khương Phàm ý thức thể nói. Ta biết khả năng có rất nhiều thế lực đều đang đánh chủ ý đến các ngươi, đều nói là muốn cung cấp trợ giúp, kỳ thật không có ý tốt. Nhưng, nếu quả như các ngươi thật sự hy vọng cứu vãn thứ gì, thì không nên từ chối tất cả trợ giúp, mà là phải từ trong 100.000 lần trợ giúp không có ý tốt, cố gắng tìm kiếm cái thật tâm thật ý kia. Hàn Ngạo chủ động nói. Ít nhất phải để cho chúng ta gặp mặt cùng người chủ trì của các ngươi. Còn có được hay không, là do hắn định đoạt. Chờ một lát, không được loạn đụng. Hắc Long một lần nữa hóa thành yêu thể, sôi trào vào tới Thạch Phong. Mặt ngoài Thạch Phong nổi lên gợn sóng, hoàn toàn tiếp nạp Hắc Long. Huynh đệ, biểu hiện tốt một chút. Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian cùng Hàn Ngạo nháy nháy mắt. Nàng là yêu tộc, không phải nhân tộc. Hàn Ngạo nhìn ra bản chất Hắc Long. Có ý gì, ngươi là sợ nàng xem thường ngươi, nói ngươi giả mạo ngụy liệt, hay là ngươi chướng mắt người ta? Ta nói là, nói chứng, có hứng thú thì liền đuổi, hay là ngươi chờ người ta đuổi theo ngươi? Không hứng thú thì liền im miệng, đừng tìm cớ nữa. Chu Thanh Thọ xua xua tay, để hắn tức chết. Hướng Vãn Tình cũng nói, huyễn hóa hình người, ngược lại phù hợp thẩm mỹ tinh cầu của chúng ta. Ngươi có thể suy nghĩ một chút. Qua hồi lâu, Hắc Long từ bên trong Thạch Phong đi ra, mang ra 6 vòng kim loại màu sắc rực rỡ. Đây là cấm linh hoàn, đều mang ở trên người. Hàn Ngạo cảnh giác nói. Có tác dụng gì? Hắc Long lạnh lùng nói. Thần linh tiến đến chúng diệu thiên, nhất định phải áp chế linh lực. Cấm linh hoàn có thể hạn chế các ngươi phóng thích linh lực,
cũng có thể phát giác được linh lực đặc thù của các ngươi ba động, nhưng sẽ không sinh ra bất cứ thương tổn gì đối với các ngươi. Nếu như các ngươi mang theo thành ý tới, vậy thì mang theo cấm linh hoàn. Nếu như không thể tiếp nhận, chúng Diệu Thiên cũng không chào đón. Khương Phàm nói, khách theo chủ, đều mang lên. Bọn người Hướng Vãn Tình đều đeo vòng kim loại lên trên cổ. Vòng kim loại cảm giác rất nhẹ, nhưng sau khi đặt ở trên cổ vậy mà lại áp chế tốc độ linh lực chảy xuôi trong kinh mạch một cách không thể tưởng tượng nổi, trong lúc vô hình đã hạn chế phóng thích thực lực. Thiên Bảo lão tặc thử thăm dò muốn kích phát linh lực, diễn biến võ pháp, kết quả cấm linh hoàn phát sáng. Hắn chỉ là hơi kích phát mà thôi, liền bành trướng bộc phát, chiếu sáng cả dãy núi rừng rậm. Mời! Hắc Long xôi trào, một lần nữa huyễn hóa hình người, mang theo bọn hắn đi đến Thạch Phong. Thạch Phong ba động không gian, nuốt sống bọn hắn, phía trước lập tức dâng lên cường quang, xuất hiện một con đường không gian. Chu Thanh Thọ bỗng nhiên đẩy Hàn Ngạo. Hàn Ngạo lảo đảo mấy bước, bổ nhào vào phía trước nhất, hắn khóe mắt có chút run rẩy, ho nhẹ vài tiếng. Cô nương, còn không có thỉnh giáo phương danh. Hắc Long thản nhiên nói. Kỷ Mặc. Chu Thanh Thọ ở phía sau nhíu mày. Tịch Mịch, tên này nghe chút rất tự nhiên. Thiên Bảo lão tặc kỳ quái. Tự nhiên. Chu Thanh Thọ nói nhỏ. Màu xanh lá. Thiên Bảo lão tặc giật mình gật đầu, oa nhi này có ý tưởng. Hàn Ngạo quay đầu chừng bọn hắn một chút, tự giới thiệu. Ta là Hàn Ngạo. Kỷ Mặc ở phía trước dẫn đường, thuận miệng nói. Ngươi là nhân tộc, vậy mà lại phóng thích long khí, là tu luyện bí thuật truyền thừa của long tộc sao? Ta là Hắc Long Linh Văn, ta không chỉ có thể thức tỉnh bí thuật truyền thừa long tộc, còn có thể tại thời khắc tất yếu trực tiếp hóa thân thành Hắc Long. Kỷ Mặc rốt cuộc cũng quay đầu nhìn Hàn Ngạo một chút. Giống như long tộc chúng ta. Hoàn toàn tương tự, giống nhau như đúc. Ngươi là yêu tộc hay là nhân tộc? Tinh cầu chúng ta có hệ thống tu luyện đặc biệt, Linh Văn, tương đương với đồ đằng. Lúc bắt đầu là nhân tộc mượn dùng lực lượng đồ đằng, sau này trực tiếp dung hợp cùng đồ đằng. Cứ như vậy, không chỉ có nhân tộc có thể thể hiện ra cực mạnh thực lực chiến đấu, nơi nào có yêu tộc diệt tuyệt, cũng có thể bằng vào ấn ký đồ đằng vĩnh hằng bất diệt, hiển hiện trạng thái linh văn ở trên một ít con người, để yêu tộc kia lại xuất hiện. Kỷ Mặc kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo, còn có thể như vậy nữa sao? Chẳng phải là yêu tộc không có thuyết pháp diệt tuyệt này, chỉ cần linh văn xuất hiện, thì có thể một lần nữa khôi phục. Hàn Ngạo chăm chú gật đầu. Linh văn nhân tộc phức tạp, không chỉ có thú linh văn, còn có nhiều loại linh văn khác. Nhân tộc dựa theo năng lực sinh sôi cường thịnh, điều giải kéo dài giống loài thế giới, đây cũng là một kiện công tích đối với thế giới. Bọn người Chu Thanh Thọ ở phía sau trao đổi ánh mắt, đều có chút mộng. Cái tên này chính là này trêu chọc nữ tử như thế sao? Vừa mới gặp mặt, liền chọc bí mật thế giới của mình cho người ta hay rồi. Khương Phàm đều rất bất đắc dĩ. Cái kỹ thuật tán gái này thật kém cỏi, cái giá thật là lớn. Hướng Vãn Tình đều lắc đầu, rốt cuộc cũng biết vì sao gia hỏa này không được nữ tử yêu thích. Chương 3374 tám đại chủ thần. Vậy thì phía sau thật sự là ý thức thiên đế của các ngươi. Kỷ Mặc thoáng hạ giọng. Trận chiến đấu trước đó, sinh linh bên trong chúng Diệu Thiên bọn hắn đều mơ hồ thấy được, nhưng rung động mang tới đến bây giờ vẫn còn khó mà lắng lại. Đó chính là thiên. Đó chính là tạo vật chủ chấp trưởng sinh tử tồn vong, vinh nhục thịnh suy của bọn hắn. Ở trước mặt uy thế kia, ngay cả đế tổ quan sát chúng sinh cũng đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Thái Hoàng Thiên, Khương Phàm. Hàn Ngạo có chút ngẩng đầu, kiêu ngạo không che giấu chút nào. Hắn bồi tiếp Khương Phàm, một đường từ Đại Hoang đi tới, chứng kiến kỳ tích, trải qua chiến tranh, đáng để hắn dùng một đời dư vị, càng đáng để hắn nói khoác với tất cả mọi người. Các ngươi đến tập kích Thiên Nguyên. Sau khi Kỷ Mặc nhìn bóng dáng kia, nhìn rất ôn hòa, không táo bạo giống nhìn thấy trước đó. Chúng ta không có tà ác như vậy, chúng ta là tới cứu người. Chiến đội của Chúa Tể Thương Thiên tập kích tinh cầu của chúng ta, cướp đi người thân bằng hữu của chúng ta. Tinh cầu bị Chúa Tể tiếp cận, vậy mà còn có thể bảo tồn lại. Các ngươi không tệ lắm, người đâu? Đương nhiên là đã cứu được, chúng ta đuổi đến mấy tỷ dặm, há có thể không công mà lui. Tinh cầu của các ngươi đã diễn biến bao nhiêu năm? Từ hồng hoang đến nay, trăm vạn năm. Rất trẻ. Thế giới của các ngươi thì sao? Hơn 3 triệu năm. Lúc bọn hắn nói chuyện, cảnh tượng trước mặt đã sáng tỏ thông suốt. Bọn hắn đặt mình vào sâu trong mây mù, quan sát sơn hà họa quyển mênh mông mỹ lệ.
Hình dạng mặt đất nơi này đặc thù bị vẽ phác thảo, dấu hiệu hết sức rõ ràng. Ở trung tâm là hồ nước mênh mông, sóng lớn nhấc lên, sóng nước lấp loáng, phạm vi mênh mông như biển, bên trong trải rộng hòn đảo lớn nhỏ không giống nhau, giống như là từng viên mã não khảm nạm trên bức họa xanh thẳm. Lộng lẫy. Xung quanh hồ là lục địa rộng lớn, tuy lại bị cố ý phân chia thành các hình dạng mặt đất khác biệt, vây quanh hồ nước theo thứ tự là vùng núi, rừng rậm, hồ triều, bình nguyên, hoang mạc, sa mạc, đất nứt, cánh đồng tuyết. Khu vực khác nhau duy trì lấy khác biệt hoàn cảnh đặc thù, chiếm cứ khác biệt năng lượng tự nhiên, cũng sinh hoạt khác biệt sinh linh. Từ trên cao quan sát, chúng diệu thiên tựa như một con mắt duy mỹ. Đây chính là thế giới của chúng ta. Hắc Long phát ra tiếng long ngâm to rõ. Sâu trong các khu vực liên tiếp dâng lên cường quang, toàn bộ đánh về phía nơi này. Mặc dù khoảng cách vô cùng xa xôi, nhưng bọn hắn đều giống như vượt qua không gian, dồn tốc độ xông về nơi này. Bọn hắn là 8 vị chủ thần của chúng diệu thiên chúng ta. Nếu như có thể thuyết phục bọn hắn, các ngươi có thể đến khu trung ương, gặp mặt đế tổ. Nếu như bọn hắn không tiếp nhận các ngươi nhất định phải rời khỏi. Sau khi nhắc nhở, Kỳ Mặc đón những ánh sáng kia tiến lên. 8 vị chủ thần lần lượt xuất hiện ở trước mặt bọn họ bên ngoài ngàn dặm, gặp mặt cùng Kỳ Mặc. Theo thứ tự là chủ thần khu vùng núi, Cửu Thiên Lôi Hoàng, chủ thần khu rừng rậm, Trường Sinh Thảo, chủ thần khu hồ triều, Tinh Phạm Chu Hoàng, chủ thần khu bình nguyên, Táng Thiên Ma Điệp, chủ thần khu hoang mạc, Viêm Ma Hoàng, chủ thần khu đất nứt, U Minh Cốt Hoàng, chủ thần khu cánh đồng tuyết, tuyết nữ. Tinh cầu dám khiêu chiến chúa tể thương thiên. 1 triệu năm, coi như tuổi trẻ. Không chỉ có chống đỡ tập kích, còn dám đuổi bắt thương thiên, khiêu chiến thiên nguyên. Có can đảm. Nếu là cứu người, cứu được thì nên rời khỏi, còn truyền vào ý đồ đến biết đánh chủ ý đến chúng ta. Thiên nguyên lại còn bỏ hắn vào rồi. Sinh linh cường thế bá đạo, thường thường đều là hạng người dã tâm bừng bừng. Tinh cầu, cũng như vậy. Hắn có thể có mục đích gì, cũng chỉ là ngấp nghé giới nguyên của chúng ta mà thôi. Hừ hừ, giới nguyên đang ở bên trong lỗ đen kia, hắn dám vào sao? Nếu đều đã tiến đến, trước tiên cứ nghe bọn hắn nói một chút xem thế nào đi. Tuy nhiên phải gìn giữ cảnh giác, tuyệt đối không được bị hắn lừa bịp. Sau khi 8 vị chủ thần giao lưu đơn giản thì cùng nhau đạp vào đạo ngấn không gian, chuyển rời đến trước mặt bọn người Khương Phàm. Chu Thanh Thọ cùng bọn người Hàn Ngạo nhìn các cự thần nguy nga, đều âm thầm kinh ngạc. Bên trong 8 vị chủ thần không có nhân tộc. Chủ nhân yêu tộc, lại chỉ là nhện. Quả nhiên là thế giới khác biệt, đẳng cấp giống loài khác biệt. Hắc Long Kỳ Mặc đứng ở sau lưng Tinh Phạm Chu Hoàng. Thái độ hơi có vẻ cung kính. Cái này khiến Hàn Ngạo rất kỳ quái, Long tộc không phải cường tộc cấp vũ trụ sao? Hơn nữa còn là yêu tộc cao ngạo nhất. Nhưng từ biểu hiện của Kỳ Mặc đến xem, địa vị Long tộc ở thế giới này giống như thuộc về loại thứ hai. Tinh thần kiếm trước mặt Chu Thanh Thọ dâng lên tinh quang, để hình dáng Khương Phàm rõ ràng hơn, hắn gọn gàng dứt khoát nói. Lần này ta bái phỏng, là vì viên tinh cầu vây ở trong lỗ đen kia của các ngươi. Hy vọng trước tiên phải hiểu cặn kẽ tình huống nơi đó, nếu như có thể thực hiện, ta sẽ tiến về lỗ đen, mang tinh cầu ra. Ha ha! Cửu Thiên Lôi Hoàng là lôi thú giống như cự điểu, chỉ là cười khẽ hai tiếng giống như tiếng sấm đinh tai nhức óc. Người muốn biết tình huống cặn kẽ, vào xem chẳng phải rõ ràng. Toàn thân Táng Thiên Ma Điệp tràn ngập ma khí tựa như là hủy diệt, hai con mắt tinh hồng như là hai mảnh huyết hải đang lao nhanh, là một kẻ có ánh mắt kinh khủng nhất. Có lệ khí cuối cùng trong tất cả chủ thần. Chúng ta rời khỏi 30.000 năm, sớm đã cắt đứt liên lạc cùng tinh cầu. Chúng ta biết, chỉ là năm đó, không cho ngươi được sự trợ giúp. Ngươi muốn biết, trực tiếp đi đến cha. Khương Phàm hiểu tại sao bọn hắn mâu thuẫn và lạnh nhạt. Ta muốn hiểu rõ là, lúc các ngươi rời khỏi, có phải tinh cầu vẫn tồn tại hay không? Lỗ đen đều có thể thôn phệ tinh cầu, các ngươi lại là đi ra như thế nào? Các ngươi rời khỏi nơi đó. Là muốn mạng sống, hay là tìm kiếm cứu viện? Trường Sinh Thảo tỏa ra mê quang tươi mát nồng đậm, khí tức sinh mệnh bàng bạc như biển. Ngươi cảm thấy, khả năng chúng ta đây sẽ nói cho thiên đế xa lạ ngươi biết. Chương 3375 tình cảnh. Khương Phàm nói, ta khác với những thiên đế ngấp nghé tinh cầu của các ngươi, tình cảnh ta bây giờ, làm cho ta bất cứ giá nào cũng đều muốn nhấc lên một lần nguy hiểm. Ta nói ngay thẳng chút. Nếu như tinh cầu của các ngươi còn trong lỗ đen, ta sẽ dùng hết khả năng, mang ra. Nếu như tinh cầu của các ngươi đã sụp đổ, giới nguyên bị vây ở nơi đó,
ta cũng không tiếc cái giá, xông vào lỗ đen, móc giới nguyên ra. Nếu như, giới nguyên bị các ngươi mang ra ngoài, cho dù ta đạp diệt nơi này, cũng muốn nuốt nó. Khương Phàm vừa nói ra lời này, bầu không khí đột nhiên khẩn trương. Tám vị chủ thần toàn bộ triển khai tư thế, thần uy bành trướng khóa chặt Khương Phàm. Hàn Ngạo hiển hiện hình thái hắc long trước tiên, hắc ám cuồn cuộn, long khí cuồn cuộn, cự long chiến khu hơn 10 vạn mét quay quanh đất trời, tản mát ra khí thế khủng bố hủy trời diệt đất. Hướng Vãn Tình, Tặc Điểu, Chu Thanh Thọ, Vân Liên, Thiên Bảo Lão Tặc, toàn bộ phân tán ở hai bên Hàn Ngạo, cũng triển khai tư thế chiến đấu. Tuy nhiên bọn hắn đều duy trì mấy phần khắc chế. Đây là kỹ xảo nói chuyện. Từ từ bàn bạc, cho bọn hắn hờ hững lạnh lẽo. Dọa bọn hắn một chút, bọn hắn liền bày ra ngay ngắn tư thái. Cái tên con buôn chiến tranh như Khương Phàm này, trong lúc lơ đãng thể hiện chính là đàm phán tinh túy. Khương Phàm muốn chính là hiệu quả này. Chiến đội Thương Thiên tập kích tinh cầu của ta. Ta hủy diệt một bộ phân thân của Thương Thiên, giết hai vị trí tôn đại đế, trấn áp ba vị trí tôn đại đế. Trận chiến đấu vừa rồi, chúng ta lại bắt lấy bốn vị trí tôn đại đế khác. Tình huống bây giờ rất rõ ràng. Ta cùng Thương Thiên đã đến trình độ không chết không thôi. Vẻ mặt nghiêm túc của tám vị chủ thần đều dần nghiêm trọng lên. Giết phân thân Thương Thiên. Còn trấn áp chí tôn. Dòng dã chín vị chí tôn. Viên tinh cầu này bạo ngược như thế sao? Đây chính là chúa tể Thương Thiên, chúa tể sinh động nhất trong vũ trụ minh mông, cũng là chúa tể xâm lược lớn nhất. Nếu ai dám khiêu chiến quyền uy của hắn, không khác gì tự hủy diệt mình. Ánh mắt bọn hắn nhìn Khương Phàm đều trở nên thương hại lên. Viên tinh cầu này xong rồi. Không chỉ là xong, còn có thể lọt vào trấn áp cùng tàn phá khó có thể tưởng tượng. Nói không chừng sẽ bị Thương Thiên luyện thành một viên tinh cầu lao ngục thiên đế cấp. Toàn bộ sinh linh bên trong đều sẽ sinh sống trong cực khổ vô tận. Tất cả tội ác của Thương Thiên tinh vực, cũng đều lưu đày tới nơi đó. Khương Phàm tiếp tục nói. Phân thân Thương Thiên mới sẽ giáng lâm sau 10 năm. Tinh cầu của ta đứng trước nguy hiểm khiêu chiến. Trước đó, vì bảo trụ thế giới của ta, ta tận hết sức lực tìm kiếm mới năng lượng, tăng cường thực lực của ta. Hành tinh mẫu thân các người bị vây ở trong lỗ đen, chính là hy vọng duy nhất trước mắt của ta. Nói tàn khốc chút, ta chính là đi người ngược dòng, tinh cầu của các ngươi chính là cây cỏ cứu mạng ta tất nhiên sẽ tóm chặt lấy. Vẻ mặt tám vị chủ thần lại thay đổi. Viên thiên đế tinh cầu này thật có khí phách. Đều đã như thế này, vậy mà không phải nghĩ đến đảo vong, tìm kiếm tị nạn, cũng không phải nghĩ đến như thế nào thỉnh cầu tha thứ, làm dịu nguy cơ, lại là muốn phản kích. Hắn muốn phản kích chúa tể Thương Thiên. Đây là không rõ nhận biết đối với mình hay suy đoán sai lầm về chúa tể Thương Thiên. Chủ thần khu cánh đồng tuyết, yêu linh tuyết nữ, một chủ thần duy nhất hình thái giống con người. Toàn thân nàng óng ánh, giống như băng điêu, lại mềm dẻo như tuyết. Tình cảnh ngươi đã ác liệt như vậy, cuối cùng cũng khó khăn trốn thoát khỏi hủy diệt, ngươi lôi kéo cây cỏ cứu mạng chúng ta, chẳng phải muốn cùng ngươi chôn cùng. Nếu như tinh cầu chúng ta còn không có hủy diệt, ở lại trong lỗ đen, còn có một chút hy vọng sống, bị kéo đi ra chỉ sợ sẽ theo ngươi cùng chết. Nếu như tinh cầu chúng ta đã hủy diệt, giới nguyên bị ngươi đạt được, cuối cùng cũng không phải đi theo ngươi cùng một chỗ hủy diệt. Rất xin lỗi, ngươi đến nhầm nơi. Trong nhận thức của Thương Thiên, tinh cầu của chúng ta còn không có hóa hình, cho nên ta dự đoán, phân thân Thương Thiên tới đây hẳn là 2 cái, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 cái. Ta đã cùng Thiên Nguyên ký kết bí mật giao dịch, có thể cung cấp cho ta trợ giúp. Nếu như lần nữa được các ngươi tương trợ, ta có thể có hơn 5 phần phần thắng. Không nói trước phần thắng của ngươi từ đâu mà đến, sau này thì sao? Trước đó chết cỗ phân thân, nếu như lại hủy diệt hai bộ, chúa tể Thương Thiên nhất định tức giận. Cũng tự mình vượt qua mấy chục tỷ dặm vũ trụ, đến đây trấn áp ngươi. Đối mặt với chúa tể trấn áp, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Các ngươi không thấy chiến đấu phía ngoài. Nhìn qua đơn giản. Các ngươi không biết chuyện thiên mạch tinh phát sinh. Không có. Con trai Tu La Tần Diễm đã hướng chúa tể Tu La phát đi tin tức. Ta chỉ cần chống đỡ lần tiến công này thì có thể tạm thời thoát khỏi đuổi bắt, tiến về thâm không, gặp mặt cùng chúa tể Tu La. Ồ. Khuôn mặt tám vị chủ thần có chút động, người này vậy mà dính líu liên quan cùng chúa tể Tu La. Chúa tể Tu La cùng chúa tể Thương Thiên đều là chúa tể quật khởi trong trăm vạn năm nay, hơn nữa còn là kình địch. Nếu như có thể đạt được Tu La giúp đỡ, Thương Thiên khẳng định sẽ kiêng kỵ.
Trong đầu Lâu U Minh Cốt Hoàng nhấc lên minh hỏa. Ta làm sao biết ngươi nói là thật hay giả? Ngươi chất vấn liên quan giữa ta và Tần Diễm, hay chất vấn chuyện ta trấn áp Thương Thiên chiến đội? Đề y hoài nghi. Đơn giản, Tần Diễm đang ở Dực Thần tộc, các ngươi có thể tự mình tới đó hỏi thăm. Nếu như các ngươi ngay cả thân phận Khương Diễm đều chất vấn, có thể đi theo ta về thế giới của ta. Các ngươi tự mình nhìn Thương Thiên chiến đội bị trấn áp nơi đó, chính miệng hỏi hộ vệ giả Dực Thần tộc có phải Tần Diễm hay không. Tám vị chủ thần rút lui phía sau mấy trăm dặm, bắt đầu chăm chú thảo luận. Nếu như viên tinh cầu này thật sự đứng trước nguy cơ hủy diệt, rất có thể sẽ mạo hiểm xông vào mảnh lỗ đen có thể xoắn nát tinh cầu thiên đế cấp. Kể từ đó, tinh cầu của bọn hắn có khả năng lại thấy ánh mặt trời. Chương 3376 Địa vị Long tộc. Mặc dù sau khi ra ngoài gặp phải là chúa tể Thương Thiên trấn áp, nhưng nếu như chúa tể Tu La ra tay, tình huống hẳn sẽ không quá tệ. Nhưng, điều kiện tiên quyết là, viên tinh cầu này thật sự trấn áp Thương Thiên chiến đội, thật bị buộc đến đường cùng, cũng là thật lấy được liên hệ với chúa tể Tu La. Tám vị chủ thần trở lại trước mặt Khương Phàm. Mang bọn ta đến thế giới của ngươi, chúng ta muốn đích thân kiểm tra. Việc liên quan tinh cầu của bọn hắn, việc liên quan vận mệnh của bọn hắn nhất định phải thận trọng. Hết thảy, mắt thấy mới là thật. Chu Thanh Thọ tế lên tinh thần kiếm, mang theo tám vị chủ thần rời khỏi chúng Diệu Thiên. Tinh thần kiếm khai khá thâm không, như lao nhanh tinh hà, rất nhanh xông ra thiên mạch tinh. Thiên Nguyên chú ý đến chuyện nơi này, nhưng không có tiến hành ngăn cản. Nếu như Khương Phàm thực có can đảm xông vào lỗ đen, mặc kệ cứu ra viên phá toái tinh cầu kia, hay đạt được giới nguyên tinh cầu, đều có thể để thực lực gia tăng mãnh liệt, đến lúc đó hy vọng chặn đánh phân thân Thương Thiên lớn hơn chút. Chỉ là, viên tinh cầu kia gặp phải nguy hiểm, cũng không chỉ là lỗ đen. Năm đó viên tinh cầu kia tới gần lỗ đen liệp sát giả, mới thật sự là nguy cơ. Bọn người Chu Thanh Thọ đi, duy chỉ có Hàn Ngạo lưu lại. Khương Phàm cho ra lý do là, làm con tin. Dùng cái này biểu thị với chúng Diệu Thiên, hắn sẽ không tổn thương tám vị chủ thần. Hàn Ngạo cuộn nằm thân rồng khổng lồ, quan sát chúng Diệu Thiên giống như bức tranh. Long tộc bên trong chúng Diệu Thiên ở vào địa vị gì? Kỷ Mặc nói. Thánh tộc gần với thần tộc. Bên trong thế giới cũ thì sao? Ta sinh ra ở nơi này, không phải hiểu rất rõ hành tinh mẫu thân, tuy nhiên. Nghe nói là thần tộc. Tinh cầu thiên đế cấp các ngươi phát triển hơn 3 triệu năm. Đế tộc bên trong yêu tộc hẳn là 4 năm. Long tộc vẫn luôn không phải đế tộc, vẫn rớt xuống. Không rõ ràng, khả năng, đều là thần tộc, yêu tộc đế mạch đều quá kinh khủng. Kỷ Mặc lắc đầu, so với yêu vật cường đại như tinh phạm Chu Hoàng, long tộc bọn hắn vẫn kém mấy phần. Hàn Ngạo kiêu ngạo dương lên đầu. Trong thế giới của chúng ta, long tộc là đế tộc. Ồ, long tộc có thể xưng đế. Đâu chỉ có thể xưng đế. Còn từ Hồng Hoang bắt đầu vẫn chiếm lấy vị trí đế tộc yêu tộc đầu tiên. Long tộc các ngươi nơi đó mạnh như vậy sao? Long tộc là biểu tượng tôn quý cùng cường đại, không chỉ có bọn hắn cường đại, tất cả yêu tộc mang theo long huyết diễn sinh cũng đều là dị chủng cường đại. Ngươi có chăm chú tu luyện, thiên nguyên tinh vực chỗ như vậy, số lượng long tộc rất khổng lồ, nhưng cũng chỉ là thần tộc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cũng là thần tộc sao? Đúng vậy, chủ yếu chiếm cứ tại thiên nguyên chủ tinh, quần thể khác phân tán tại thiên tổ tinh. Tuy nhiên số lượng rồng thần cấp của bọn hắn ngược lại rất nhiều. Ta là long tộc, ta cố ý thống kê qua, toàn tinh vực có 9 vị thần long, đương nhiên không bài trừ có ẩn nấp. Chỉ có 9 vị. Hàn Ngạo nghĩ lại, nếu đều là bộ dáng tương tự long tộc, vì sao tiềm lực huyết mạch không giống? Theo lý thuyết thiên nguyên mở ra tinh vực như thế này, bảo vật đông đảo, nếu như huyết mạch đủ cường đại. Hoàn toàn có thể đột phá. Long tộc vậy mà không thể sinh ra long đế. Chỉ có thể nói rõ bọn hắn là không đủ cường đại. Chẳng lẽ có liên quan cùng tất cả tinh cầu mở ra thời đại hồng hoang? 9 vị, còn thiếu sao? Chúng Diệu Thiên chúng ta mới có 10 vị thần tôn. Kỷ Mặc lắc đầu, chúng Diệu Thiên bọn họ tương đương với hành tinh mẫu thân ảnh thu nhỏ, đến trước mắt miễn cưỡng cam đoan số lượng 10 vị. Còn có 2 vị. Trong cấm khu trung ương. Còn có 2 tôn thần thú trấn thủ. Ta rất hiếu kỳ, hành tinh mẫu thân các ngươi đắc tội với ai? Vậy mà có thể bị trọng thương, còn bị ép chạy đến lỗ đen tị nạn. Hàn Ngạo kỳ quái Khương Phàm vậy mà không có hỏi thăm chuyện này, là không quan tâm. Hay chưa đến thời điểm?
Một cái tinh cầu thiên đế cấp bành trướng phát triển 3 triệu năm, khẳng định phải cường đại hơn tinh cầu bọn hắn rất nhiều. Lúc đó là tuyệt vọng đến cỡ nào, thà rằng tiến vào lỗ đen cửu tử nhất sinh cũng không nguyện ý bị hủy diệt. Kỷ Mặc chậm rãi lắc đầu. Đó là chuyện hơn 10 vạn năm trước, cũng là chiến đấu thiên đế cấp, chúng ta không phải hiểu rất rõ, tuy nhiên. Tựa như là có liên quan cùng cấm khu nào đó. Hàn Ngạo nhún nhún vai, đúng thế, nếu như không phải tinh vực chúa tể cấp, chính là những cấm khu có thể so khủng bố với chúa tể. Kỷ Mặc nhìn Hàn Ngạo hơn 10 vạn mét, đột nhiên hỏi một câu. Con của ngươi, là nhân tộc hay long tộc? Hàn Ngạo lúng túng nói. Ta còn không có thành thân. Ngươi cũng là thần, còn không có thành thân. Ánh mắt cao như vậy. Không phải, ân, chủ yếu là bận bịu tu luyện cùng chiến đấu. Tuổi thọ của ngươi là nhân tộc, hay long tộc? Không giống nhau sao? Đương nhiên không giống, tuổi thọ nhân tộc ngắn như vậy. Ta đều là thần linh, tuổi thọ khoảng 4.000 năm trở lên. Tuy nhiên thế giới chúng ta bắt đầu điều chỉnh sinh mệnh pháp tắc, đoán chừng tương ứng sẽ kéo dài, sau này sống đến hơn 5.000 tuổi, thậm chí 6-7.000 cũng có thể. Hàn Ngạo không phải thuận miệng nói, là Khương Phàm nơi đó minh xác tỏ thái độ, mà theo thế giới mạnh lên, năng lượng bành trướng, vạn vật lại càng dễ kéo dài tuổi thọ. Vậy còn không sai biệt lắm. Kỷ Mặc như có điều suy nghĩ. Cái này có ý gì? Hàn Ngạo quay đầu, nhìn Hắc Long, nhỏ nhắn xinh xắn, đứng ở bên cạnh hắn. Hài tử ngươi, ta còn không có gặp được phối đôi thích hợp. Ngươi xinh đẹp như vậy, hẳn là rất nhiều người theo đuổi. Ta xinh đẹp không? Rất xinh đẹp. Bọn chúng cảm thấy ta quá gầy, không đủ hùng tráng. Nữ hài tử, hùng tráng như vậy làm gì? Ta là rồng. Long nữ, nên đẹp đẽ. Con người các ngươi là thẩm mỹ như thế này sao? Hàn Ngạo cùng Kỷ Mặc nói chuyện phiếm mặc dù hơi có vẻ xấu hổ, vẫn còn trò chuyện tiếp. Hàn Ngạo đã động tâm tư, Kỷ Mặc thì tràn đầy hiếu kỳ đối với Hắc Long làm bạn bên cạnh thiên đế, cũng có mấy phần kính sợ. Chương 3377 Vũ trụ trọng khí, tinh hạch. Nửa tháng sau, bọn người Chu Thanh Thọ mang theo Khương Phàm trở lại thiên mạch tinh, xuyên qua con đường không gian, tiến vào chúng diệu thiên. Kỷ Mặc lập tức nghênh đón, nhưng 8 vị chủ thần nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, vội vã xông về cấm khu trung ương. Thế nào? Hàn Ngạo cùng Chu Thanh Thọ cơ hồ trăm miệng một lời. Một tên là hỏi nói như thế nào, một tên là hỏi có làm gì không? Hàn Ngạo liếc nhìn hắn, không có bao giờ đứng đắn cả sao. Chu Thanh Thọ lườm hắn một cái, khẳng định không có tay. Ý thức thể Khương Phàm phiêu đãng trên tinh thần kiếm. Nên hiểu rõ đều đã hiểu, bây giờ đến lúc bọn hắn làm quyết định. Hàn Ngạo nói, viên tinh cầu kia, vẫn còn chứ? Khương Phàm trầm ngâm nói, hẳn là vẫn còn, không phải vậy bọn hắn sẽ không sốt ruột như thế. Hàn Ngạo nói, tinh cầu bọn hắn đắc tội có thể là cấm khu. Khương Phàm nhìn Hàn Ngạo một chút, vừa nhìn về phía Kỷ Mặc. Kỷ Mặc nói, ta chỉ nghe thấy, làm sao, sợ. Khương Phàm chỉ cười cười, không nói gì. Một ngày sau, hòn đảo trung ương hồ nước sôi trào ánh sáng, một cỗ cường quang như cơn lốc phóng lên tận trời, va chạm bình chướng không trung chúng diệu thiên. Mặt hồ xung quanh đều sôi trào, dâng lên một đầu ác thú bộ dáng cự kình cùng một cự quy cao như núi. 10 vị chủ thần vần quanh ở xung quanh cường quang, vượt qua không gian, hướng phía Khương Phàm nơi này lao đến. Khương Phàm cẩn thận cảm giác năng lượng bên trong cường quang, đây không phải đế quân. Càng không phải là năng lượng đế quân, càng giống như ngũ hành chi nguyên, cũng không phải. Ầm ầm, cường quang như sấm chiều bạo động, giống như hư không sụp đổ, đối diện bao phủ Khương Phàm. Thanh thế tràn ngập đất trời làm bọn người Hàn Ngạo kinh hãi đều lui lại mấy bước. Trong thoáng chốc, cảnh tượng xung quanh Khương Phàm kịch liệt thay đổi, biến thành quang ảnh thế giới mông lung. Phía trước xuất hiện một đạo hư ảnh nam tử mơ hồ. Tình huống của ngươi, ta đã hiểu, nhưng ta có nghi vấn. Thanh âm nam tử vô cùng nặng nề, như là núi sông rung chuyển, càn khôn cuồn cuộn, mang đến cảm giác áp bách kịch liệt. Khương Phàm vẫn không nhìn thấu tình huống của người đàn ông này. Xin mời, Thương Thiên vì sao muốn tập kích ngươi? Khu vực hoạt động của Thương Thiên cũng không ở chỗ này, cách này mấy chục tỷ dặm. Nguyên nhân gì có thể làm cho hắn khởi xướng một trận viễn chinh? Một tôn phân thân Thương Thiên, ngoài ra còn 9 vị đại đế chí tôn cấp, đội hình như vậy phối hợp, cũng rất đặc biệt. Nếu như hắn muốn trấn áp viên tinh cầu thiên đế cấp như ngươi, chỉ ít cần 2 bộ phân thân liên hợp hành động,
mới có thể cưỡng ép kiềm chế ngươi, cũng thuận lợi xé mở hỗn độn không gian của ngươi. Đến lúc đó, 9 vị chí tôn đại đế xông vào trong thân thể của ngươi, từ nội bộ phá hư, từ nội bộ đồ sát, mới có thể để cho ngươi bị ở giao khốn trong ngoài, lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng, một bộ phân thân. Nam tử đặt câu hỏi, trực tiếp đứng ở vấn đề cấp thiên đế. Khương Phàm không nhìn thấu nam tử, nhưng đại khái có phỏng đoán. Tinh cầu của ta là hành tinh mẫu thân của Thương Thiên. Tinh cầu của ta giấu ở bên trong mảnh vẫn thạch hoang mạc cách đây 5 tỷ dặm bên ngoài. Thương Thiên có thể trong ngắn ngủi trăm vạn năm không ngừng tạo nên ra phân thân thiên đế cấp, còn sinh ra liên hệ hoàn chỉnh với hắn chính là lần lượt viễn độ thâm không, đến tinh cầu của ta bên trong cướp đoạt giới nguyên. Trước lần này, thế giới chỉ lấy pháp tắc đối kháng, duy chỉ có lần này. Chúng ta thắng, ta tiếp quản cả tinh cầu. Nam tử rơi vào trầm mặc. Mặc dù không có lại nói tiếp, nhưng không gian xung quanh rõ ràng ba động. Hiển nhiên nhận lấy chấn động. Hành tinh mẫu thân. Đây là hành tinh mẫu thân của chúa tể Thương Thiên. Nguyên nhân Thương Thiên trong thời gian ngắn không ngừng phân liệt tinh cầu thiên đế cấp, vậy mà ở chỗ này. Khương Phàm nói, chúa tể Thương Thiên phái ra phân thân, không phải tinh cầu thiên đế cấp hoàn chỉnh, mà muốn rèn đúc thể xác viên tinh cầu thiên đế thứ 10, cho nên chúng ta thắng. Cỗ thể xác kia đã tự bạo, hướng chúa tể Thương Thiên phát đi cảnh cáo. Nhưng chúa tể Thương Thiên hẳn đoán không được cả viên tinh cầu đã hóa hình. Nhiều nhất có thể điều động phân thân 2 viên tinh cầu tới. Ta bây giờ rất suy yếu, một viên đều gánh không được, cho nên nhất định phải có chỗ đột phá. May mắn ta gặp con trai Tu La, cũng cùng Thiên Nguyên làm một ít giao dịch bí mật. Ta bây giờ không chỉ muốn chống đỡ bọn hắn, còn phải dốc hết có khả năng, vây khốn bọn hắn, dù chỉ là một cái. Chúng ta đều là tinh cầu thiên đế, nói nhảm cũng không cần nhiều lời, ta cần trợ giúp của ngươi, ta. Vô cùng. Cần trợ giúp của ngươi. Nam tử trầm mặc hồi lâu, nói. Ta đang đi hướng suy vong, ngươi không mang ta ra được. Là ngươi năm đó bị thương quá nặng, hay lỗ đen kia quá mạnh. Năm đó ta bị thương nặng, nhưng ta là tinh cầu thiên đế cấp ức vạn năm thai nghén, 3 triệu năm phát triển, sáng tạo nặng như vậy xác thực có ảnh hưởng, nhưng cũng không phải chí mạng như thế. Cũng chính là bởi vì như thế này, ta xông vào lỗ đen kia, tránh né con trai cấm khu săn giết. Nhưng, lỗ đen kia khủng bố viễn siêu tưởng tượng của ta tiến vào, bị nhốt trong đó, từ năng lượng hỗn độn đến hình dáng thế giới, đều bị mãnh liệt xé rách. Nam tử hồi ức từng chuyện trải qua giống như ác mộng khi xưa. Ta dùng hết biện pháp, chống cự lực lượng thôn phệ kia, tìm kiếm đường ra chạy trốn. Nhưng, năng lượng hỗn độn của ta càng ngày càng ít, dung chuyển bên trong tinh cầu càng ngày càng mãnh liệt. Sau khi kiên trì 120.000 năm, ta biết ta sắp đến cực hạn, cũng không trốn thoát được. Ta dùng 50.000 năm, rút ra toàn bộ tài nguyên tinh cầu, rèn đúc 33 kiện đế binh, cũng sàng chọn mấy triệu sinh linh. Sau khi hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, ta phóng thích toàn bộ năng lượng, chống cự lỗ đen xé rách, để lỗ đen lâm vào đình trệ ngắn ngủi, dùng 33 kiện đế binh bảo vệ mấy triệu sinh linh, phát động đào vong sau cùng. Rất may mắn, bọn hắn trốn ra tìm đường sống tại thời khắc cuối cùng. Nhưng chuyện sau đó, ta không biết. Khương Phàm hỏi. Mạo muội xin hỏi, ngươi là? Chương 3378 tính kế lẫn nhau 1. Nam tử nói. Tinh cầu khác biệt, phương thức diễn biến khác biệt. Ta là sau khi tinh cầu diễn biến trăm vạn năm mới hoàn chỉnh tiếp quản thế giới, trong 2 triệu năm sau đó, ta hành tẩu vũ trụ, thôn phệ thiên thạch to lớn cùng nguyên tố tinh cầu cấp 3, tìm kiếm hỗn độn tinh cầu cấp 4. Không ngừng tăng cường lấy trình độ chắc chắn viên tinh cầu này của ta. Ta muốn để cho phòng ngự tinh cầu ta đạt tới cực hạn trong tinh cầu thiên đế cấp. Cũng chính là bởi vì như thế này, ta bị con trai cấm khu tập trung vào, hắn muốn luyện hóa ta, rèn đúc siêu cấp trọng khí phía dưới cấp chúa tể vũ trụ. Xác thực mà nói, hắn rất sớm đã tập trung vào ta, chỉ là cảm giác thời cơ thích hợp, phát động đi săn ta. Về phần ta không phải tinh nguyên tinh cầu. Nhưng ta là hạch tâm tinh cầu, cũng chính là tinh hạch. Tinh nguyên, là pháp tắc chi nguyên tinh cầu, là nguyên lực của thế giới. Tinh hạch thì là tự nhiên chi nguyên của tinh cầu, tương đương với vấn đề vật chất hạch tâm của tinh cầu. Khương Phàm rốt cuộc hiểu rõ, nhưng vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Một viên siêu cấp tinh cầu thôn vệ dòng dã 2 triệu năm, vô số to lớn thiên thạch, tinh cầu cấp 3, thậm chí tinh cầu cấp 4, không nói trước thực lực như thế nào. Nó trình độ vững chắc, có thể nghĩ. Cho dù là con trai cấm khu,
đều mưu toan dung luyện hắn thành trọng khí siêu cấp vũ trụ. Vậy mà, bị lỗ đen khốn trụ, còn sắp bị nghiền nát. Lỗ đen vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Cứ như vậy, viên tinh cầu mệt mỏi như hắn đi đến chẳng phải trực tiếp sẽ sập. Nam tử nói, ta rời khỏi, để trình độ vững chắc của tinh cầu yếu bớt trên diện rộng, 30.000 năm, chỉ sợ. Không kiên trì nổi. Tuy nhiên, tinh nguyên hẳn là còn, lỗ đen trong thời gian ngắn nuốt không được hắn. Lỗ đen có thể thôn phệ tinh cầu thần cấp, ta có thể hiểu được, có thể thôn phệ tinh cầu đế cấp, ta cũng có thể tiếp nhận. Nhưng ngươi là tinh cầu thiên đế cấp, còn là tinh cầu chủ phòng ngự, làm sao có thể bị thôn phệ? Lỗ đen kia vô cùng cổ lão, có hung danh cực lớn ở trăm ước dặm vũ trụ xung quanh. Nếu không ta cũng sẽ không chạy vào trong đó tránh né con trai cấm khu. Nhưng, ta cũng không nghĩ tới, lỗ đen vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Nam tử nói đến đây, ngữ khí bi thương. Ta đã từng tưởng tượng, muốn trở thành tinh cầu thiên đế cấp cứng rắn nhất phía dưới chúa tể, không người dám can đảm khiêu khích. Nhưng bây giờ xem ra, thanh danh ta lưu lại duy nhất cho vũ trụ chính là thành tựu hung danh mảnh lỗ đen kia. Sau này vũ trụ nhắc đến lỗ đen kia, chỉ sợ đều sẽ nhớ tới, nó đã từng thôn phệ qua ta. Cũng sẽ cầm chuyện này để hiển lộ ra sự cường đại của lỗ đen này. Khương Phàm nói, ta không phải hiểu rất rõ lỗ đen, thỉnh giáo một chút. Lỗ đen có phải hay không thôn phệ càng nhiều, phạm vi càng phát ra, uy lực càng mạnh. Nếu như là như thế này, nếu như ngươi ở bên trong đã vỡ vụn, sụp đổ, lỗ đen chẳng phải sẽ mạnh hơn. Trên lý luận mà nói, xác thực như vậy. Vậy ta, Khương Phàm ngưng nghẹn im lặng, nếu như tinh cầu đã sụp đổ, uy lực không nói gấp bội, chí ít sẽ tăng vọt. Nếu như hắn lại đi đến, chẳng phải hữu tử vô sinh. Dày vò lâu như vậy, chính là đạt được một kết quả như thế. Một kết quả tuyệt vọng sao? Nam tử nói. Nếu như ngươi nguyện ý mạo hiểm, ta có thể giúp ngươi. Khương Phàm hỏi lại. Có hy vọng lớn bao nhiêu, ngươi sẽ không lôi kéo ta chôn cùng chứ? Nam tử nói. Cùng ta dung hợp, thời điểm ta thoát khỏi lỗ đen, bởi vì 33 đế binh tương trợ, chống đỡ được đại đa số tổn thương, ta hao tổn không nghiêm trọng lắm. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta dung hợp, trình độ chắc chắn thế giới của ngươi nhất định gấp bội, thậm chí là gấp mấy lần. Khương Phàm nhìn nam tử, lại trầm mặc. Nếu quả thật giống như nam tử nói, hắn là TNS hệ trình cầu ti, còn thôn phệ vũ trụ 2 triệu năm, trình độ bền bỉ không thể nghi ngờ. Nhưng, hảo tâm như vậy sao? Cái gọi là dung hợp, có thể nương theo một loại nào đó tai họa ngầm hay không? Đến lúc đó, nếu như lại có thể thuận lợi dung hợp giới nguyên. Mình viên tinh cầu này tính cho ai? Dù sao thật muốn tính toán ra, mình trưởng khống tinh cầu ngắn ngủi mấy năm mà thôi, đối phương thì hơn 2 triệu năm, bất kể là khống chế tinh cầu, hiểu biết về pháp tắc, hay các loại diễn biến phương hướng tinh cầu đều non nớt như là hài nhi. Đến lúc đó gia hỏa này thật muốn làm chút gì, hắn đừng nói phản kháng, chỉ sợ đều không phát hiện được. Nam tử nói, tinh cầu của ngươi, dung hợp viên tinh hạch này của ta, trình độ chắc chắn tương đương với 2 viên tinh cầu thiên đế giao hòa. Nếu như viên tinh cầu kia của ta còn không có sụp đổ, uy lực lỗ đen còn dừng lại trạng thái lúc trước, chúng ta hẳn có thể có hy vọng. Nếu như đã sụp đổ, chúng ta hẳn là cũng có thể chống đỡ được. Đến lúc đó mang tinh nguyên về, lại dung nhập tinh cầu của ngươi, ngươi sẽ đạt được năng lượng pháp tắc càng mạnh, hỗn độn bảo hộ càng mạnh. Khương Phàm trầm ngâm hỏi. Điều kiện. Nam tử nói. Cứu rỗi. Là quyết định của ta năm đó dẫn tinh cầu đến vạn kiếp bất phục, để con dân trên tinh cầu lâm vào bóng tối vô tận cùng hỗn loạn. Bên trong mười mấy vạn năm, đối với ta mà nói, là ác mộng, đối với con dân trên tinh cầu ta mà nói, cũng là ác mộng. Nếu như tinh cầu ta còn không có sụp đổ, ngươi nhất định phải dốc hết có khả năng, hắn mang ra. Nếu như đã sụp đổ, giao tinh nguyên cho ngươi. Chúng diệu thiên chuyển rời đến tinh cầu bên trong ngươi, an trí thích đáng. Viên tinh hạch ngươi hẳn là có ý thức bản thân, sau khi dung nhập thế giới của ta, sẽ biến mất sao? Sau khi dung hợp, ý thức của ta tạm thời sẽ không biến mất, nhưng xin yên tâm. Nếu như tinh cầu ta còn không có sụp đổ, ngươi lại thuận lợi mang ra ngoài, lúc sau ta sẽ chủ động yếu bớt ý thức của ta. Nếu như ngươi nguyện ý chuyển rời tinh cầu đến bên trong mảnh vẫn thạch hoang mạc ngươi đã từng ở, để tinh cầu được an bình toàn nghỉ ngơi lấy lại sức, ta sẽ triệt để xóa đi ý thức mình, để viên tinh hạch này chân chính ý nghĩa thuộc về ngươi, xem như đưa cho ngươi thù lao. Chờ một chút,
Ngươi không cùng ta nghênh chiến thương thiên. Chương 3379 tính kế lẫn nhau 2. Tinh cầu của ta cho dù còn không có sụp đổ, cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như nghênh chiến thương thiên, tinh cầu của ta căn bản gánh không được. Ta có thể làm chỉ có thể là đưa tinh hạch cho ngươi, tăng cường phòng ngự của ngươi. Nếu như tinh cầu của ngươi đã sụp đổ, ngươi có ý thức, tinh nguyên cũng có ý thức, sau khi các ngươi xông vào thế giới của ta, như thế nào cam đoan trưởng khống quyền của ta đối với tinh cầu? Nếu như đã sụp đổ, chúng ta nguyện ý ẩn nấp toàn bộ ý thức, chỉ còn sót lại bộ phận ý thức, bảo vệ chúng Diệu Thiên. Nếu như ngươi còn chưa tin chúng ta, có thể sau khi gặp được Chúa Tể Tu La, thỉnh cầu Chúa Tể phong cấm bộ phận ý thức chúng ta. Lấy năng lực Chúa Tể Tu La, hẳn là có thể làm được. Nam tử đưa ra đề nghị. Khương Phàm âm thầm nhíu mày, đề phòng ta. Tìm Chúa Tể Tu La. Ta nếu có thể tìm tới, bây giờ đã trực tiếp đi tìm. Còn có dung hợp tinh hạch trước mặt, cũng là ý thức từng bước biến mất. Cái này rõ ràng là phải cẩn thận quan sát hắn, thậm chí dò xét hắn. Một khi sau khi dung hợp tinh hạch có thể tùy ý hiểu rõ bản nguyên cùng tình huống thật sự thế giới của hắn. Đến lúc đó muốn phối hợp hắn, vai ẩn muốn khống chế hắn, toàn quyền do tinh hạch định đoạt. Chờ đến trong lỗ đen, nếu như phát hiện tinh cầu nó vẫn còn, nói không chừng có thể cưỡng ép khống chế thế giới mình, không quan tâm xông vào cứu viện. Lão già, xảo quyệt. Diễn biến 3 triệu năm quả nhiên khác nhau. Tuy nhiên cũng có thể hiểu, dù sao hai bên là lần đầu tiên gặp mặt. Mình muốn mạnh lên, đối phương muốn cứu vớt, mà hai bên cũng không biết thiện ác lẫn nhau. Khương Phàm tự định giá hồi lâu, đột nhiên hỏi. Ngươi nói tình cầu ngươi là sau khi mở ra hồng hoang trăm vạn năm mới tiến hành hóa hình, từ đó về sau đều một mực hành tẩu trong vũ trụ. Không sai. Một mực tìm kiếm cùng dung hợp những thiên thạch cùng tinh cầu. Là như thế. Ta có thể hiểu hay không, người hành tẩu bên trong vũ trụ dài đến 2 triệu năm, không ngừng mà dung hợp không ngừng mà dung hợp. Đã tổng kết ra tâm đắc dung hợp. Không kém bao nhiêu. Có thể hiểu thành, người nắm trong tay võ pháp thôn vệ giống như con người như thế. Chỉ cần gặp được tinh cầu thích hợp thì có thể dung hợp. Không kém bao nhiêu, nhưng ta dung hợp chính là thiên thạch to lớn. Nguyên tố tinh cầu cấp 3 cùng hỗn độn tinh cầu cấp 4. Hấp thu năng lượng đều là vấn đề này. Ta không có chạm qua tinh cầu cấp 6 có pháp tắc cùng sinh mệnh. Khoảng cách lỗ đen 230 ức dặm bên ngoài, chính là vẫn thạch hoang mạc của ta, người đi qua chưa? Ta trước đó cũng không hoạt động tại vùng vũ trụ này, là chạy trốn trăm ức dặm thâm không, đi tới nơi đây. Khương Phàm chậm rãi gật đầu, nói. Ta sẽ nói ra đề nghị của ta, như thế nào? Nam tử nhìn Khương Phàm hồi lâu, mới nói. Xin mời. Khương Phàm dạo bước trong không gian quang ảnh. Chúng Diệu Thiên, chuyển rời đến trong thế giới của ta, ta an trí thích đáng. Nam tử thật sâu nhìn Khương Phàm, lấy chúng Diệu Thiên làm con tin. Phương thức tư duy gia hỏa này còn dừng lại tại vấn đề những sinh linh kia, tuy nhiên ngược lại là hữu hiệu. Người đây, không cần dung hợp cùng ta, chỉ cần làm bạn ở bên cạnh ta. Người có thể giữ lại ý thức của ngươi. Vĩnh viễn giữ lại. Giống với từ nay về sau, ngươi chính là vũ khí của ta. Ta hiểu ngươi lo lắng ta, nhưng, không dung hợp cùng ta, kết quả ngươi tiến vào lỗ đen chỉ sợ chỉ có con đường hủy diệt. Ngươi có thể truyền thụ, võ pháp, của ngươi cho ta. Võ pháp, chính là ngươi vừa mới nói, phương thức dung hợp thiên thạch cùng tinh cầu. Nó truyền thụ cho ta, chúng ta đến bên trong vẫn thạch hoang mạc đi vài vòng, nơi đó còn rất nhiều thiên thạch to lớn. Cũng có thể là có tinh cầu nguyên tố. Khương Phàm vừa nói ra lời này, quang ảnh xung quanh nam tử xuất hiện gợn sóng rõ ràng. Nếu như không phải từ thương thiên chiến đội nơi đó hiểu rõ tình huống thật của Khương Phàm, nam tử thậm chí hoài nghi Khương Phàm chính là chạy tới vì bí thuật kia của hắn. Phương thức đặc thù dung hợp tinh cầu là đặc biệt kỹ nghệ hắn tung hoành vũ trụ 2 triệu năm lục lọi ra. Thoát thai từ pháp tắc tinh cầu, nhưng lại mạnh hơn gông cùm xiềng xích pháp tắc cơ sở. Đây cũng là một trong nguyên nhân con trai cấm khu đuổi bắt hắn. Con trai cấm khu không chỉ có muốn luyện hóa hắn, còn muốn kỹ nghệ dung hợp của hắn. Nam tử nói, nếu như tinh cầu của ta vẫn còn, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Nếu như bị hủy diệt, tinh nguyên khẳng định bị lỗ đen thôn phệ nhiều hơn một ngày, lỗ đen sẽ mạnh lên một phần. Ngươi không có nhiều thời giờ như vậy, đi dung hợp thiên thạch, tăng lên mình. Khương Phàm kiên trì nói. Thời gian của ta cũng không nhiều, ta chỉ cần thôn vệ 3-5 năm, khôi phục, vững chắc,
để cho ta có mấy phần lực lượng, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào lỗ đen. Nam tử vẫn nói, lỗ đen xé rách toàn phương vị, nếu như ta chỉ là thân phận vũ khí, chỉ sợ lúc đó chỉ thay ngươi chia sẻ, khó mà cùng ngươi chống cự. Khương Phàm phát giác được mấy phần nguy hiểm, càng kiên trì. Ta còn có vũ khí đặc thù, là từ lấy được thân phận thương thiên. Ngươi trấn áp ở phía trước, nó ở bên cạnh phụ trợ, ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể chống đỡ lỗ đen. Nếu như cùng ta dung hợp, trong tình huống tinh cầu còn không có sụp đổ, lỗ đen vẫn không thay đổi mạnh lên. Hy vọng chúng ta nghĩ cách cứu viện là 8 phần. Khi tinh cầu đã sụp đổ, lỗ đen tiếp tục mạnh lên, hy vọng chúng ta mang về giới nguyên là 6 phần. Nhưng nếu như ta chỉ bồi tiếp ngươi, hy vọng trước mặt là 5 phần, hy vọng phía sau chỉ sợ chỉ có 3 phần. Tin tưởng ta, ta sẽ không mang tinh cầu ta chịu chết. Ta nguyện ý mạo hiểm thì có chỗ ỷ vào. Nếu như ngươi dựa theo điều kiện của ta, chúng ta bây giờ liền chuẩn bị. Nếu như ngươi không đồng ý, ta chỉ có thể xin lỗi. Khương Phàm đương nhiên biết nguy hiểm khi không dung hợp, sau khi nhưng dung hợp thì không xác định, để hắn không thể không thận trọng. Hắn không nguyện ý thế giới mình thành thể xác của người khác, đến lúc đó thỉnh thần đến dễ đưa thần đi kho, nói không chừng ngay cả phản kháng đều không có cơ hội. Chương 3380 Quỷ bí cấm khu. Quang ảnh không gian lâm vào trầm mặc kéo dài. Khương Phàm duy trì đầy đủ cảnh giác. Nam tử có tính toán của mình. Nhưng, Khương Phàm thật rất cần cơ hội này, dù là lỗ đen nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, hắn không thể không chịu chết một trận chiến. Nam tử cần cơ hội như vậy, chờ 30.000 năm, đây hiển nhiên là mục tiêu thích hợp nhất. Rất lâu, Nam tử nói, chúng diệu thiên có thể di chuyển đến, nhưng không thể đụng vào bất kỳ vật gì trong này, cần chỉnh thể di chuyển. Nếu như tinh cầu ta còn không có sụp đổ, người nhất định phải bảo đảm sau khi cứu ra, an toàn đưa vào sâu trong vẫn thạch hoang mạc, cũng cam đoan sau này không được tiến hành quấy rầy. Nếu như tinh cầu đã sụp đổ, giới nguyên làm vũ khí của ngươi, mà không phải bị ngươi dung hợp. Chờ sau khi nghênh chiến thương thiên kết thúc, thả ta, giới nguyên, còn có chúng diệu thiên, rời khỏi. Khương Phàm nói, giới nguyên cùng chúng diệu thiên có thể rời khỏi, ngươi. Không thể nào. Ta tiến vào lỗ đen là nhấc lên nguy hiểm hủy diệt, cũng không chỉ là ngươi giúp ta đánh một trận chiến đấu liền chuộc về. Ta không chỉ giúp ngươi đánh một trận chiến đấu đơn giản, mà là đang cứu vớt ngươi. Huống chi, ta sẽ còn ủy nhiệm cho ngươi phương thức đặc thù tăng cường phòng ngự. Bộ kỹ nghệ kia sẽ hiện ra uy lực cùng tiềm lực to lớn trên bước đường ngươi trưởng thành phát triển sau này. Trận chiến đấu này kỳ thật ta có thể không đánh, ta hoàn toàn có thể trực tiếp rút lui, đến thâm không tìm kiếm tu la. Ta sở dĩ muốn đánh, chỉ là cảm giác cơ hội khó có được. Về phần kỹ nghệ đặc thù ngươi ủy nhiệm ta là vì cứu vớt tinh cầu của ngươi làm chuẩn bị. Nam tử chậm rãi lắc đầu. Người này thật không biết tính đặc thù của bộ kỹ nghệ kia, đó là tinh hoa hắn nghiên cứu 2 triệu năm, 2 triệu năm đó. Nhưng, nam tử không có lựa chọn khác. Khổ đợi 30.000 năm, cơ hội như vậy chỉ sợ là duy nhất. Mà thời cơ rất thích hợp, nếu như lại kéo dài, không chỉ có tinh cầu hủy diệt, tinh nguyên đều có thể biến mất. Sau khi nghênh chiến thương thiên kết thúc, ta cùng giới nguyên lại cùng ngươi chinh chiến 1 vạn năm. Sau 1 vạn năm, thả toàn bộ chúng ta rời khỏi. 50.000 năm. Không thể nào. Không có cái gì là không thể, liền 50.000 năm. Ngươi và ta cùng một chỗ, cũng coi như cả hai cùng có lợi. Sao cả hai cùng có lợi? Năm đó truy sát ngươi hẳn là con trai cấm khu, nếu như biết được ngươi thoát khốn, hắn có thể tha ngươi. Khương Phàm nhắc đến điểm này, quang ảnh xung quanh nam tử lần nữa xuất hiện gợn sóng, so với trước đó càng cường liệt hơn. Nam tử nghĩ đến đồ kinh khủng kia, nghĩ đến dài đến hơn 50 năm, vượt qua trăm ức giảm thâm không điên cuồng chạy trốn, cũng nhớ tới từng tiếng cười tà ác quanh quẩn vũ trụ. Hư ảnh nam tử ngưng thực, trầm giọng nói. 30.000 năm, đây là cực hạn của ta. Tốt, vậy thì 30.000 năm, nhưng không chỉ là làm bạn, mà muốn chiến đấu, là muốn tuân theo mệnh lệnh của ta. Nếu như ngươi có thể đánh lui thương thiên lần này, chúng ta nguyện ý tuân theo sắp xếp của ngươi. Nếu như ngươi gánh không được, mà là bại lui rút lui, thế tất bị trọng thương. Chúng ta sau này tuyệt đối không lại cùng ngươi chiến đấu, mà lấy tính dưỡng làm chủ. Tốt, vậy quyết định cứ thế. Nếu như ta thắng, các ngươi làm chiến binh cho ta. Đây chỉ là tình huống tinh cầu hủy diệt, nếu như không có hủy diệt. Theo ngươi, chỉ có ta. Nếu như thế này, ước định đạt thành.
ngươi mang chúng diệu thiên rời khỏi đi, đến trong thế giới của ta, sau đó. Ủy nhiệm ta phương thức dung hợp thiên thạch cùng tinh cầu. Chúng diệu thiên ẩn nấp ở trong hư không, cho nên lúc rời khỏi, không thể gây nên oanh động kịch liệt. Nhưng, nơi này là chúng diệu thiên, là từ trong lỗ đen trốn ra. Sự kiện mười mấy vạn năm trước đưa tới oanh động cũng không nhỏ. Lúc đó rất nhiều chiến thuyền vũ trụ đều chính mắt thấy một viên tinh cầu khổng lồ oanh oanh liệt liệt đánh tới vô lỗ đen tận, sau đó lại không còn tin tức. Trải qua các phương phán đoán, viên tinh cầu kia rất có thể là tinh cầu thiên đế cấp. Sau khi tin tức truyền ra đã dẫn phát oanh động kịch liệt. Rất nhiều cường giả đều ẩn núp đến xung quanh lỗ đen, chờ đợi tinh cầu rời khỏi. Sau khi trải qua lỗ đen xé rách, tinh cầu khẳng định bị trọng thương, là thời cơ tốt tiễu trừ. Trong một thời gian đó, trăm ức giảm thâm không xung quanh ẩn núp mấy viên tinh cầu thiên đế cấp, toàn bộ điều động. Nghiễm nhiên là sự kiện cấp vũ trụ. Bởi vì lân cận thiên nguyên tinh vực, trung tâm tin tức tập hợp và phân tán, tất cả tinh cầu chúa tể đều thông qua tai mắt mình đang chăm chú nơi này. Nhưng, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm, 1000 năm, 3000 năm, viên tinh cầu thiên đế cấp kia lại không có xuất hiện. Thẳng đến vạn năm sau, tất cả tinh cầu thiên đế cấp lần lượt rút lui, tất cả chúa tể đều không còn đang chăm chú. Bọn hắn cho ra phán đoán, viên tinh cầu thiên đế cấp kia đã bị vây ở bên trong, đang đi hướng hủy diệt. Quy mô cùng tính nguy hiểm của lỗ đen sẽ tăng vọt gấp bội ngay khi tinh cầu chân chính sụp đổ, trở thành lỗ đen chuẩn cấp 7. Nói cách khác, tồn tại kinh khủng cấp chuẩn chúa tể. Từ đó về sau, mảnh lỗ đen kia biến thành cấm khu kinh khủng bên trong phạm vi trăm ức giảm. Nhưng, lỗ đen kia từ đầu đến cuối không có xuất hiện tăng vọt, ngược lại sau mười mấy vạn năm, bên trong bộc phát ra một đạo cường quang tuyệt thế, vạch phá bóng tối vô tận, xông ra lỗ đen kinh khủng, cuối cùng đã tới thiên nguyên tinh vực. Tin tức oanh động, dẫn bạo vũ trụ. Có người phỏng đoán, đó là điềm báo tinh cầu sắp sụp đổ, là tinh cầu đưa đi ra hy vọng cuối cùng. Chương 3381 đầu tư vượt mức quy định. Cũng có người phỏng đoán, nguồn năng lượng kia có thể rời khỏi lỗ đen thôn phệ, là viên tinh cầu thiên đế cấp kia ở bên trong làm dẫn dắt sau cùng, càng quan trọng hơn là bản thân nguồn năng lượng chạy trốn này rất đặc thù. Nhưng, sau khi nguồn năng lượng kia thành công rời khỏi, không đợi các phương phát hiện cũng vây bắt, thuận lợi đi tới thiên nguyên, cũng được an trí tại thiên mạch tinh. Bởi vì kiêng kỵ thực lực cùng tính đặc thù của thiên nguyên tinh vực, các phương không dám tùy tiện hành động, nhưng thủy chung đang bí mật giám sát nơi này. Nghĩ hết biện pháp điều tra chúng diệu thiên, dùng hết thủ đoạn hiểu rõ tình huống lỗ đen. Chỉ là, phòng ngự chúng diệu thiên vô cùng cường đại, thiên nguyên càng làm bố trí ở chỗ này. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng nhìn, chờ đợi. Bây giờ, chúng diệu thiên đã yên lặng trọn vẹn 30.000 năm, lại đột nhiên rời khỏi, vẫn là sau khi vừa mới trải qua đối chiến cấp thiên đế. Tình huống này lập tức làm cho các phe giám sát chú ý. Nếu như nói không liên quan cùng viên tinh cầu thiên đế cấp đang rút lui kia, bọn hắn như thế nào cũng sẽ không tin. Thông báo tiểu chủ, chúng diệu thiên rời khỏi. Một lão giả khô cạn cầm quải trượng, từ trong hoang dã gần đó đi tới, đôi mắt thâm thúy ngắm nhìn bầu trời nhìn như đang rất bình tĩnh. 30.000 năm, chúng diệu thiên rốt cuộc cũng rời khỏi. Không có thiên nguyên tinh vực thủ hộ, hắn rời khỏi chính là tự tìm đường chết. Một nữ tử Mỹ lệ nở nang đi tới từ trong túp lều, nở nụ cười xinh đẹp, mị thái mọc lan tràn. Mau đi đi, chúng ta chỉ đợi 30.000 năm, tiểu chủ đợi đã 200.000 năm. Phía dưới chúa tể, vũ trụ đệ nhất trọng khí, ha ha, danh hào không tệ. Ta chờ mong đệ nhất trọng khí của tiểu chủ, nhất định phải chọn một cái tép vang dội. Đến lúc đó, bạo đánh con trai tu la đáng chết kia, Tần Diễm. Nữ tử nở nang vung lên trường bào hoa lệ, không gian vặn vẹo, biến mất tại chỗ. Thiên Nguyên Tinh, Thiên Nguyên Cung. Đại Thiên Đế đã nhận ra chúng diệu thiên rời khỏi, chắp tay đi tới trước cung điện, ngắm nhìn mảnh cường quang rời khỏi. Hắn vậy mà biết chúng diệu thiên. 30.000 năm, cuối cùng đã đi. Đây là muốn liều chết đánh cược một lần sao? Tính toán ra, Khương Phàm tới cũng là đúng thời điểm. Không biết nên nói hắn là may mắn, hay bất hạnh. Xem như có thể ngăn cản thương thiên, cũng sẽ đứng trước con trai cấm khu truy sát. Đây chính là cấm khu quỷ bí, cấm khu nguy hiểm nhất. Đại Thiên Đế khẽ nói, vừa nhìn về phía thiên mạch tinh, nơi đó đang dâng lên một cỗ năng lượng phiêu miểu, nhanh chóng biến mất ở trong hư không. Muội muội Lý Dần đâu?
ý thức Khương Phàm rời khỏi tinh thần kiếm, đi tới thiên nguyên tinh. Mang đến thế giới của ngươi. Nàng thế nào? Trong khoảng thời gian này trải qua rất bi thảm, tuy nhiên ta xóa đi ký ức của nàng, điều trị thân thể. Có lòng. Khương Phàm không hỏi, ngay cả thiên nguyên đều nói bi thảm, còn đặc biệt điều trị thân thể, chỉ sợ. Chúc mừng ngươi, đạt được chúng diệu thiên tán thành. Nếu như có thể dung hợp viên tinh hạch kia, thế giới của ngươi sẽ rất ổn định, trình độ ít nhất có thể chống đỡ được tinh cầu thiên đế cấp của thương thiên. Chỉ cần bọn hắn không phải đến ba phân thân tinh cầu, ngươi coi như đánh không lại, cũng có thể gánh vác được. Nếu ta có hy vọng, ngươi còn không nguyện ý giúp ta. Ngươi chỉ cần hơi cung cấp chút trợ giúp, sinh ý này sẽ kiếm bộn không lỗ. Thiên Nguyên chậm rãi lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, ngươi không phải có hy vọng, mà là nguy hiểm hơn. Còn không nguyện ý, là ngươi cảm giác chúng diệu thiên không có ý tốt. Vai ấn thật không nguyện ý nhúng tay chuyện này, sợ gây phiền toái cho mình. Ta chỉ nói, trình độ ngươi ổn định có thể so với tinh cầu thiên đế cấp. Nhưng, ngươi muốn tiến vào lỗ đen kia, ngay cả hành tinh mẫu thân chúng diệu thiên đều bị vây ở nơi đó mười mấy vạn năm, coi như ngươi trở nên cứng rắn hơn, cũng rất khó thoát khốn. Nếu như không thuận lợi, nơi đó chỉ sợ sẽ là nơi mai táng của ngươi. Về phần phân thân thương thiên, ngươi ngay cả tư cách gặp mặt cũng không có. Ta muốn ngươi cho câu lời chắc chắn, nếu như ta có thể từ trong lỗ đen còn sống đi ra, có phải có hy vọng nghênh chiến thương thiên hay không? Còn có phần thắng rất cao. Nếu như ngươi có thể đi ra. Nếu như ta có phần thắng, ngươi có phải nguyện ý đầu tư hay không? Đến lúc đó sẽ thận trọng cân nhắc. Nếu ta có thể đi ra, ngươi liền đầu tư ta, dứt khoát bây giờ liền đầu tư, bảo đảm ta có thể đi ra. Năng lượng xé rách của lỗ đen vô cùng khủng bố, ta có thể cung cấp cho ngươi chỉ có thể là pháp tắc cường thịnh cùng năng lượng hỗn độn, nhưng ngươi muốn đối kháng lỗ đen, cần chính là trình độ bền bỉ của tinh cầu. Ngươi chỉ có thể có dung hợp tinh hạch, con đường này có thể đi. Ta bây giờ có giúp hay không, không có ý nghĩa gì. Chúng diệu thiên cho ta một bộ bí thuật, có thể làm cho ta thông qua dung hợp thiên thạch cùng tinh cầu tăng cường tính ổn định thế giới. Bên ngoài ngươi tất cả đều là thiên thạch to lớn, trên trăm viên nguyên tố tinh cầu, đưa ta mấy viên. Ta muốn về ta mây thiên thạch, trên đường cần hơn 3 năm, ha ha, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sớm luyện tập. Gạch nối. Hắn đưa bộ bí thuật kia cho ngươi. Thiên Nguyên rất bất ngờ, lúc trước ngay cả hắn đều không muốn đoạt tới tay, vậy mà chuyển tay cho Khương Phàm vừa mới tiếp xúc. Khương Phàm đều cười. Các ngươi cũng không dám bồi tiếp bọn hắn đi lỗ đen, còn trông cậy vào người ta đưa đồ áp đáy hòm cho các ngươi. Ta thật phải bồi hắn mạo hiểm, hắn cho ta cũng là vì cam đoan có thể còn sống đi ra. Thiên Nguyên trầm mặc. Chương 3382 vẫn còn nhân tính. Nếu quả thật cho Khương Phàm bí thuật, Khương Phàm hoàn toàn có thời gian cường thịnh tinh cầu mình, nếu như lại dung hợp tinh hạch. Không chỉ có hy vọng chạy ra lỗ đen nhiều hơn mấy phần, nghênh chiến thương thiên đều có phần thắng. Mặc dù vẫn có rất nhiều sự không chắc chắn. Mặc dù phần thắng còn không phải rất cao. Nhưng ít ra không còn quá tuyệt vọng. Nghĩ tới đây, thái độ Thiên Nguyên trước đó do dự thoáng dao động. Giúp một chút. Giúp Khương Phàm, nghênh chiến chúa tể thương thiên. Đây chính là nhấc lên nguy hiểm hủy diệt. Nếu quả thật bị phát hiện, chỉ sợ hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Khương Phàm nói. Ngươi quá nhàm chán, tìm cho mình chút chuyện làm đi. Đánh cược một tay, cũng cho thời gian khô khan mấy phần kích thích. Thiên Nguyên suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn tỏ thái độ. Thừa dịp bây giờ tất cả tinh cầu vừa mới mở ra, các cường giả bên trong ẩn núp còn không có chú ý tới tinh cầu nguyên tố ngoại vi, ngươi mau chóng mang đi một nhóm. Coi như là thời điểm ta chiến đấu đã hủy đi. Trong mây thiên thạch, ngươi có thể di chuyển 10 viên ở hai bên. Nguyên tố tinh cầu, ta có tổng cộng 87 viên, cho ngươi 2 viên đi. 10 viên thiên thạch, 2 viên nguyên tố tinh cầu. Cầm đi đi, coi như tiền ta đánh bạc. Nói đùa à, ta phí miệng lưỡi nửa ngày, ngươi cho ta 10 khối tảng đá, 2 khối bảo thạch. Ngươi đây là đánh cược đâu, hay bố thí ăn mày? Ngươi còn ngại không đủ, những thiên thạch kia của ta đều có thể làm vũ khí, ta những nguyên tố tinh cầu kia đều là diễn biến mấy trăm ngàn năm, thậm chí là trăm vạn năm trở lên. Nếu như ngươi thành tâm hỗ trợ liền thống thống khoái khoái giúp. Ngươi là đại thiên đế, ngươi là làm ăn lớn, ngươi có thể đại khí một chút hay không? Ngươi còn muốn bao nhiêu? Bên ngoài ngươi có bao nhiêu viên thiên thạch? 235 viên. Như vậy đi, ta đưa cái giá cho ngươi.
35 viên thiên thạch, 7 viên nguyên tố tinh cầu. Cái gì, hài tử, không nên quá phận. Nhưng như thế này đều là số nguyên, dễ dàng gây nên hoài nghi. Người ngoài định mức lại cho ta 7 viên thiên thạch, 4 viên nguyên tố tinh cầu. Thiên Nguyên bó tay rồi, đây là ném tiền đặt cược hay bị tẩy sạch đây? Nguyên tố tinh cầu, đều là hắn tích lũy tháng ngày mang theo từ trong vũ trụ mịt mờ, một ít tinh cầu thiên đế cấp, hoặc là cường giả cấp chúa tể tới đây thì sẽ lấy chúng ra tặng lễ vật. Há miệng chính là 11 viên. 7 thiên thạch kia đều là thiên thạch lang thang trong vũ trụ, bị tinh vực xoay tròn tạo ra lực hấp dẫn xé rách tới. Rất nhỏ đều bị quật bay, lưu lại đều là có thể phát huy tác dụng. Há miệng chính là 42 viên. Có phải cảm giác đau lòng hay không? Đau lòng là được rồi. Tùy tiện ném mấy viên, không đau không ngứa, có cũng được mà không có cũng không sao, đâu còn có niềm vui thú đánh cược. Người bây giờ càng không nỡ, phía sau mới có thể càng khẩn trương, càng tâm thần bất định, càng chờ mong. Ý nghĩa đánh cược, chính là ở đây. Thiên Nguyên nhìn bóng người trước mặt, thể hiện cao ngạo lạnh lùng dần dần quái dị. Nói chuyện như thế này. Lạ lẫm lại có mấy phần quen thuộc, giống như trở lại thời đại xa xôi, về tới mình xa xôi trước kia. Nếu như ngươi không có ý kiến, quyết định như vậy đi. Khương Phàm chặn ngang Thiên Nguyên trầm tư. Thiên Nguyên nói, mang theo bọn chúng, mau rời khỏi, cam đoan dung hợp toàn bộ. Không cần lưu lại bất kỳ vết tích. Từ giờ trở đi, chú ý trận đánh cược này, chờ mong kết quả sau cùng đi. Cái này sẽ là chuyện có ý tứ nhất của ngươi trong mấy trăm vạn năm nay. Khương Phàm cởi mở cười nói, rời khỏi hỗn độn hư không muốn biến mất. Nhưng không đầy một lát, lại trở về. Ngươi nghe một sự kiện, chúng diệu thiên viên tinh cầu kia rốt cuộc đắc tội với ai? Hắn không có nói với ngươi. Chỉ là hàm hồ nói con trai cấm khu. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Các ngươi tiếp theo sẽ ở chung một thời gian rất dài, ngươi nghĩ biện pháp từ từ hiểu rõ đi. Khương Phàm không có suy nghĩ nhiều, rời khỏi hỗn độn hư không. Sàng chọn ra số lượng tương ứng từ mây thiên thạch cùng nguyên tố tinh cầu ngoại vi thiên nguyên tinh vực, sau khi cưỡng ép tước đoạt, đánh về phía tinh cầu Khương Phàm dừng lại ở phương xa. Đó là cái gì? Tinh hạch đang mang theo chúng diệu thiên chạy tới tinh cầu Khương Phàm, đột nhiên chú ý tới phía sau lấp lóe cường quang, tiếng oanh minh kịch liệt chấn động thâm không. Thiên thạch cùng tinh cầu cấp 3. Bọn chúng là từ thiên nguyên tinh vực đánh ra tới. U. 11 viên nguyên tố tinh cầu có tốc độ rất nhanh. Nhanh chóng đuổi kịp chúng diệu thiên, kéo lấy ánh sáng bàng bạc, xông về nơi xa. Lại sau đó chính là mây thiên thạch tĩnh mịch giá lạnh, trọn vẹn hơn 40 viên, đường kính mỗi viên đều có vạn dặm trở lên, từ bên cạnh hắn oanh oanh liệt liệt tiến lên. Đây là tiến công. Không thể nào. Cái kia trung quy vẫn tinh cầu thiên đế cấp, Thiên Nguyên không thể nào dùng đấu pháp như thế này. Chẳng lẽ, có loại phỏng đoán to gan, chẳng lẽ là Khương Phàm lấy được từ Thiên Nguyên nơi đó? 11 viên nguyên tố tinh cầu. Thật là hào phóng. Nếu như tìm kiếm lùng bắt từ trong vũ trụ mịt mờ, không biết muốn tìm bao nhiêu năm, hắn vậy mà trực tiếp đạt được từ Thiên Nguyên nơi đó. Thiên Nguyên đây là muốn nhúng tay vào chiến tranh sao? Hay Khương Phàm bỏ ra cái giá gì? Tuy nhiên, đoạn đường này ngược lại có việc làm. Hắn vừa vặn có thể mượn dùng những tinh cầu này, ủy nhiệm kỹ nghệ cho Khương Phàm. Chờ đến mảnh vẫn thạch hoang mạc kia liền có thể trực tiếp tiến hành dung hợp. 10 ngày sau, chúng diệu thiên đến tinh cầu Khương Phàm. Người quả nhiên lừa gạt tới tinh cầu từ Thiên Nguyên nơi đó. Tinh hạch nhìn thiên thạch cùng cấp 3 tinh cầu vần quanh ở xung quanh, quy mô đều rất không tệ. Cái gì gọi là lừa gạt? Không có gì, chính là cảm thấy ngươi làm việc có chút. Có những gì? Chương 3383 năm nô 12 tổ 1. Chẳng phải vững vàng, ân, có cảm xúc tồn tại. Có ý gì? Hẳn là có liên quan với việc ngươi trẻ tuổi. Ngươi trải qua chuyện ít, tiếp xúc ít tinh cầu, dung hợp thời gian ngắn cùng pháp tắc. Chờ ngươi trưởng thành mấy vạn năm sau, hẳn sẽ tốt lên. Ngươi nói thẳng ta còn giữ lại tình cảm sinh linh không được sao? Không kém bao nhiêu đâu, tuy nhiên đừng lo lắng, sau này sẽ tốt. Ta lo lắng, Khương Phàm im lặng lắc đầu. Phân thân thương thiên đến mây thiên thạch, hẳn là cần chừng 10 năm. Bọn hắn sẽ ở nơi đó chờ đợi lãnh tuyển các loại chí tôn tụ hợp, sau đó xâm nhập mây thiên thạch, tập kích tinh cầu của ta. Chúng ta muốn phát huy hiệu quả tập kích, nhất định phải mai phục trong mây thiên thạch trước khi bọn hắn đến. Thời gian 10 năm, chúng ta cần hảo hảo quy hoạch.
từ nơi này tiến về mây thiên thạch, ở khoảng 3 năm, từ mây thiên thạch đi ra, tiến vào lỗ đen, tính 1 năm rưỡi, từ lỗ đen rời khỏi, chạy tới trong mây thiên thạch, chỉ sợ cần 2 năm. Xét thấy tình huống lỗ đen đặc biệt, chúng ta dự đoán trở lại 1 năm rưỡi. Cứ như vậy, thời gian chúng ta ở mây thiên thạch dung hợp tốt nhất khống chế hai bên 2 năm. Thời gian 2 năm, số lượng ngươi dung hợp rất có hạn, ta vẫn đề nghị ngươi dung hợp ta. Tinh hạch tiếp tục mê hoặc, đối với tinh cầu thiên đế cấp mà nói, 2 năm đơn giản giống như 2 phút 2 giây. Khương Phàm không để ý đến, tiếp tục nói. Thời gian chúng ta rất gấp, cho nên phải lợi dụng thật tốt. Trong 3 năm này, ngươi phải dùng hết khả năng giúp ta quen thuộc kỹ nghệ dung hợp. Chờ sau khi xông vào mây thiên thạch, ta không cần chọn không cần tuyển, trực tiếp quét ngang về phía trước, có thể dung hợp bao nhiêu tính bao nhiêu. Dạ An Nhiên đến trong mây thiên thạch tận hết khả năng tìm kiếm một ít thiên thạch cỡ lớn, tìm kiếm nguyên tố tinh cầu, chờ ta rời khỏi mây thiên thạch, lục soát thiên thạch cùng tinh cầu giao cho ta, trên đường ta tiến đến lỗ đen sẽ tiếp tục dung hợp. Lúc ta rời khỏi, An Nhiên tiếp tục lưu lại trong mây thiên thạch tìm kiếm. Đại khái 2 năm sau, An Nhiên đến lộ tuyến đỉnh trước chờ ta. Ta tiếp tục dung hợp ở trên đường. Cứ như vậy, ta có thể lợi dụng hết khả năng thời gian. Tinh hạch trầm mặc, gia hỏa này quyết tâm không dung hợp cùng hắn. Như thế nào? Khương Phàm nhìn tinh hạch, nếu như có thể kéo dài dung hợp, hẳn là có thể để trình độ cứng cáp thế giới của hắn tăng lên về chất. Xem một chút đi. Tinh hạch thật đáng tiếc. Ngươi không cần vọng tưởng dung hợp cùng ta, tinh lực phóng tới chỗ như thế nào tăng cường phía trên ta. Nhớ kỹ. Nếu như ta có thể còn sống đi ra, đối với người nào đều tốt. Nếu như ta đến bên trong bị xé nát, khẳng định kéo lấy ngươi chôn cùng, chúng diệu thiên ngươi cũng mất. Khương Phàm nghiêm túc cảnh cáo tinh hạch. Bây giờ bắt đầu đi. Tinh hạch không có tỏ thái độ. Chờ một lát, thời điểm ủy nhiệm tận lực kỹ càng chút, ta muốn để nữ tử ta cùng một chỗ học tập. Có phải ngươi hiểu lầm hay không? Ta ủy nhiệm cho ngươi, là muốn nghĩ cách cứu viện tinh cầu của ta, đây không phải vô điều kiện. Ngữ khí tinh hạch bỗng nhiên nghiêm khắc, bộ kỹ nghệ dung hợp này là tinh hoa lắng đọng của hắn sau 2 triệu năm dung hợp, là cực hạn bí thuật tất cả tinh cầu đều vọng tưởng lấy được, hắn không phủ nhận thiên đế tinh cầu khác cũng có biện pháp dung hợp, nhưng tuyệt đối không có cường đại cùng hoàn mỹ như của hắn. Đây là bí mật chí cao của hắn, tương đương với 2 triệu năm liền sống nhờ vào bộ bí thuật này. Há có thể tùy tiện ủy nhiệm những tinh cầu khác? Ngươi phải hiểu rõ, chúng ta phải đối mặt không chỉ là bây giờ, còn có tương lai. Nữ tử của ta, mặc dù bây giờ là tinh cầu đế cấp, nhưng tương lai tuyệt đối là thiên đế cấp, còn là thiên đế cấp đáng giá tuyệt đối tín nhiệm. Nàng, đáng giá bồi dưỡng. Khương Phàm nói xong, nói tiếp. Ngươi có thể không trực tiếp dạy, ta có thể ủy nhiệm thay. Nếu như thái độ ngươi như vậy, ta sẽ chỉ ủy nhiệm ngươi một bộ phận kỹ nghệ. Tinh hạch bất đắc dĩ, lấy tình huống bây giờ của hắn, thật đúng là không ngăn cản được đối phương ủy nhiệm. Thời gian cấp bách. Nếu như ngươi chỉ ủy nhiệm một phần nhỏ, trình độ bền bỉ của không được như mong muốn, đợi đến lỗ đen, người ta cũng là một lần chết. Ngươi thực sự là, xảo trá. Tinh hạch đột nhiên phát hiện, loại thiên đế bảo lưu lấy tình cảm so với loại thiên đế nghiêm cẩn cùng trầm ổn càng khó chơi hơn. Tạ ơn khích lệ, bây giờ bắt đầu đi. Thời gian chúng ta, thật rất căng. Khương Phàm nói, ra hiệu Dạ An Nhiên làm bạn bên ngoài nhìn cho kỹ. Mặc dù bây giờ còn không thể để Dạ An Nhiên dung hợp tinh cầu, nhưng phía sau có rất nhiều cơ hội cùng thời gian. Dạ An Nhiên bây giờ là tinh cầu đế cấp, còn là tinh cầu hoàn toàn mới, nếu như từ giai đoạn hiện tại đã bắt đầu không ngừng mạnh lên, đợi đến tương lai trưởng thành đến thiên đế cấp, trình độ cứng cáp đạt số 1 vũ trụ. Khương Phàm an trí chúng diệu thiên đến hư vọng chi hải, tây bắc bộ thương huyền. Bí cảnh vượt qua 3 vạn dặm ép đến trong hải dương. Nhấc lên sóng to gió lớn trùng kích hư vọng chi hải mênh mông, lan đến gần Thương Huyền cùng Bắc Thái. Khương Phàm thuận tiện dò xét 33 kiện đế binh của chúng diệu thiên bên dưới. Dính đến năng lượng tinh cầu các mặt, nhưng tiêu hao rất nhiều, đã dò xét không còn chút đế khí. Hẳn là tiêu hao trong lỗ đen. Khương Phàm lần nữa sinh ra cảnh giác về năng lượng lỗ đen. Tình huống dưới chủ thể tinh cầu điên cuồng trấn áp, 33 kiện đế binh vậy mà toàn bộ hao hết đế uy. Cỗ năng lượng xé rách kinh khủng thật sự đáng sợ. Lý Dần rốt cuộc cũng nhìn thấy muội muội mình, ôm chặt vui đến phát khóc. Lý Mật có chút hoảng hốt, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Giống như nặng nề ngủ một giấc, tỉnh dậy liền thấy ca ca, vừa mới, tách ra ôm nàng lên tiếng kêu khóc.
Chương 3384 năm nô 12 tổ 2. Khương Phàm tạm thời dàn xếp bọn hắn đến bên trong Vạn Thế Đế Thành, quen thuộc thế giới cùng hoàn cảnh nơi này. Về phần có phải bồi dưỡng chiều sâu hay không, sau này lại nhìn tình huống rồi nói. Khương Phàm mang theo tinh hạch chạy tới Mây Thiên Thạch, đồng thời còn ngưng tụ ra hơn 10 đạo ý thức thể, giáng lâm đến các nơi thế giới. Lấy tay tổ kiến siêu cấp chiến đội thuộc về hắn. Theo thứ tự là Ngũ Thiên Nô cùng Thập Nhị Thiên Tổ. Đầu tiên là Ngũ Thiên Nô. Thiên Nô đầu tiên, Hắc Ma Đế Quân. Dung luyện Hắc Ma Chiến Đế, tăng cường liên hệ giữa Khương Phàm. Mặc dù Hắc Ma Đế Quân đã là chí tôn đế cấp, nhưng dung hợp cùng Khương Phàm, đối với pháp tắc vận dụng các loại vấn đề cũng còn đang chờ tăng lên. Lần này có thể thông qua dung luyện Hắc Ma Chiến Đế, đạt được tăng lên càng toàn diện. Thiên Nô thứ hai, Thập Bát Sực Hỗn Độn Cự Mãng. Sau khi dung luyện Hỗn Độn Cự Bằng, Thập Bát Sực Hỗn Độn Cự Mãng đã khôi phục đầy đủ, nhưng muốn chân chính ý nghĩa trở về đỉnh phong, còn cần Khương Phàm dùng năng lượng hỗn độn không ngừng điều trị. Bất kể là thực lực hay tiềm lực, hắn đều không thẹn với bốn chữ chí tôn đế cấp. Ngoài ra, Khương Phàm còn giao Ngô Chính Nguyên cho Hỗn Độn Cự Mãng, để hai bên hỗ trợ lẫn nhau, trưởng thành tốt hơn. Thiên Nô thứ ba, U Linh Đại Đế. Lấy tình huống Khương Phàm bây giờ, đã không lo lắng phản bội. Tin tưởng U Linh Đại Đế thấy rõ tình thế. Huống chi, năng lượng linh hồn cùng ý thức quá kinh khủng, nếu như bồi dưỡng, tuyệt đối cường đại. Sau khi ý thức thể Khương Phàm gặp mặt U Linh Đại Đế, tự mình chuyển giao hắc độc. Thiên Nô thứ tư, Chu Thanh Thọ. Dung luyện tinh ma, lĩnh hội chiều sâu ảo diệu tinh không. Mặc dù cảnh giới Chu Thanh Thọ bây giờ còn hơi yếu, nhưng tinh hà linh văn đặc biệt tại thời điểm Khương Phàm rộng mở thế giới mặt vũ trụ. Kỳ thật có không gian rộng lớn hơn để trưởng thành. Khương Phàm hy vọng hắn có thể thông qua dung luyện tinh ma, lĩnh hội phương thức tinh ma trưởng thành. Thứ năm Thiên Nô, Vạn Độc Huyết Long. Sau khi Khương Phàm nghĩ sâu tính kỹ, Vạn Độc Huyết Long rời đi từ Dạ An Nhiên nơi đó. Hắn muốn đích thân bồi dưỡng Vạn Độc Huyết Long, không chỉ có cung cấp năng lượng duy trì, còn muốn cung cấp phương hướng diễn biến. Hắn muốn thụ yêu này diễn biến thành siêu cấp sát khí thuộc về riêng thế giới của hắn. Thập Nhị Thiên Tổ, cũng chính là vĩnh sinh cường giả khống chế 12 thiên khí. Khương Phàm muốn vận mệnh của bọn hắn cùng 12 thiên khí sâu chuỗi, không chỉ có thu hoạch được sức chiến đấu kinh khủng, có thể được sinh mệnh vĩnh hằng. Mặc dù bộ phận thiên khí đã biến mất, nhưng Khương Phàm quyết định một lần nữa thai nghén từ bên trong pháp tắc chi nguyên của mình. Cho dù nhân quả tỏa liên những cái kia, Khương Phàm đều muốn một lần nữa rèn đúc, triệt để xóa đi ấn ký đã từng, in dấu lên vết tích thuộc về riêng mình hắn. Đầu tiên, Đan Hoàng. Tiếp quản vận mệnh thạch. Vận mệnh, đệ nhất pháp tắc thế gian, chí cao vô thượng, liên quan đến các mặt. Khương Phàm có thể hoàn toàn yên tâm, lại tin tưởng có thể chân chính lợi dụng vận mệnh thạch, đưa nhìn khắp toàn thế giới, chỉ có Đan Hoàng. Thứ hai, Thiên Hậu. Khống chế nhân quả tỏa liên. Làm pháp tắc thứ hai, Thiên Hậu hoàn toàn xứng đáng. Làm nữ tử Khương Phàm yêu nhất, nhất định phải thu hoạch được vĩnh sinh. Mặt khác, sau khi Khương Phàm lấy được Thiên Luân do Lãnh Tuyển dung luyện, xóa đi ấn ký thương thiên, giao cho Thiên Hậu. Thứ ba, Đông Hoàng Như Ảnh. Tiếp quản Phiêu Miểu Thiên Cung. Cái này không chỉ là bồi thường của Khương Phàm dành cho Đông Hoàng tộc, cũng là Khương Phàm bỏ ra tất cả phản hồi cho Đông Hoàng Như Ảnh. Khương Phàm hy vọng nàng có thể vĩnh viễn bồi bạn mình, cũng tin tưởng Đông Hoàng Như Ảnh có thể triệt để kích phát ra thực lực Phiêu Miểu Thiên Cung. Thứ tư, Yêu Đồng. Tiếp quản thời gian thiên toa. Khương Phàm cảm thấy là thời điểm bắt đầu dùng yêu đồng. Yêu đồng có ý thức phân thân thương thiên, cảm ngộ đối với pháp tắc viễn siêu những sinh linh khác, do hắn tiếp quản thiên khí thời gian là lựa chọn tốt nhất. Thứ năm, Kiều Vô Hối. Tiếp quản sinh mệnh. Sinh mệnh có ý thức của bản thân, còn có trí tuệ rất sâu, bất kể là hiệp trợ Kiều Vô Hối trưởng thành, hay phối hợp chiến đấu, đều không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Thứ sáu, Dương Biệt. Tiếp quản tử vong. Triệu Lệ đã chuyển vào thế giới Dạ An Nhiên, Chu Hoạch kiến lập địa ngục hoàn toàn mới. Khương Phàm tuyển định Dương Biện, tử vật này, đồng thời cũng giao chí tôn đế cấp, hắc ám tử linh cho Dương Biện, để tử vong, phối hợp Dương Biện nghiên cứu cái đồ kinh khủng này, cũng mau chóng tăng lên sức chiến đấu. Thứ bảy, Thôn Thiên Ma Hoàng. Tiếp quản Yên Diệt Chiến Đao. Nhìn chung tất cả bên trong thần ma, có thể khống chế Yên Diệt Chiến Đao chỉ có Thôn Thiên Ma Hoàng. Mà Thôn Thiên Ma Hoàng là ân sư của Tịch Nhan, cũng coi như nhạc phụ của hắn, có tư cách vĩnh hằng bất diệt.
Thứ 8, Khương Thương. Tiếp quản ngũ hành tổ sơn. Ngũ hành tổ sơn mặc dù có uy lực sáng thế kinh khủng, nhưng Khương Thương tà ác hiếu chiến, sẽ không dùng tới làm chuyện, nhàm chán buồn tẻ, như vậy, sẽ chỉ diễn biến hướng vấn đề chiến tranh, cho dù là sáng tạo không gian ngũ hành, cũng là vì chiến tranh làm chuẩn bị. Vì tăng lên thực lực Khương Thương, Khương Phàm còn giao chí tôn cấp tinh linh chiến đế cho hắn. Thứ 9, Bát Hoang Tuyệt Diễm. Tiếp quản Táng Thiên Đỉnh. Thiên khí do cánh cửa vạn kiếp diễn sinh ra là lựa chọn tốt nhất tiếp quản Táng Thiên Đỉnh. Kiếp trước kiếp này làm bạn Khương Phàm lâu như vậy, cũng hẳn là đạt được an bài càng thích đáng. Thứ 10, Vân Liên. Tiếp quản Cứu Thục Quyền Trưởng. Vân Liên mặc dù đến từ tinh cầu thần cấp, nhưng là vị tổ thần thứ nhất khai thiên tích, đều có đặc biệt lực tương tác đối với thiên địa vạn vật, thậm chí có thể điều động uy lực tạo hóa cùng cầu nguyện. Sau khi Khương Phàm suy tính tất cả thân bằng, cuối cùng vẫn lựa chọn người ngoài này. Chương 3385 kinh hiển, truyền thuyết tinh vực 1. Thứ 11, Lý Kiêu con trai Lý Dần. Hỗn loạn thiên truy. Mặc dù Lý Kiêu rất trẻ, nhưng Khương Phàm thật sự thẹn với Lý Dần. Hắn duy nhất có thể làm chính là thiện đãi hài tử Lý Dần, không chỉ có trực tiếp khâm định chủ nhân đế tộc, lát thành con đường xương đế, cũng cùng hắn khế ước thiên khí, thu hoạch được tư cách vĩnh sinh. Khương Phàm còn ngưng tụ phân thân, lấy thân phận sư phụ làm bạn ở bên cạnh hắn, chỉ đạo dạy dỗ. Thứ 12, Hồng Hoang Thiên Long. Tiếp tục tiếp quản Hồng Mông Phong Bia, trở thành một trong vĩnh sinh thập nhị thiên tổ. Không chỉ là vinh quang của Hồng Hoang Thiên Long, cũng là kiêu ngạo của Long tộc. Đứng hàng thập nhị thiên tổ, tượng trưng cho địa vị trí cao vô thượng của Long tộc. Nghĩ ý thức phân thân Khương bồi bạn bọn hắn, chỉ đạo bọn hắn, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất hình thành sức chiến đấu chân chính trên ý nghĩa. Đến lúc đó nghênh chiến Thương Thiên, bọn hắn phối hợp Dạ An Nhiên triển khai hành động. Phân thân Thương Thiên, đang trên đường tới, gạch nối. Lãnh Tuyền bị trấn áp trong bí cảnh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thanh âm lạnh lùng bình tĩnh như trước đây. Ngươi hoàn toàn không biết gì cả đối với sự cường đại của bọn hắn. Ngươi cũng không biết chút nào đối với sự khủng bố ngươi sắp gặp phải. Ta khuyên ngươi, không nên thương tổn chí tôn của hắn. Mặc dù thế giới của ngươi cuối cùng sẽ bị tiếp quản, nhưng ngươi bây giờ giết hại chí tôn của hắn, tương lai hắn trấn áp thân tộc của ngươi. Khương Phàm, ta cuối cùng khuyên ngươi, thần phục. Vận mệnh của ngươi đã định, nhưng ngươi thần phục cùng thỏa hiệp có thể thắng được đặc xá vì thân tộc ngươi. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Lãnh Tuyền xếp bằng ở trong bí cảnh, mặc cho bí cảnh hấp thu năng lượng của nàng, cũng tùy ý suy yếu lan tràn toàn thân. Đối với Khương Phàm bây giờ cố gắng cùng quật cường, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ có một khắc chân chính tiếp xúc cùng phân thân Thương Thiên, Khương Phàm sẽ hiểu. Cho nên, nàng bây giờ không sợ hãi chút nào, duy nhất quan tâm là những chí tôn các. Dù sao phía sau mỗi vị chí tôn đều đại biểu cho vô thượng đế tộc chí cao trong thế giới Thương Thiên, cũng liên lụy đến vô số lợi ích quần thể. Nếu như cuối cùng chỉ có mình nàng trở về, những thân tộc kia tất nhiên sẽ quy tội trách nhiệm đến trên người nàng. Đến lúc đó mặc kệ chúa tể Thương Thiên coi trọng nàng cỡ nào, nàng đều sẽ nhận nghiêm trị. Trong thế giới của ta, không có hai chữ thần phục. Ngươi tốt nhất đợi đi. Vào cái ngày chân chính khai chiến đó, ta sẽ ngươi kéo tới trong hỗn độn hư vô, để cho ngươi tận mắt chứng kiến ta chinh chiến. Đúng rồi, ngoại trừ ngươi, tất cả chí tôn đều đã chết rồi. Giọng Khương Phàm quanh quẩn bí cảnh. Nhất là câu đều đã chết cuối cùng, hắn tận lực lưu ở lại trong bí cảnh, quanh quẩn lặp đi lặp lại. Lãnh Tuyền chậm rãi nắm chặt nắm đấm, âm thanh xuất hiện từng tia rung động. Chúc mừng ngươi, tự tay tấu vang lên táng ca cho tinh cầu ngươi, đào xong phần mộ cho thân bằng ngươi. Tinh cầu của ngươi sẽ thành vùng đất tội ác Thương Thiên tinh vực, thân bằng ngươi vĩnh viễn sẽ gặp khổ cực. Pho tượng và tên ngươi sẽ được đứng vững trên tinh cầu của ngươi, để cho thân bằng ngươi cùng hậu đại bọn hắn chịu đủ tra tấn, bên trong vô tận đau đớn lăng mạ ngươi. Khương Phàm không có trả lời, chỉ là bày biện ra từng luồng vòng xoáy trong bí cảnh, trong vòng xoáy hiện ra hình ảnh khác biệt. Hình ảnh theo thứ tự là bọn người hắc độc, tinh ma bị trấn áp bị dung luyện. Khương Phàm, Lãnh Tuyền suýt chút nữa bộc phát, nhưng vẫn áp chế gắt gao, đáy mắt của nàng lóe lên ý lạnh oán độc. Sau khi bị trấn áp khống chế ở thế giới của ngươi, ta tự mình suy nghĩ ra an trí cho thân tộc ngươi. Tin tưởng ta, bọn hắn gặp phải là chuyện ngươi tưởng tượng không đến. Ta còn xin chỉ thị Thương Thiên, giữ lại một tia ý thức cho ngươi, phong ấn ngươi vào pho tượng,
để cho ngươi đứng trên chỗ cao, tận mắt chứng kiến bọn hắn gặp phải. Vĩnh viễn, vô hạn luân hồi. 3 năm sau, Khương Phàm đến Mây Thiên Thạch. Thâm không 5 tỷ dặm mênh mông, Khương Phàm thật sự một khắc đều không có ngừng. Không chỉ gần như đi đường ở tốc độ cao nhất, cũng đang quen thuộc kỹ nghệ dung hợp. Từng viên thiên thạch dung luyện tới bên trong tầng đất, tăng lên trình độ cứng cáp của tinh cầu, còn không ngừng mở rộng lấy quy mô tinh cầu. Từng viên nguyên tố tinh cầu rót vào trong tinh cầu, tăng lên năng lượng tự nhiên, tăng lên khí tức ngũ hành, tăng cường địa tầng cùng hệ thống thế giới vững chắc. Bộ kỹ nghệ dung hợp nói phức tạp thì vô cùng phức tạp, nói không phức tạp, kỳ thật bản chất cũng không có thâm ảo, mấu chốt ở trong vạn loại kỹ xảo, tất cả đều là kinh nghiệm lắng đọng. Vô số kỹ xảo, tập hợp thành kỹ nghệ đặc biệt. Đại phồn như giản, đăng phong tạo cực. Khi Khương Phàm một đầu đâm vào Mây Thiên Thạch mênh mông vô tận, bắt đầu dung hợp ngàn vạn thiên thạch, Dạ An Nhiên di động về phương hướng khác, tìm kiếm thiên thạch cùng nguyên tố tinh cầu thích hợp, cùng hỗn độn tinh cầu cấp 4. Cũng chính là vào lúc này, một trận oanh động quét sạch vũ trụ cách Thiên Nguyên tinh vực khoảng 800 triệu dặm thâm không. Bạo phát, Thiên Mạch tinh, Thiên Võ đại loạn đã qua hơn 3 năm, con đường ở giữa lục đại tinh cầu tinh vực một lần nữa tạo dựng lên, dần dần khôi phục phồn hoa trước đó. Nhưng nghị luận liên quan tới trận bạo loạn kia lại thật lâu không có ngừng. Nhất là đế hoàng tộc, thái thượng đế tộc, cùng chí tôn đế tộc hủy diệt, gây nên thiên nguyên, thiên mạch, thiên tổ tiếp tục oanh động, thậm chí xuất hiện chiến tranh. Trong lúc này, dực thần tộc ở thiên mạch tinh quật khởi mạnh mẽ. Hoàng thành của bọn họ dựa thế vào núi, mặt đất rừng rậm xây lên, theo số lượng tộc đàn gia tăng, từ quy mô 300 dặm ban sơ mở rộng đến 500 dặm. 72 pho tượng không tiếp tục ẩn giấu, toàn bộ đóng giữ vị trí ký định, hình thành uy hiếp cường đại. Chương 3386 kinh hiển, truyền thuyết tinh vực 2. Bởi vì ngoại giới không biết Vân Liên đã rời khỏi, cho nên vẫn nghĩ Dực thần tộc là quy mô 7 đại thần tôn tính cả Tần Diễm cộng thêm một vị đại đế thần bí. Một đế 6 thần 72 pho tượng, đội hình như vậy, nào chỉ là thần tộc đầu tiên, không thể nghi ngờ là tư chất đế tộc. Dực thần tộc quật khởi cùng thái thượng đế tộc hủy diệt, tại thiên mạch tinh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Theo con đường không gian ở giữa tinh cầu liên thông, dực nhân tản mát các nơi nhao nhao hành động, lao tới thiên mạch tinh. Dực thần tộc không những ai đến cũng không có từ chối, còn cao điệu tuyên bố toàn tinh vực, xin tất cả cường tộc giải trừ nô dịch đối với dực nhân, bằng không bọn hắn đến nhà bái phỏng. Tin tức tốt, dực lâu kích động xông vào tổ từ, thi lễ Tần Diễm thật sâu. Đế tộc thiên mạch tinh chúng ta, Oan Nghiệt Sơn, công khai biểu thị đồng ý phóng thích dực nhân chiến nô bọn hắn. Điều kiện. Khương Diễm nhíu mày. Vô điều kiện phóng thích. Dực lâu thật sự kích động. Oan Nghiệt Sơn, đế tộc bí ẩn nhất thiên mạch tinh, vậy mà là nhà đầu tiên biểu thị phóng thích. Đây không chỉ là thả nhóm dực nhân, càng tương đương với một loại tín hiệu đặc thù, hướng thiên mạch tinh thậm chí toàn tinh vực tỏ rõ, đế tộc đều chủ động thỏa hiệp, các ngươi còn chờ cái gì? Biết. Trên khuôn mặt thô cuồng của Khương Diễm không nhìn thấy vui sướng chút nào. Vì sao? Không thú vị. Hắn ma quyền sát trưởng, chờ ai không phục, bổ nhào qua hung hăng đánh một trận. Kết quả đều phục rồi. Phân thân thứ 5 ra ngoài thám hiểm, Khương Phàm ra ngoài phục kích, nếu như hắn không có vài việc gì đó làm, chỉ sợ lại phải ngủ say. Lần này đi ngủ, thật không biết muốn ngủ tới khi nào. Lần này đi ngủ. Không biết còn có cơ hội trở lại hành tinh mẫu thân hay không. Dực lâu không biết Tần Diễm không hài lòng chỗ nào, hơi hơi do dự, lại nói. Còn có sự kiện, xin chỉ thị của ngài. Đan thần trở về, tập kết luyện đan sư cùng luyện binh sư, nói là muốn trùng kiến thái thượng đế tộc. Thần tộc cùng đế tộc thiên mạch tinh đã bắt đầu lần lượt tỏ thái độ, đại bộ phận đồng ý cung cấp ủng hộ. Ngài nhìn, dực thần tộc chúng ta. Dực lâu xin chỉ thị của Tần Diễm. Thái thượng đế tộc không có đại đế, do đan thần cùng binh thần dẫn dắt số lượng lớn luyện đan sư cùng luyện binh sư sáng tạo, nhất là tính đặc thù của bọn hắn cùng số lượng lớn bản thân, mới lấy tôn xưng đế tộc. Nhưng bây giờ, thực lực thái thượng đế tộc hao tổn nghiêm trọng, binh thần chết thảm, chỉ còn mỗi đan thần. Đan thần muốn trùng kiến thái thượng đế tộc, không thể dựa vào chiến tranh cùng đối kháng, chỉ có thể là cầu tất cả thần tộc cùng đế tộc thiên mạch tinh đều biểu quyết đồng ý. Ít nhất phải là đại bộ phận. Kể từ đó, bọn hắn có danh phận, cũng có duy trì. Đây là chuyện của các ngươi, không liên quan gì tới ta. Tần Diễm ngồi phía trước tổ từ, nhìn qua hư không thâm thúy,
trên mặt nhìn không ra bất kỳ thể hiện gì. Thái thượng đế tộc đối với dực thần tộc chúng ta đều một mực không phải rất hữu hảo, theo lý mà nói, chúng ta hẳn là bắt lấy cơ hội, gắt gao ngăn chặn thái thượng đế tộc. Nhưng, trong tộc có âm thanh khác, nhất là những đại biểu dực nhân mới gia nhập. Bọn hắn cho rằng, bây giờ chính là thời kỳ đặc thù dực thần tộc muốn xác lập địa vị tại Thiên Mạch Tinh, nếu như đối nghịch cùng thái thượng đế tộc, có thể sẽ bị các thần tộc cùng đế tộc nguyện ý đến đỡ bọn hắn căm thù. Mấu chốt nhất là, tổ thần muốn trùng kích đế cảnh, không thể rời bỏ đan dược, nhất là đan dược thần cấp. Cho nên, bọn hắn hy vọng chúng ta có thể mượn cơ hội này, cải thiện liên quan cùng thái thượng đế tộc. Ta không nắm chắc được chủ ý, muốn thỉnh giáo ngài. Không quyết định chắc chắn được. Lão già, người xem ta là đồ đần. Ánh mắt Tần Diễm bỗng nhiên lạnh lẽo. Lão gia hỏa này tám phần là không muốn đắc tội những dực nhân mới gia nhập, cho nên giả ý biểu hiện ra tư thái do dự, sau đó để cho mình đi làm ác nhân, thô lỗ giáo huấn bọn họ một trận. Không không không, ta chỉ là... Cút đi, sau khi tới càng ngày càng nhiều dực nhân, hoàn cảnh bọn hắn sinh trưởng không giống nhau, mục đích càng không giống nhau, còn có vấn đề mấy triệu dực nhân dung nhập, bất kỳ một chuyện nào đều rất khó giải quyết. Nếu như ngươi ứng phó tốt, dực thần tộc sẽ càng ngày càng mạnh. Ngươi ứng phó không tốt, hừ, dực thần tộc nhất định ở bên trong hao tổn từ từ đi hướng suy yếu, cho đến sụp đổ. Đúng đúng, ngài dạy phải. Mau mau cút, sau này trừ phi là ai không phục, cần ta ra tay, lại tới tìm ta, chuyện khác đừng đến phiền ta. Còn có, ta chuẩn bị cho ngươi mấy triệu dực nhân trở về, nếu như ngươi làm sập dực thần tộc, ta diệt ngươi. Lan, cút nhanh lên. Tần Diễm không nhịn được khoát khoát tay. Cái kia, ân. Ta còn có sự chuyện muốn phiền ngài. Có dám thì phóng. Vân Tuyệt Tổ Thần nói. Ân, trong tổ tử có hương vị đế huyết. Hắn là chó sao? Hắn muốn tôi luyện huyết mạch, nhưng tài nguyên dực thần tộc chúng ta đều hao hết, cho nên. Ta chỗ này không chỉ có đế huyết, chỉ có một bộ bạch hổ đế khu. Tần Diễm hừ một tiếng, khoát tay nói. Ai muốn, tự mình tới. Tần Diễm mặc dù làm việc thô lỗ dã man, nhưng không phải người ngu. Trước đó nghĩ cách cứu viện dực tộc là xuất phát từ đại nghĩa, cũng là coi trọng tiềm lực của bọn hắn. Nhưng tổ thần này là tính cách gì, thái độ đối với dực thần tộc là gì, chờ một chút. Tất cả đều cần quan sát. Ai thuận mắt, ai cố ý lưu lại, ai nguyện ý phát triển dực thần tộc, hắn mới có thể chủ động bồi dưỡng. Ngài nói đúng lắm. Dực lâu cung kính hành lễ, lùi lại mấy bước, quay người rời khỏi. Nhưng đúng vào lúc này, một mảnh ánh sáng vẩy xuống sơn lâm. Tất cả đều bịt kín một tầng ánh sáng màu xanh thản nhiên. Chương 3387 có giúp hay không? Khương Diễm, Dực Lâu, theo bản năng nhìn lên bầu trời đêm, con người có chút ngưng tụ, tiếp đó chậm rãi phóng đại, trên mặt hiện ra biểu tình khiếp sợ. Không chỉ là bọn hắn, cũng không chỉ là đế thành dực thần tộc, càng không chỉ là Thiên Mạch Tinh. Giờ khắc này, ánh sáng màu xanh thản nhiên che mất toàn bộ thiên nguyên tinh vực, đánh thức toàn bộ sinh linh nhìn lên phương hướng ánh sáng. Sâu trong vũ trụ mịt mờ, vậy mà xuất hiện một gốc đại thụ cổ lão, khí tượng chấn thế, ánh sáng màu xanh lưu chuyển, bao quanh lấy tầng tầng ánh sáng màu xanh, trên lá cây tỏa ra từng giọt mưa móc. Đây là cảnh tượng hiện ra trong tầm mắt toàn bộ sinh linh. Một cái cây, một gốc cổ thụ thần bí. Nhưng, nét mặt của bọn hắn toàn bộ từ chấn kinh biến thành sợ hãi, lại từ sợ hãi về tới chấn kinh. Kia cũng không phải một cái cây. Bởi vì, nó quá xa vời. Xa không biết bao nhiêu ức, mà cách mênh mông vài ức, bọn hắn đều có thể nhìn rõ ràng, ngay cả mưa móc đều có thể nhìn thấy. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng quy mô chân chính của gốc cây kia. Tuyệt đối không chỉ là vài trăm dặm mấy ngàn dặm lớn như vậy, chỉ sợ muốn mấy chục vạn dặm, mấy trăm vạn dặm, mà cái gọi là mưa móc lấp lóe trên lá cây, rất có thể là tinh thần. Lục đại tinh cầu thiên nguyên tinh vực nhìn về hướng cổ thụ thần bí, toàn bộ lâm vào yên lặng. Cho dù thường thấy vũ trụ dị tượng, cũng chưa từng gặp qua hình ảnh như vậy. Đây nào chỉ là vượt qua tưởng tượng, càng chạm tới linh hồn. Truyền thuyết tinh vực, Thiên Nguyên Đại Thiên Đế đứng tại hư không, ngóng nhìn đại thụ kia, cũng lộ ra thể hiện phức tạp. Đó là chúa tể thứ 8 hành tẩu vũ trụ. Đó là vũ trụ chúc phúc 500.000 năm hiển hiện một lần. Bây giờ, vậy mà, xuất hiện ở gần Thiên Nguyên tinh vực. Là truyền thuyết tinh vực, nó thật xuất hiện. Tần Diễm đầu tiên hoảng hốt, phấn chấn, trên khuôn mặt thô cuồng hiện lên cuồng hỉ, hắn đưa tay chỉ Dực Lâu phía xa.
Lưu Dực Huyên tỏa trấn Hoàng Thành, còn lại 5 vị các ngươi. Theo ta viễn chinh, các nơi thiên nguyên tinh vực. Số lượng lớn lão tổ đế tộc ngóng nhìn thâm không, nghĩ đến chuyện truyền thuyết kia, biểu tình khiếp sợ biến thành cuồng nhiệt. Tất cả thiên đế tinh cầu, chúa tể tinh vực bí mật đến đỡ cường tộc cũng sôi trào tại thời khắc này, trước tiên liên hệ cùng chủ tử sau lưng bọn hắn. Chúa tể tinh vực thứ 8 qua đi 500.000 năm, tái hiện vũ trụ. Vị trí, gần thiên nguyên. Tinh vực chúa tể trong truyền thuyết, thật sự đã để cho ta tìm được. Tần Diễm đứng tại vũ trụ thâm không, ngắm nhìn cổ thụ thần bí nở rộ ở phương xa. Đó là tinh vực. Mặt mũi Đông Hoàng Thiên Du tràn đầy chấn kinh, khoảng cách cứ việc xa xôi, nhưng vẫn có thể đón lấy mê quang mênh mông, cảm nhận được tư thái thần bí rung động của gốc cổ thụ kia. Tinh vực thứ 8 trong truyền thuyết, được vũ trụ cổ xưa nhất chúc phúc. Phụ thân gọi nó là Đại Thụ Vũ Trụ. Tần Diễm kích động lại phấn chấn, hơn 1 vạn năm truy tìm, dấu chân dặm khắp mấy chục tỷ thâm không, thời gian không phụ người có tâm, rốt cuộc cũng để hắn tìm được. Vạn đạo thần thụ, địa ma thụ, thiết long cổ thụ, đều thất thần nhìn qua tinh vực xa xôi, trong ánh mắt lắc lư tất cả đều là gốc Đại Thụ Vũ Trụ khí tượng chấn thế kia. Cứ việc cách rất rất xa, nhưng lại cho bọn chúng một loại cảm giác triều thánh giống như kính sợ. Còn đang chờ cái gì, đi thôi. Vũ trụ muốn oanh động, tất cả cường giả trong hàng trăm tỷ dặm, đều đi đến tinh vực truyền thuyết. Đây không chỉ là một trận thịnh yến chấn thế, càng là một cuộc chiến của thần ma. Tần Diễm lên tiếng hét lớn, toàn thân như đỉnh lũ oanh minh, lay động ra đại thế kinh khủng. Tinh vực truyền thuyết xuất hiện sẽ kéo dài bao lâu? Đông Hoàng Thiên Du càng kích động. Đây quả thực là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Nếu như Khương Phàm có thể đuổi tới, nhẹ nhàng vui vẻ hưởng dụng một phen, thực lực nhất định bạo tăng. Đến lúc đó đừng nói là 2 bộ phân thân thương thiên, 3 bộ cũng có thể làm một trận. Không xác định, ta nhớ lần kia phụ thân gặp được, là kéo dài khoảng chừng 15 năm, lần trước giống như kéo dài 10 năm, nhưng nghe nói còn có tiếp tục 2-30 năm. Cái thứ đồ chơi này, đoán chừng là nhìn tâm tình chúa tể thứ 8. Người muốn gọi Khương Phàm tới, không còn kịp rồi. Bây giờ hắn không phải là tiến vào lỗ đen thì chính là về mây thiên thạch, cách bí cảnh truyền thuyết hơn 3 tỷ dặm. Lấy tốc độ của ngươi, không đợi tìm tới hắn, tinh vực truyền thuyết đã muốn biến mất. Cái này chính là số mệnh. Tần Diễm cũng không nghĩ tới tinh vực truyền thuyết sẽ được tìm tới nhanh như vậy, nhưng Khương Phàm đã rời khỏi, nhất định là không có duyên. Đông Hoàng Thiên Du lại hỏi. Ngươi và phân thân thứ nhất, có thể liên hệ được không? Tần Diễm nhíu mày nói. Đều đánh chủ ý tới trên đầu ta. Đại nam tử lấy ở đâu ra nhiều lời nói nhảm như vậy, có thể chính là có thể, không thể chính là không thể. Con quỷ nhỏ, đây là thái độ ngươi nhờ người khác. Có thể hay không? Hắn ở thiên nguyên, ta ở chỗ này, khoảng cách quá xa, khó. Ngươi là ngu xuẩn, hay là ta khi ngu xuẩn? Con quỷ nhỏ, ngươi hãy tôn trọng một chút cho ta. Lần này khoảng cách tinh vực truyền thuyết nở rộ. Hẳn là cách thiên nguyên tinh vực không đến 1 tỷ dặm, nơi đó khẳng định thấy được. Với tính cách của phân thân kia, sẽ ngồi ở chỗ đó thưởng thức phong cảnh. Bây giờ khẳng định đều đã xuất phát. Không phải bên trong thiên nguyên tinh vực đều là chiến thuyền sao? Tốc độ không phải rất nhanh sao? Loại tình huống này khẳng định là bất kể không để ý vọt mạnh, tốc độ càng nhanh. Chúng ta xông đến nơi đó, bọn hắn xông đến nơi đó, khoảng cách sẽ nhanh chóng rút ngắn. Từ giờ trở đi ngươi liên hệ, 1-2 năm nhất định có thể liên hệ tới. Chương 3388 cảnh cáo. Tần Diễm vô cùng bất đắc dĩ. Nương môn nhi người đây làm sao không nghe khuyên bảo chứ? Từ thiên nguyên đến lỗ đen, trọn vẹn hơn 3 tỷ dặm. Coi như Dực thần tộc đạt được tin tức, tới đó đều muốn chừng 10 năm, nói không chừng còn chưa tới nơi đó, chiến thuyền cũng đã hao hết tinh thạch. Rốt cuộc ngươi có giúp hay không? Với cái thái độ này của ngươi, không giúp, yêu ai thì tìm người đó. Đông Hoàng Thiên Du xoay người nói. Vạn đạo thần thụ, xông đến phương hướng thiên nguyên, cần phải ngăn Dực thần tộc lại, mời bọn họ hỗ trợ. Để bọn hắn lập tức thay đổi phương hướng, dùng hết khả năng xông đến lỗ đen. Nhớ kỹ, bất kể như thế nào đều phải tìm tới Dực thần tộc, bất kể như thế nào, cũng phải làm cho bọn hắn thay đổi phương hướng, bất kể như thế nào. Cũng phải làm cho bọn hắn thông báo đến Khương Phàm. Tinh vực truyền thuyết rọi ánh sáng đến hơn 1 tỷ dặm thâm không, ảnh hưởng gần chục tỷ dặm, nếu như phân thân thương thiên biết được, rất có thể sẽ thay đổi phương hướng lại tới đây quan sát tình huống.
Nếu như điều động cường giả đi đến mạo hiểm liền có khả năng từ thiên nguyên tinh vực biết được thiên nguyên phát sinh kịch chiến, đến lúc đó bọn hắn biết Khương Phàm hóa thân tinh cầu, cũng biết bọn người lãnh tuyển gặp phải bất chắc. Đến lúc đó đối sách muốn phục kích của Khương Phàm sẽ mất hiệu lực. Nếu như bọn hắn bức bách thiên nguyên tiết lộ việc Khương Phàm tiến về lỗ đen, bọn hắn sẽ có thể lập tức chuyển hướng, đuổi giết lỗ đen chặn đường Khương Phàm. Đông Hoàng Thiên Du nghiêm túc, để vạn đạo thần thụ khẩn trương. Mặc dù thật đáng tiếc khi không thể vào tinh vực truyền thuyết, nhưng đối với thế giới của bọn hắn mà nói, nghênh chiến thương thiên không thể nghi ngờ là chuyện quan trọng nhất. Ta có thể thi triển bí thuật không gian, tốc độ không thể chậm hơn so với Dực thần tộc, giao cho ta. Chờ một chút, các ngươi chờ chút. Tần Diễm tranh thủ thời gian ngăn lại, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng lên. Đúng vậy, ánh sáng của tinh vực truyền thuyết quá cường thịnh, không bài trừ khả năng sẽ bị phân thân thương thiên phát hiện. Phân thân thương thiên khẳng định biết chuyện tinh vực truyền thuyết, nói không chừng sẽ an bài chút cường giả tới, thậm chí tự mình tới. Dù sao trong ấn tượng của bọn hắn, tinh cầu Khương Phàm đang trong mây thiên thạch, chạy không thoát, chỉ hoãn mấy năm không tính là gì. Đến lúc đó, phân thân thương thiên sẽ biết hết rồi. Tần Diễm xua xua tay. Được rồi, bây giờ ta sẽ bắt đầu liên hệ cùng phân thân thứ nhất. Một khi bắt được liên lạc, lập tức để hắn thay đổi phương hướng. Tự mình tiến về lỗ đen. Đông Hoàng Thiên Du hồ nghi nhìn hắn. Ngươi xác định, tin tưởng ta, đối với chuyện săn giết thương thiên này, ta vẫn rất tích cực. Tần Diễm tính toán thời gian. Nếu như chúa tể thương thiên phát giác được hành động săn giết thất bại thì hắn sẽ đưa tới phân thân trước tiên, mà trong lúc phân thân hoành hành vũ trụ lại không có nghỉ ngơi, càng không gặp được ngoài ý muốn đặc thù, đoán chừng 7-8 năm sẽ đến mây thiên thạch. Đây là dưới tình huống không có xuất hiện tinh vực truyền thuyết. Mà vị trí tinh vực truyền thuyết bây giờ, cách mây thiên thạch có 3-40 tỷ dặm. Nếu như sau khi phân thân thương thiên là biết được truyền thuyết tinh vực, hắn sẽ lập tức thay đổi phương hướng, cuối cùng sẽ đến nơi này thường xuyên. Chỉ sợ muốn chừng 10 năm đi. So mong muốn trước đó của Khương Phàm, kéo dài 2-3 năm. Không biết Khương Phàm có thể đuổi tới hay không? Có thể tin hắn sao? Nhìn hắn không phải rất đáng tin cậy. Vạn đạo thần thụ, địa ma thụ, thiết long cổ thụ đều nhìn Đông Hoàng Thiên Du. Chỉ có thể tin hắn. Đông Hoàng Thiên Du nói. Khương Phàm nơi đó có Dực thần tộc đi thông báo, chúng ta không cần suy nghĩ nữa. Lực chú ý đều đặt tới tinh vực truyền thuyết. Nhớ kỹ, sau khi đi đến, chỉ có một mục tiêu, đoạt. Có thể đoạt bao nhiêu thì đoạt bấy nhiêu, ai dám ngăn trở chúng ta, đừng quản thân phận gì, chính là kẻ địch. Là kẻ địch, cũng đừng lưu tình, đánh cho đến chết, xảy ra chuyện, họ Tần gánh lấy. Giống. Địa ma thụ giơ lên dây leo trắng kiệt, phát ra hùng vĩ gào thét. Quá lâu không có hoạt động, vừa vặn tới đó đại sát tứ phương. Ta gánh lấy. Tần Diễm trợn mắt một cái, nương môn nhi này thật sự là không khách khí. Đông Hoàng Thiên Du nói. Người đường đường là hài tử tu la, còn sợ gánh chút trách nhiệm. Đại nam tử, đại khí điểm. Tốt tốt tốt, ta gánh lấy. Sau khi Tần Diễm bắt được liên lạc cùng phân thân thứ nhất, hắn nhìn đến phía tinh vực truyền thuyết. Tinh vực truyền thuyết, bên trong khắp nơi đều có cơ duyên, chỉ có không nghĩ tới, không có nơi nào không có. Bằng vào công lao lần này, hắn lần nữa đạt được phụ thân tán thành. Lên đường đi. Đông Hoàng Thiên Du phất tay ra hiệu, địa ma thụ huy động dây leo trắng kiệt, bỗng nhiên bước lên về phía trước. Tinh vực truyền thuyết đột nhiên nở rộ. Tự nhiên mà dẫn phát oanh động kịch liệt. Ánh sáng đi tới trong phạm vi hơn 1 tỷ dặm, tất cả người lưu lạc thâm không lập tức hành động. Mặc kệ trước đó muốn làm gì, toàn bộ đều thay đổi phương hướng, lao tới tinh vực truyền thuyết. Dù không biết đó là tình huống gì, không biết bí mật vũ trụ lưu truyền, trận kịch biến đột nhiên xuất hiện này, cũng kích thích bọn hắn, nhao nhao chuyển hướng, muốn tìm tòi hư thực. Thiên nguyên tinh vực cách nơi đây không đến 1 tỷ dặm, không thể nghi ngờ là tinh vực cách gần đây nhất. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, tiếp tục không ngừng dâng lên hàng ngàn hàng vạn vũ trụ chiến thuyền, bọn hắn trùng điệp, tranh nhau chen lấn, lao tới truyền thuyết tinh vực. Ngay cả thiên nguyên đại thiên đế đều thả ra 3 tôn hỗn độn chiến khu chí tôn đế cấp tọa chấn thiên nguyên, tự mình đi đại thụ vũ trụ. Hắn cũng đã từng truy tìm qua đại thụ vũ trụ, chỉ là tình huống 500.000 năm vừa hiện, cùng không xác định được vị trí, để hắn về sau dần dần từ bỏ, nhất là sau khi sáng tạo tinh vực, cố định tại nơi này. Cũng chỉ mãi nhớ mong. Chương 3389 Tam Túc Thiềm, Lỗ Lỗ Thú. Không nghĩ tới chính là, sau 5 triệu năm yên lặng,
đại thụ vũ trụ lại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đây không phải ban ân đối với vũ trụ, quả thực là ban ân đối với thiên nguyên tinh vực. Hắn há có thể không bắt được cơ hội. Nếu như may mắn, thậm chí nơi đó có thể tìm ra cơ duyên biến đổi tinh vực cấp chúa tể. Nghe nói Tu La Thiên Đế chính là lấy được cơ duyên từ nơi đó. Từ người lưu lạc cô độc tấn mãnh biến đổi, bước vào vấn đề chúa tể. Thiên nguyên tinh vực không chỉ có điều động siêu cấp chiến khu của mình đi qua, ba bộ chiến khu còn tự thân, dẫn dắt, năm tinh cầu trong thiên nguyên chủ tinh, đó là trực thuộc vào hắn, cho dù là thần tộc cùng đế tộc thân cận với hắn, để bọn hắn theo mình, lấy tốc độ nhanh hơn đến tinh vực truyền thuyết, để tìm hiểu tình hình, chiếm trước tài nguyên nhanh hơn. Cách làm không e dè, trắng trợn, của thiên nguyên, để thần tộc cùng đế tộc khác đấm ngực dậm chân. Nhưng ai bảo bình thường bọn hắn không hiếu kính, chỉ có thể trơ mắt nhìn những chiến thuyền kia biến mất tại cuối tầm mắt, sau đó liều mạng tăng thêm tốc độ. Tin tức nhanh chóng lan tràn, phóng đi ra khắp trăm tỷ dặm thâm không. Càng nhiều địa tinh vực, càng nhiều cường tộc, thậm chí là cấm khu đều chuyển động theo. Mặc dù tinh vực truyền thuyết cách mỗi 500.000 năm hiển hiện một lần, nhưng vị trí xuất hiện đều không giống nhau, đối với mảnh khu vực này mà nói, không thể nghi ngờ là lần đầu tiên. Cũng chính là lần này, tất cả trên tinh cầu tất cả thần tộc cùng đế tộc trong trăm tỷ dặm thâm không, không hẹn mà cùng, thậm chí là không có một kẻ nào ngoại lệ, toàn bộ đều tạm dừng sự vụ trong tay, triệu tập tất cả cường giả có khả năng triệu tập, ngay cả đế tổ ngủ say đều thức tỉnh toàn bộ, mục tiêu chỉ có một, tinh vực truyền thuyết. Chỉ cần có thể đuổi tới nơi đó trước khi tinh vực biến mất, tùy tiện làm chút bảo vật, chính là một trận thiên đại cơ duyên. Vấn đề duy nhất là, khoảng cách. Khoảng cách vài nghìn thậm chí vài tỷ, đối với chiến thuyền bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một khảo nghiệm cực lớn. Sau 2 năm tinh vực truyền thuyết nở rộ, Khương Phàm rời khỏi mây thiên thạch, một khắc không ngừng đi đến lỗ đen. Trong 2 năm này Dạ An Nhiên đã sưu tập hơn 30 viên thiên thạch vạn dặm trở lên, còn ngạc nhiên phát hiện 5 viên tinh cầu nguyên tố cấp 3, cùng 1 viên tinh cầu hỗn độn cấp 4. Khương Phàm mang theo bọn chúng, trên đường tiếp tục dung hợp. Dạ An Nhiên ở lại trong mây thiên thạch. Tiếp tục tìm kiếm. Bất luận là mây thiên thạch hay là khu vực lỗ đen, đều là khu vực hoang vu, cho nên không có chiến thuyền vũ trụ hoạt động, Khương Phàm và Dạ An Nhiên cũng không biết chuyện tinh vực truyền thuyết, đều dựa theo kế hoạch cố định làm lấy chuẩn bị. Trong thời gian 5 năm trước đây, Khương Phàm dung hợp thiên thạch to to nhỏ nhỏ đạt đến 1.000 viên, vững chắc trình độ tăng cường tinh cầu cực lớn. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là, đại chiến thần ma trước đó, tùy tiện đã có thể liệt địa ngàn dặm. Bây giờ loại tình huống này trực tiếp không tồn tại. Đại chiến thần cấp có thể liệt địa trăm dặm coi như mạnh. Ngoài ra chính là số lượng cường giả thổ hệ linh văn tăng vọt, thực lực phổ biến vô cùng cường đại. Khương Phàm cũng tự mình có loại cảm giác trở nên cường tráng, mà còn rất mãnh liệt. Khương Phàm rất hài lòng đối với tốc độ phát triển của tinh hạch, nhưng lại có loại mất mát không hiểu. Đây là bí thuật hắn thà rằng xông vào lỗ đen tránh né, cũng không nguyện ý giao ra. Cuối cùng vậy mà vì cứu mình, dễ như trở bàn tay giao cho những tinh cầu khác. Đây coi là cái gì? An ủi duy nhất, là tinh cầu này vẫn rất thích hợp để hắn tu luyện bí thuật, hy vọng hắn được cứu đi ra lớn hơn rất nhiều. Ha ha, đến rồi, chúng ta, đến rồi. Tiếng gào thét nóng nảy vang vọng vũ trụ. Tần Diễm hoành hành 2 năm, rốt cuộc cũng chạy tới mục đích, hắn kích động cuồng nhiệt nhìn qua tinh vực truyền thuyết trước mặt. Quá to lớn. Chủ nhân chúa tể cao tới 20 triệu, rung động đến mức để cho người ta ngạt thở. Tán cây rậm rạp thanh thúy tươi tốt, nở rộ ngàn vạn dặm, bao quanh từng tầng nguyên tố tinh cầu, trên lá một ít cây to lớn, còn chiếm cứ tinh cầu hỗn độn. Thân cây cứng cáp khổng lồ, thổ đạt mấy trăm vạn dặm, năng lượng phía trên như thác nước lao nhanh, như đại dương lao la cuồn cuộn, thỉnh thoảng nổ tung ra sóng chiều năng lượng kinh khủng, khuấy động vũ trụ mịt mờ. Sợi rễ uốn lượn bề bộn, mở rộng mấy ngàn vạn dặm vũ trụ, như là trực tiếp cắm rễ thâm không minh mông, khuấy động không gian bạo động không cách nào nói rõ. Hình thể khổng lồ, ba động khủng bố, để tất cả chiến thuyền đến gần đều cảm nhận được mình nhỏ bé và yếu ớt, nhịn không được liền muốn quỳ lạy ở trước mặt nó. Đây chính là tinh vực cấp chúa tể sao. Trong thời gian 2 năm, Đông Hoàng Thiên Du là đón đại thụ vũ trụ tới, nhìn tận mắt càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, loại cảm giác rung động kia đã sớm chết lặng. Nhưng, coi như thật sự xuất hiện ở trước mặt, loại uy thế tràn ngập đất trời kia, cơn bão năng lượng đập vào mặt kia, vẫn mang đến cảm giác không ức chế được sự kính sợ cùng cúng bái. Địa ma thụ mãnh liệt cuồn cuộn chiến khu khổng lồ, dây leo tàn lụi,
hóa thành bụi, vẩy xuống thâm không, tất cả năng lượng hội tụ ở nhụy hoa huyết hải. Huyết hải lập tức khô kiệt, toàn bộ hội tụ ở linh thể. Địa ma thụ xuất hiện bản thể, tương tự hắc hổ, toàn thân vảy đen, chín cái đuôi như hắc long quay quanh. Nó hấp thu toàn bộ năng lượng, cảnh giới tăng lên tới thần linh đỉnh phong. Vạn đạo thần thụ, thiết long cổ thụ, cũng đều hiện ra tư thái đơn giản nhất, thuận tiện chiến đấu. Oa a! Một tiếng vang trầm muộn, vang vọng vũ trụ. Ầm ầm tiếng vang, lôi chiều liên tiếp nổ tung, cuồng kích thâm không, sau khi liên tiếp vượt qua thì xuất hiện ở nơi xa. Lại là hai con dị thú. Chương 3390 con trai quỷ bí 1. Một con cóc to béo, toàn thân quấn quanh lôi chiều chói mắt, cũng chỉ có ba chân. Một con heo trắng to béo, toàn thân lóe ra đường vân kỳ dị, cái đuôi nhỏ quay tròn. Ở trên đầu lôi thiềm, một nam tử anh tuấn cầm cần câu trong tay, ngẩng đầu quan sát khí tượng chấn thế. Trên thân heo mập, có một nam tử giống như viên cầu cưỡi ở đó, bên hông cài lấy dao phay, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cưỡi heo, ta có thể chịu, còn có cưỡi con cóc cũng nhịn, còn là cóc bị phế một chi. Đông Hoàng Thiên Du liếc mắt, nhẹ giọng nói nhỏ. Tần Diễm không có chú ý tới bọn hắn, kích động sôi trào nhiệt huyết đến cực hạn, mãnh liệt phung tay, lên tiếng hét lớn. Tiểu nha đầu, đi theo ra ra, xông lên thôi. Tiểu nha đầu, lão nương coi ngươi sửa. Đông Hoàng Thiên Du há mồm muốn quát tháo, lại đột nhiên trợn mắt, cái đỉnh cùi bắp này giống như tồn tại 8-90 vạn năm. Địa ma thụ đong đưa chín cái đầu rồng, sát khí cuồn cuộn, chở Đông Hoàng Thiên Du xông về đại thụ vũ trụ. Nhanh nhanh nhanh, có người tiến vào, ta cũng xông lên thôi. Chu Cổ Lực quơ dao phay, kẹp chặt lỗ thú muốn xông đến. Triệu Tử Mạt ngăn hắn lại. Ngươi biết đây là nơi nào không? Đây là tinh vực chúa tể thứ 8 trong truyền thuyết, 500.000 xuất hiện một lần. Nghĩ biện pháp thông báo Đường Diễm, cơ hội như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không phải hắn đang tìm kiếm trận biến đổi cực hạn kia sao? Cơ hội đang ở trước mắt. Cái ánh sáng này đều có thể chiếu vào thế giới cực lạc, hắn sẽ không nhìn thấy. Ngươi còn thay hắn quan tâm mình đi, bọn hắn sẽ nhanh chóng đuổi theo tới. Lỗ. Chu Cổ Lực ngao ngao quái khiếu, lỗ dưới thân nổ tung ra thủy triều không gian hoa mỹ, bao phủ tam túc thiềm, phóng tới đại thụ vũ trụ. Triệu Tử Mạt quay đầu quan sát thâm không, cuối tầm mắt đang có mãnh triều dâng mênh mông màu vàng đánh xuyên vũ trụ, như ngân hà lao nhanh, xông lại phía bọn hắn. Ai, đều đuổi hơn 100 năm, thật chấp nhất. Nếu không phải sợ mất mặt, ta thật muốn kéo các ngươi vào thế giới cực lạc, an hưởng quãng đời còn lại. Triệu Tử Mạt lắc đầu, theo tam thúc thiềm biến mất. Ầm ầm, kim quang cuồn cuộn, chấn động vũ trụ. Ba người khổng lồ hoàng kim thân cao trăm trượng, trong tay cầm vũ khí hoàng kim, mặc chiến giáp hoàng kim, xuất hiện ở phía trước đại thụ vũ trụ. Quả nhiên là tinh vực truyền thuyết. Người khổng lồ hoàng kim cầm đầu oai hùng điêu luyện, đôi mắt sắc bén, mặc dù tôn quý cao ngạo, lại tản ra chiến ý nóng nảy. Truy tung bọn hắn 123 năm. Vậy mà đuổi tới tinh vực truyền thuyết. Bên trái là nữ tử xinh đẹp, bộ dáng hoàn mỹ, dáng người trội hơn, như là tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ dùng hoàng kim đổ bê tông, phía sau chiến giáp hoàng kim còn có hai cánh hoàng kim. Bọn hắn tiến vào, vừa vặn biến nơi này thành phần mộ của bọn hắn. Phía bên phải là người khổng lồ to béo, toàn thân như bóng nước, thoạt nhìn như là rất to, nhưng gần đến trước mặt lại tràn ngập khí thế khủng bố giống như muốn đè sập thiên địa. Nơi này cách thế giới cực lạc không đủ 2 tỷ dặm, Long Quỷ Thiên Đế chắc chắn sẽ chạy tới, trước đó, chúng ta phải giải quyết hai tên khốn kiếp này. Kim quang toàn thân người khổng lồ oai hùng bạo động, xông về tinh vực truyền thuyết. Tới thì như thế nào, thế giới cực lạc chúng ta còn không sợ, tại sao phải sợ Long Quỷ Thiên Đế hắn? Người khổng lồ to mập mãnh liệt đong đưa cơ thể, phát ra tiếng gầm thét giống như thiên âm, nghênh đón ánh sáng tinh vực vọt tới. Ầm ầm. Một tòa thanh đồng cổ điện phá tan vũ trụ thâm không, giáng lâm đến phía trước tinh vực truyền thuyết. Cung điện phong cách cổ xưa điêu khắc cảnh tượng vũ trụ mênh mông, có tinh hà lao nhanh, có lỗ đen chiếm cứ, có quỷ bí ẩn núp, cũng có dị thú thần bí xen kẽ trong đó. Một nam tử ba mắt ngồi trên bảo tọa trong cổ điện, uể oải nhếch miệng. Tinh vực truyền thuyết, vũ trụ quà tặng. Rốt cuộc ngươi cũng nhớ tới vùng vũ trụ này. Xuất hiện vừa mới hơn 2 năm, liền bị ta chạy tới. Chẳng phải là nói, ta có thể ở bên trong hưởng dụng chừng 10 năm. Ha ha, hoàn mỹ, vô cùng hoàn mỹ.
Nam tử ba mắt nở nụ cười dần dần sán lạn, con mắt sâu thẳm híp lại thành một đường. Vốn là truy kích chúng Diệu Thiên, không nghĩ tới gặp được cơ duyên như vậy. Trong cung điện an tĩnh, trừ một vị nữ tử nở nang màu mỡ, còn có hơn 100 pho tượng đồng thau đứng vững, hình thái khác nhau, yên lặng giá lạnh, nhưng sau khi nam tử cười nói, mắt của bọn chúng trâu vậy mà đều động đậy. Đại thụ vũ trụ không cho phép thiên đế cấp tới gần, đúng lúc là thời điểm đám rác rưởi các ngươi phát huy tác dụng. Gặp được đồ tốt, đều mang trở về cho ta. Nếu như phát sinh tranh đấu với ai, tiêu ký thân phận của bọn hắn. Ha ha, ta ở bên ngoài tự mình chờ bọn hắn. Nam tử ba mắt đưa tay, chỉ đại thụ vũ trụ phía xa. Đi thôi. Pho tượng đồng thau lắc lư kịch liệt, cũng không dám phát ra gào thét cùng thanh âm gì, cung kính hành lễ nam tử, sải bước lui lại, một mực lui đến chỗ cửa điện, mới quay người bay lên, lao ra các hướng khác nhau tiến về phía đại thụ vũ trụ. Vũ trụ lắc lư kịch liệt, như thiên quân vạn mã lao nhanh, thanh thế to lớn, tựa như biển gầm sôi trào, cuồn cuộn trùng kích. Từng vầng sáng lớn từ phương hướng xa xôi mãnh liệt mà đến, hừng hực cường thịnh, tranh nhau phát sáng đại thụ vũ trụ. Phía trước nhất là ba tôn hỗn độn chiến khu phóng tới, phía sau là chiến thuyền vũ trụ bị ánh sáng bao phủ. Có hình giống như thiên toa mảnh khảnh, có hình giống như cự điểu dương cánh, có hình giống như trăng tròn lao nhanh. Hình thái khác nhau, lại có hơn 100 chiếc. Đám đế thần tộc cùng đế tộc thiên nguyên tinh vực thân cận đại thiên đến. Nhận được đại thiên đế chiếu cố, 800 triệu giảm thâm không, ngắn ngủi thời gian 2 năm chạy tới. Những thần tộc này đều kích động không thôi. Ánh sáng tản ra, toàn bộ đều là tiếng hô rung động. Chương 3391 con trai quỷ bí 2. Tất cả thánh hoàng, thần ma, đế quân trên chiến thuyền đều ngước nhìn truyền kỳ tinh vực gần ngay trước mắt, khó mà giữ vững phong thái và bình tĩnh bình thường. Là ngươi. Ba tôn thiên nguyên chiến khu thẳng tắp như núi, toàn bộ nhìn về phía thanh đồng cổ điện lơ lửng thâm không. Nam tử trong cổ điện lười biếng trừng mắt lên. Là thiên nguyên, đã lâu không gặp, cách nhà ngươi gần như vậy, mới đến sao? Thật chậm, ta nói ngươi cần hoạt động nhiều hơn, không phải vậy đi đều đi không được. Ngươi là tới truy tung chúng Diệu Thiên. Thiên nguyên nhìn thấu nam tử. Không phải vậy không thể nào nhanh như vậy xuất hiện ở đây. Thật phải cảm ơn chúng Diệu Thiên, nếu như không phải bọn chúng đột nhiên rời khỏi, kinh động đến người hầu của ta, ta đều chuẩn bị trở về cấm khu. Suýt nữa bỏ lỡ trận cơ duyên này. Đúng, viên kia tinh cầu thiên đế cấp là lai lịch gì? Giống như mang đi thương thiên chiến đội từ ngươi nơi đó. Lá gan thật không nhỏ. Nam tử chống đỡ cái cằm, giống như cười mà không phải cười nhìn thiên nguyên chiến khu phía ngoài. Thân phận của hắn, dính đến bí mật thương thiên, nếu như ngươi gặp, tự mình hỏi. Hắn hẳn là đi lỗ đen, chúng Diệu Thiên muốn lôi kéo hắn chôn cùng, ha ha, ngu xuẩn. Bất đắc dĩ mạo hiểm mà thôi. Hỗn độn chiến khu không có nhiều lời, phất tay về phía trước, thét lên ra lệnh chiến thuyền bên trong quang hải sau lưng tiến vào đại thụ vũ trụ. Chiến thuyền sớm đã không kịp chờ đợi toàn bộ dâng lên, thôi động tinh thạch, bộc phát tinh quang mênh mông, giống như từng viên lưu tinh. Mở ra thâm không, xông về tinh vực truyền thuyết trước mặt. Thiên nguyên lão ca, chúc ngươi may mắn. Nam tử lười biếng đưa tay lung lay đầu ngón tay mảnh khảnh, lộ ra nụ cười tà mị. Cũng chúc ngươi may mắn. Ba tôn hỗn độn chiến khu của thiên nguyên tự mình xông về tinh vực truyền thuyết. Nữ tử nở nang bên cạnh nam tử lười biếng ngắm nhìn chiến thuyền đang phóng tới tinh vực. Không thấy được dực thần tộc đâu, những thần tộc cùng đế tộc này giống như đều thân cận cùng thiên nguyên. Ngươi tìm bộ phân thân kia, ha ha, không cần thiết, ta muốn thu thập thì sẽ thu thập chân thân Tần Diễm. Nam tử lười biếng đứng dậy, đi đến trước điện, ngước nhìn đại thụ vũ trụ rộng rãi, trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy tham lam. Bọn người Tần Diễm xuyên qua tầng tầng mây thiên thạch vần quanh, vượt qua hỗn độn hư không ầm ầm sóng dậy, trọn vẹn dùng hơn 50 ngày mới xuất hiện ở bầu trời tinh cầu chúa tể cấp. Bầu trời cuồn cuộn mê vụ, nặng nề mà mênh mông. Giống như đại dương mênh mông bao phủ trên mặt thế giới. Đây không phải hơi nước dành dụm thành mây mù, mà là năng lượng tự nhiên hóa lỏng. Năng lượng nguyên thủy nhất tràn ngập khí tức ngũ hành, khí tức hỗn độn, khí tức âm dương các loại, nồng đậm đến để cho người ta rung động. Trên tinh cầu khác, tùy tiện một vùng như thế này đều có thể hóa thành động thiên phúc địa, mà ở chỗ này, chỉ là mê vụ bao phủ thế giới, mênh mông không biết mấy ngàn vạn dặm. Cảm giác này, thoải mái. Tần Diễm nhịn không được mở nắp đỉnh lên, thống thống khoái khoái hấp thu. Ngươi được rồi,
Đông Hoàng Thiên Du nhìn mà nhíu mày, tên này động một chút lại sốc lên, đỉnh đầu, dáng vẻ thật mẫu thân nó khiếp người. Phía dưới tất cả đều là bảo bối, chỉ cần nhìn hứng thú, toàn bộ ném cho ta. Ta chính là không gian chữ vật tự nhiên, tiến vào bên trong, các ngươi cứ việc yên tâm, cam đoan không ai dám đoạt. Tần Diễm cố ý sốc lên sọ não, lung lay đầu với Đông Hoàng Thiên Du. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ bắt làm ngươi thành nồi cơm, một ngày ba bữa cơm đều dùng ngươi hầm. Đông Hoàng Thiên Du cưỡi địa ma thụ lao xuống. Mê vụ không chỉ có phạm vi mênh mông, độ dày càng đạt đến hơn vạn mét, lao xuống ở bên trong tựa như rong chơi bên trong hải dương năng lượng, lỗ chân lông toàn thân đều mở ra. Địa ma thụ sau lưng kéo lấy 9 đầu hắc long mãnh liệt nhấc lên, trắng trợn thôn hấp lấy năng lượng. Vạn đạo thần thụ ngồi xếp bằng trên người địa ma thụ, cũng đang bắt cơ hội cố gắng hấp thu khí tức tự nhiên nguyên thủy. Đối với thực vật bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là đồ nhất bổ. Phốc phốc, bọn hắn phá vỡ mê vụ, rốt cuộc cũng thấy rõ ràng chúa tể thế giới chân thực. Phía dưới là nhìn hải dương thực vật không thấy bờ, nhưng không phải màu xanh lục, mà là sắc thái lộng lẫy. Vô số cổ thụ che trời mà đứng, cành lá tươi tốt, xanh biếc ướt át, phía trên treo đầy linh quả muôn hình muôn vẻ. Không thể nói tên cây cối cùng hoa cỏ, trải rộng các nơi thế giới, có chút thậm chí hoạt động giống như tinh linh giữa khu rừng. Địa thế chập trùng, núi lớn giao thoa. Giống như cự ưng dương cánh, hùng hồn bàng bạc, giống như sóng lớn lao nhanh, chồng chất, giống như kiếm lâm chỉ thiên, hùng kỳ hiểm trở. Từng luồng khí tức nguyên thủy đập vào mặt, như xốc lên cổ địa thần bí phủ bụi bên trong thời gian vô tận. Đông Hoàng Thiên Du cũng nhìn không được cảm xúc bành trướng. Hống hống hống. Địa ma thụ điên rồi, thân thể hơn 100 mét phóng tới lấy nhào về phía rừng rậm, ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Miệng rộng không ngừng khép mở, cái đuôi cuồng kích bốn chỗ, không quan tâm cái gì cũng đều ăn. Vạn đạo thần thụ, thiết long cổ thụ, Đông Hoàng Thiên Du, đều nhanh chóng tản ra, nhắm về một phương hướng mà quét ngang. Bọn hắn tựa như hán tử đói đen đỏ mắt, đột nhiên xông vào trong hoa lâu, quan tâm cô nàng đẹp xấu, trước hung hăng làm càn một lần, sau đó lại từ từ chọn lựa loại hình hoa khôi. Đang khi thời điểm bọn họ càn rỡ, bầu trời cuồn cuộn kim quang như mặt trời rơi xuống. Chiếu sáng dãy núi, đè xuống tất cả ánh sáng nơi này. Ba người khổng lồ trăm trượng quan sát dãy núi, chú ý tới bọn người Tần Diễm, lại chỉ là tùy tiện thoáng nhìn, rất nhanh nhìn phía nơi xa. Kim Dương tộc thần thoại tinh vực. Thần thoại tinh vực cách nơi này chỉ ít hơn trăm ức dặm, nhanh như vậy đã đến. Tần Diễm nhìn qua đám người khổng lồ hoàng kim, kỳ quái nói nhỏ. Chương 3392 Thương Hải Điếu Thiên Kiếp. Kim Dương ấn ký có phản ứng. Ở nơi đó, đuổi, toàn bộ bọn hắn khóa chặt không gian phương xa, đồng thời bạo khởi, cất bước phóng tới. Hoàng Kim chiến khu tràn ngập năng lượng phi phàm, không gian đều giống như kính tượng ở trước mặt bọn hắn liên tiếp vỡ nát, hình thành tốc độ cực hạn giống như vượt qua không gian, đảo mắt đã biến mất ở cuối tầm mắt. Bọn hắn là đang vây bắt ai đó. Tần Diễm nhìn qua phương hướng bọn hắn biến mất, kỳ quái là ai trêu chọc thần thoại tinh vực, vậy mà vượt qua trăm ức giảm thâm không đuổi tới nơi này. Mặc dù thần thoại tinh vực cao ngạo bá đạo, nhưng điên cuồng đuổi theo trăm ức dặm, phải là thù oán gì? Cuồng đồ phương nào vậy mà có thể tiếp tục đào vong trăm ức dặm? Không đơn giản. Âm hồn bất tán. Bên ngoài 8.000 dặm, không gian vặn vẹo, Tam Túc Thiềm chở Triệu Tử Mạt hiện ra tung tích. Tam Túc Thiềm bò nằm đến trong rừng rậm, cơ thể to béo run run rất nhỏ, oa âm thanh im lìm giống, thủy nguyên lực minh mông dãy núi cùng rung động theo. Oa, oa, oa. Trầm thấp im lìm giống khuấy động dãy núi rừng rậm, tỉnh lại càng ngày càng nhiều thủy nguyên lực, cũng kinh động đến mênh mông lôi nguyên lực bên trong năng lượng nguyên thủy trong vòng trời. Oanh, oanh, oanh. Ba người khổng lồ trăm trượng oai hùng cái thế, vỡ vụn không gian, nhanh chóng tới gần. Chiến khu màu vàng không thể phá vỡ. Chiến giáp màu vàng nở rộ vạn đạo ánh sáng. Bọn hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm giống như đang giành dụm lấy năng lượng tuyệt vọng hủy trời diệt đất. Oa. Tam Túc Thiềm ngẩng đầu, cơ hồ trong chớp mắt, mênh mông dãy núi hóa thành đại dương mênh mông, vén trời mà lên, dãy núi phấp phới. Vô tận lôi điện tàn phá bừa bãi bầu trời, trải rộng ra vạn dặm lôi vân. Đại dương mênh mông tàn phá bừa bãi, lôi chiều bạo động. Ở giữa thiên hải tương hỗ cảm ứng, nước trợ lôi uy, lôi mượn thế nước. Triệu Tử Mạt ngẩng đầu nhìn lên trời, cần câu trong tay mãnh liệt chấn kích, dây câu vô hình treo đầy bầu trời. Thương Hải Điếu Thiên Kiếp.
Triệu Tử mà chấn kích cần câu, chỉ ba người khổng lồ hoàng kim phía xa. Ầm ầm, lôi chiều bạo động, chấn thiên động địa, ước vạn lôi chiều mang theo cuồn cuộn thiên lôi, tràn ngập đất trời bao phủ xuống tới. Ba người khổng lồ trăm trượng lọt vào thảm liệt tàn phá. Lôi chiều không chỉ có dày đặc cuồng liệt, mỗi đạo đều tráng kiện như vạc nước, vạn dặm đại dương mênh mông đều bị tạc đến sôi trào. Đang sôi trào ở giữa thiên hải, từng đầu lôi kình kinh khủng thành hình, bọn chúng đều là lôi kiếp biến thành, ẩn chứa khí tức tuyệt vọng hủy diệt dân chúng. Trong lúc lắc đầu vẫy đuôi, lôi chiều cuồn cuộn, thủy chiều cuồn cuộn, tàn nhẫn nhào về phía ba người khổng lồ hoàng kim. Ba người khổng lồ khóa chặt toàn thân, tùy theo toàn diện phóng thích, vạn trượng cường quang hóa thành vạn đạo mặt trời, hoành hành thiên địa, va chạm lôi chiều, nghiền ép đại dương mênh mông, bạo kích lấy lôi kình kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Chấn! Hai con người Triệu Tử mạt hừng hực, từng đạo lôi văn quỷ dị từ trong mắt đánh ra, đánh tới lôi kình ở giữa thiên hải. Lôi kình ngẩng đầu lên trời gào thét, hóa thành lôi long, uy thế tăng vọt, mỗi đầu lôi long đều treo đầy lôi kiếp, phun trào thiên uy, điên cuồng bạo kích lấy ba người khổng lồ hoàng kim. Bên trong này năng lượng mênh mông của nguyên thủy tinh vực, thủy nguyên lực cùng lôi nguyên lực đều cường hãn đến trình độ khó có thể tưởng tượng, trong thế giới chúa tể cấp này, thiên uy vô hình càng là uy áp bất kể đế cấp cường giả nào. Triệu Tử mạt giờ phút này thi triển chiêu thức, không thể nghi ngờ là đạt được ba tầng tăng phúc, mang cho người khổng lồ hoàng kim tàn phá cùng tổn thương trước nay chưa từng có. Vạn dặm thiên địa ép ba tấc phủ đồ hàng thiên ma. Chu Cổ Lực đứng dưới rừng rậm giữa dãy núi bị đại dương mênh mông bao phủ ngẩng đầu giống to, cường điệu quái dị dẫn động ba động quái dị. Vạn dặm sơn lâm, vạn dặm đại dương mênh mông, thậm chí vạn dặm lôi chiều, toàn bộ đặt vào khống chế, đương nhiên bao gồm cả ba người khổng lồ. Cạch, răng rác, két, thiên địa vặn vẹo, không gian áp chế. Vạn dặm chiến trường kịch liệt ngưng tụ, từ 1 vạn dặm đến 8.000 dặm lại đến 5.000 dặm. 3.000 dặm. Phạm vi áp chế tạo thành năng lượng tăng vọt. Bên trong phạm vi giam cầm, đại địa cuồn cuộn, đại dương mênh mông sôi trào, lôi chiều bạo động, lôi long tê minh, mà chiến khu ba người khổng lồ lọt vào đè ép không cách nào nói rõ, xương cốt toàn thân phát ra giòn vang chói tai. Răng rắc. Vạn dặm chiến trường nghiền ép đến 1.000 dặm. 1.000 dặm chiến trường ngưng tụ đến 100 dặm. 100 dặm chiến trường kịch liệt đè ép hướng về 3 tấc không gian. Hết thảy bên trong chiến trường đều giống như muốn triệt để vỡ nát. Pháp tướng vô biên, thông thiên đạt địa. Ba người khổng lồ bành trướng chiến huyết, kim quang sôi trào, nương theo gầm thét cuồng loạn, hình thể bị áp xúc đến cực hạn ầm vang tăng vọt. Không gian bị điên cuồng đè ép tại thời khắc này kịch liệt sụp đổ. Tất cả năng lượng nghiền ép trong không gian tùy theo phóng thích toàn diện, đại dương mênh mông tràn ngập lôi chiều bạo động 4 phương 8 hướng. Những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay vỡ nát lấy hết thảy. Bọn người Tần Diễm đều lọt vào trùng kích, bị quét ngang mấy trăm dặm. Mặc kệ trốn đến nơi nào, mặc kệ mượn dùng năng lượng mạnh cỡ nào, các ngươi đều không phải đối thủ của chúng ta. Thúc thủ chịu trói. Người khổng lồ màu vàng to mọng xông ra từ sâu trong bạo động, giống như là mặt trời hoành hành, mang theo kim quang thiêu đốt vạn vật, đánh tới Tam Túc Thiềm. Tam Túc Thiềm mở ra miệng rộng, bên trong đen kịt vô biên. Như là chữ hàng lấy vực sâu đại dương mênh mông, toàn thân tràn ngập ra khí tức kiềm chế mà mênh mông. Người khổng lồ màu vàng gắt gao nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị chính diện nghênh đón. Đúng vào lúc này, Chu Cổ Lực cưỡi heo trắng xuất hiện phía sau của hắn, nâng đao bổ về phía cổ. Liền biết ngươi sẽ đến. Liền chờ ngươi. Người khổng lồ màu vàng bỗng nhiên quay người, vận sức chờ phát động chiến giáp bạo khởi màu vàng chiều dâng, đánh rách tả tơi không gian, uy thế có thể so với kim lôi. Chương 3393 Thế giới thụ 1. Ta chính là trải qua, ngao ngao cái rắm. Chu Cổ Lực vừa mới chỉ là làm bộ nâng đao mà thôi, không đợi màu vàng quang chiều phá hủy cả mảnh trời, đã biến mất tại chỗ. Ngay một khắc này, cần câu trong tay Triệu Tử mạt kích thích 18 đạo lôi phù. Nháy mắt bạo kích, trong chốc lát giáng lâm. Lôi phù tinh chuẩn dán lên trên chiến giáp của người khổng lồ màu vàng, giống như lạc ấn, trực tiếp khảm vào. Không tốt. Sắc mặt người khổng lồ hoàng kim to mọng hơi biến đổi, muốn đuổi đi lôi ấn nhưng đã không kịp. Sau một khắc, lôi phù phát sáng, hướng về mênh mông thiên địa gọi về lôi nguyên lực. Vô hình ba động, như là tay của thiên đế. Vô hình nỉ non, như là thanh âm thiên đạo. Theo lôi phù nở rộ, giữa thiên địa mê vụ cùng rừng rậm 10 vạn dặm đều phát ra oanh minh, lôi nguyên lực đếm mãi không hết bị tỉnh lại,
xen lẫn thành lôi chiều trắng kiệt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về người khổng lồ hoàng kim to mọng. Người khổng lồ hoàng kim rất nhanh bị lôi chiều bao phủ, như là vạn cây roi lôi điện cuồng bạo đánh xuống. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lôi chiều liên tục không ngừng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt, cho đến hóa thành lôi hải. Người khổng lồ hoàng kim điên cuồng chống cự, nhưng phạm vi lôi phù nổ tung tiếp tục mở rộng, giống như lôi điện toàn bộ chúa tể thế giới đều bị lôi phù hấp dẫn, hắn phải đối mặt chính là toàn bộ thế giới. Kim Thái Thiên, cởi áo giáp, thoát khỏi những lôi phù kia. Hai người khổng lồ hoàng kim khác liên tiếp giết tới, tế lên hoàng kim cự kiếm, bổ về phía người khổng lồ hoàng kim to mọng. Không thể nào cởi chiến giáp, đây là vinh quang của ta. Người khổng lồ to mọng cuồng nộ gào thét, chấn thiên động địa. Kim Dương tộc bọn hắn, mỗi vị chiến sĩ đều có hoàng kim chiến giáp chuyên môn dành cho mình. Đây là áo giáp tính mạng của bọn hắn, càng là áo giáp vinh quang của bọn hắn. Bọn hắn dùng hết cả đời tăng cường áo giáp, cũng dùng hết cả đời bảo vệ áo giáp. Khôi giáp của ngươi đã phế đi, cởi ra, cởi áo giáp, dùng mạng của bọn hắn rửa sạch khuất nhục của ngươi. Hai người khổng lồ hoàng kim huy động lưỡi kiếm chiều dâng, theo lôi chiều bao phủ Kim Thái Thiên, muốn thay hắn đánh vỡ áo giáp. Đủ để bọn hắn giày vò một đoạn thời gian, rút lui. Triệu Tử Mạt thu hồi cần câu, ngồi xếp bằng trên tam túc thiềm. Năng lượng tự nhiên nơi này thật mạnh, chờ mong bọn người Đỗ Dương chạy tới. Chu Cổ Lực cưỡi lỗ lỗ thú xuất hiện ở bên cạnh họ, thuận thế cuốn vào không gian, biến mất tại chỗ. Triệu Tử Mạt, Chu Cổ Lực, ta và các ngươi không chết không thôi. Kim Thái Thiên khuất nhục gầm thét, cuối cùng vẫn tách rời hoàng kim chiến giáp. Hoàng kim chiến giáp chia 5 x 7, đánh về phía dãy núi rừng rậm. Áo giáp va chạm sơn lâm, hồ nước, ấn ký phía trên tiếp tục phát huy, dẫn dắt lôi chiều đầy trời, tràn ngập đất trời rơi xuống, tạo thành 18 cỗ lôi điện cấm khu. Thực lực bọn hắn ở bên trong thế giới này được tăng cường, nhất là Triệu Tử Mạt cùng con cóc tàn phế của hắn. Người khổng lồ hoàng kim oai hùng, Kim Hàn Thiên nhìn quanh dãy núi, tiếng như hồng trung. Nhất định phải nhanh tìm tới bọn hắn. Nếu không đợi càng lâu, thực lực bọn hắn sẽ càng mạnh. Bọn hắn không thoát khỏi được Kim Dương ấn ký. Người khổng lồ hoàng kim nữ giới duy nhất trong 3 người Kim Thanh Thiên nắm chặt Kim Luân, một lần nữa khóa chặt quỹ tích Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực. Ở nơi đó, đuổi theo. Thật sự là táo bạo, vậy cũng là đại đế. Đông Hoàng Thiên Du đứng tại phế tích biên giới sụp đổ vạn dặm, nhìn qua 3 vầng, Kim Dương, đi xa, nàng không biết có phải là ảo giác hay không. Khí tức cùng thực lực đại đế phía ngoài, giống như muốn mạnh hơn đế thế giới bọn hắn mấy phần. Chẳng lẽ là thế giới bọn hắn bị tiếp tục tiêu hao, năng lượng giới nguyên yếu bớt, uy lực pháp tắc mềm nhũn? Hay là nguyên nhân chinh chiến 4 chỗ khắp vũ trụ? Hẳn là đều có. Nguyên nhân trước hẳn là chiếm đa số. Dù sao thương thiên tạp toái kia, tươi sống tinh luyện nguyên lực thế giới bọn hắn trên 100 vạn năm, thế giới bọn hắn cơ hồ muốn bị ép khô. Tần Diễm cười khẽ vài tiếng. Thể hiện quái dị. Thương Hải Điếu Thiên Kiếp, ta nhớ hắn là ai? Cũng là tinh cầu thiên đế cấp. Đông Hoàng Thiên Du lắc đầu, không phải nói tinh cầu thiên đế cấp không có mấy cái sao. Hắn cũng không chỉ là tinh cầu thiên đế cấp, còn có càng tục danh đặc thù con trai cực lạc. Con trai cực lạc, ngươi nói cấm khu cực lạc thế giới kia. Hắn là người sống sót của cực lạc thế giới, cũng là truyền kỳ cực lạc thế giới. Hắn chơi một trò chơi đến cực hạn, thắng được cực lạc chủ nhân yêu ái. Hắn mang theo tinh cầu thần cấp rời khỏi cực lạc thế giới, nhanh chóng trưởng thành, ngắn ngủi 200.000 năm, từ thần cấp đến đế cấp, đến đại đế cấp, lại đến thiên đế cấp. Bởi vì cực lạc chủ nhân hậu ái hắn, thường xuyên mời hắn về cực lạc thế giới, ngoại giới cho hắn cái danh con trai cực lạc. Sau đó hắn chế tạo siêu cấp chiến đội thuộc về hắn, tam sát cùng cửu hung. Tần Diễm ngắm nhìn chiến đấu rời khỏi, trách không được có thể làm cho Kim Dương tộc điên cuồng đuổi theo 100 ức dặm. Kim Dương tộc rất mạnh sao, cũng dám trêu chọc con trai cực lạc gì đó. Thần thoại tinh vực, một trong tinh vực cổ xưa nhất vũ trụ. Cả đám ở chỗ này đều ngưu bức như vậy, lộ ra lão nương rất không có cấp bậc. Nếu như không phải có con trai thiên đế, đều không có ý tứ chờ đợi ở đây. Con trai thiên đế, ai vậy? Khương Phàm. Khương Phàm, đó là nhi tử của ngươi. Ngươi không biết. Thất kính. Sau này chú ý là được. Bạn già còn khỏe mạnh không? Bầu trời cuồn cuộn mây mù, chiến thuyền vũ trụ liên tiếp giáng lâm, thế giới an tĩnh bắt đầu náo nhiệt.
Bọn người Tần Diễm ở bên trong rừng rậm mênh mông mạnh mẽ đâm tới hơn 10 ngày, điên cuồng hái mười mấy vạn linh quả cùng tinh thạch. Chương 3394 Thế giới thụ 2. Cũng mặc kệ có công dụng gì, trước bắt hái lại nói. Gặp được đại thụ có thể làm cho đám địa ma thụ kích động, cũng không chút khách khí rút ra trực tiếp chứa đựng. Hai tháng, bọn hắn hoành hành mấy vạn dặm, đứng trước mặt một gốc đại thụ. Nó thật sự quá to lớn, ở trước mặt xung quanh đại thụ cao vút trong mây, vẫn như cũ lộ ra bao la hùng vĩ. Rễ già răng khắp nơi, giống như từng con long mãng. Bọn chúng lọt vào địa tầng, đi vào núi lớn, xuyên vào trong đại thụ, không ngừng liên tục hấp thu năng lượng. Thân cây cứng cáp tráng kiện, giống như núi lớn thẳng tắp, thẳng vào mây xanh. Đỉnh chóp tán cây bao phủ trong biển mây mãnh liệt, biển mây mặc dù mênh mông, lại ép không được ánh sáng mênh mông. Đặc biệt nhất là, trà cây trong tán cây dày đặc xen lẫn, tạo thành năm kén cây, giống như trái tim bành trướng nhảy lên, cũng phóng thích ra chiều cường năng lượng bàng bạc. Đây là nói đùa sao? Ngũ hành thụ. Đây không phải ngũ hành thụ sao? Vạn đạo thần thụ nhìn qua đại thụ hùng vĩ trước mặt, hít vào một ngụm khí lạnh. Thần thụ có uy lực sáng thế cường đại bên trong thế giới của bọn hắn, vừa mới tiến đến hai tháng vậy mà nhìn thấy một gốc. Trách không được năng lượng ngũ hành trong rừng rậm xung quanh nồng đậm như vậy. Nơi này là thế giới thực vật, thần thụ như thế này chỉ sợ không chỉ một gốc. Đông Hoàng Thiên Du nhìn lên ngũ hành thụ, như thấy được sáng thế thần đang quan sát lấy rừng rậm. Rốt cuộc cũng gặp được một bảo vật để cho người ta kích động, phía trên chính là hạt giống ngũ hành, ẩn chứa ngũ hành nguyên lực. Tần Diễm đạp tan mặt đất, phóng lên tận trời. Đông Hoàng Thiên Du lập tức quát tháo. Ngươi làm gì, dừng tay. Tần Diễm dừng ở giữa không trung, ồm ồm nói. Năm viên linh chủng, ngươi còn muốn chiếm hết, quá mức rồi. Đông Hoàng Thiên Du nói. An nhiên thế giới nhà chúng ta chính là diễn biến trên cơ sở ngũ hành thụ. Cây ngũ hành thụ này thuộc về chúng ta, những bảo vật khác tiếp theo, lại thuộc về ngươi. Có ý gì, ngươi muốn cả gốc cây? Không phải nói nhảm sao, hạt giống quý giá, hay cả cái cây quý giá? Ngươi điên rồi, cây ngũ hành thụ này, cắm rễ không biết mấy ngàn dặm. Ngươi là tới làm gì đây? À, ta là địa ma thụ, rút ra ngũ hành thụ cho ta. Ta phải chuẩn bị lễ vật cho an nhiên nhà ta. Ầm ầm. Địa ma thụ giơ lên chín đầu hắc long giống như cái đuôi, cuốn lấy thân cây ngũ hành thụ tráng kiện, bắt đầu lay động mãnh liệt. Ngũ hành thụ cắm rễ sâu dưới đại địa mấy chục vạn năm, phạm vi đâu chỉ ngàn dặm, sớm đã vượt qua vạn dặm. Không chỉ có như vậy, rễ cây còn cùng rất nhiều cây rễ già quấn rốt cuộc một chỗ, càng dung hợp cùng thổ nguyên lực địa tầng. Địa ma thụ nhìn như lay động chính là ngũ hành thụ, nhưng thật ra là vạn dặm rừng rậm, từ địa tầng tới mặt đất lại đến ngàn vạn đại thụ. Oanh, oanh, vạn dặm sơn hà, đất sung núi chuyển, lá cây tuôn rơi, cây già gào thét. Ngũ hành thụ có ý thức. Tán cây đều dâng lên mê quang đầy trời, chiếu sánh mây mù vô biên vô tận, vẩy xuống năng lượng ngũ hành như đại dương, vững chắc vạn dặm sơn hà, rễ già tráng kiện nhanh chóng tăng sinh, dung hợp cùng địa tầng càng sâu, liên lụy cùng sơn hà càng rộng lớn hơn. Địa ma thụ càng lay động càng tốn sức, sau đó trực tiếp lắc không động nổi. Vạn đạo thần thụ cùng thiết long cổ thụ đều lên đi hỗ trợ, nhưng năng lượng tự nhiên thế giới này quá nồng nặc, năng lượng bốn phương tám hướng đều bị điều động, lao nhanh hướng về ngũ hành thụ. Dùng lực đi. Ngươi mù sao, ta không phải đang dùng lực. Lại đến, 1, 2, 3. Ba đầu thụ linh sử xuất tất cả vốn liếng, điên cuồng lay động ngũ hành thần thụ. Ngũ hành thụ gắt gao cắm rễ đại địa, không nhúc nhích tí nào. Ta cũng không tin. Vạn đạo thần thụ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn năm kén cây trong tán cây, nơi đó giống như năm cỗ vòng xoáy, đang điên cuồng thôn phệ lấy năng lượng thiên địa, không ngừng liên tục rót vào thân thể. Hái được viên năm viên linh chủng kia. Đông Hoàng Thiên Du ngăn cản. Chờ một chút, ta muốn ngũ hành thần thụ hoàn chỉnh. Vạn đạo thần thụ nói. Ngươi nhìn không thấy sao? Không hái năm viên linh chủng, chúng ta lắc liên tiếp đều lay động không nổi. Lại dày vò nữa. Sớm muộn gì cũng sẽ hấp theo cường giả khác tới. Địa ma thụ cũng nói. Chúng ta và hắn đều là thần linh đỉnh phong, nhưng hắn cắm rễ ở nơi đây vài vạn năm, còn hòa làm một thể cùng năng lượng thiên địa, muốn dung chuyển quá khó khăn. Đông Hoàng Thiên Du im lặng. Các ngươi không lay động được, không phải có lay động sao? Tần Diễm đang ngồi ở phía trước, gặm linh quả, cố ý nhìn hai bên một chút.
Ai vậy? Ai ngưu bức như vậy? Còn có thể là ai? Đương nhiên là Tần nổi lớn ngươi. Ngươi đều đã dùng tôn xưng, vậy ta sẽ tùy tiện ra tay giúp các ngươi làm một chút. Làm phiền Tần nổi lớn. Muội tử khách khí. Tâm tình Tần Diễm không tệ, một tiếng đại ca đi ra, giống như đột nhiên kéo dài bối phận, sau đó tiểu tử Khương Phàm kia còn phải gọi hắn một tiếng thúc thúc. Nổi lớn, nhanh lên. Đông Hoàng Thiên Du ra hiệu bọn người địa ma thụ đều rút lui. Tránh ra, đều nhìn cho kỹ. Tần Diễm hất cánh tay, chiến khu điêu luyện nhanh chóng bành trướng, từ 2 mét đến 10 mét lại đến 100 mét, cho đến ngàn mét. Trước mặt ngũ hành thần thụ nguy nga giống như cự nhạc, ngàn mét vẫn có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng đầy đủ để Tần Diễm ôm lấy ngũ hành thụ. A! À, Tần Diễm lên tiếng hét lớn, bắp thịt cả người nổi cao, giống như đỉnh lô sôi trào, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Mặt đất xung quanh ngũ hành thần thụ lắc lư kịch liệt, vết nứt như mạng nhện lan tràn, số lượng lớn rễ rà vào lòng đất đều bị mang ra ngoài. Một tiếng gầm thét này, ngũ hành thần thụ bị rút ra mười mấy mét. Ngũ hành thụ đã nhận ra nguy cơ, bắt đầu lay động mãnh liệt, điên cuồng hấp thu năng lượng trong thiên địa, rễ rà càng tiếp tục không ngừng tăng sinh, giao hòa cùng thổ nguyên lực địa tầng. Chương 3395 miễu sát Tần Diễm. A a a. Tần Diễm đại tác cuồng tính, lay động mãnh liệt, cũng đang sôi trào khí tức huyền hoàng, trùng kích lên bầu trời. Răng rắc, ầm ầm, rễ cây đứt gãy, mặt đất sụp đổ. Phạm vi từ vài trăm dặm xung quanh nhanh chóng lan tràn đến mấy ngàn dặm. Toàn thân Tần Diễm phát sáng, khí tức huyền hoàng như thác nước lao nhanh xuống. Hắn không chỉ có cảnh giới cao, càng là hóa thân của 2 triệu dặm sơn hà, nếu bàn về lực lượng, thật đúng là không có mấy đế quân có thể so sánh được. Ngũ hành thần thụ dùng hết sức lực để giãy giụa, 5 cái kén cây hóa thành vòng xoáy ngũ hành, hướng về tầng mây, hướng về trời đất, điên cuồng cướp đoạt năng lượng. Đại địa ba động, tiếng oanh minh kịch liệt, cùng năng lượng giữa thiên địa lao nhanh, đều hấp dẫn cường giả gần đó chú ý đến. A! À, Tần Diễm hét lớn, tiếng vang rung cả bầu trời, ngũ hành thần thụ rút ra hơn vạn mét, nhưng lít nha lít nhít rễ cây vẫn quấn quanh lấy đại địa, liên ngàn dặm địa tầng đều bị cưỡng bức cất cao. Như là muốn tạo nên một siêu cấp núi lớn tung hoành vạn dặm. Ngũ hành thụ, vậy mà lại có thể tìm được ngũ hành thụ. Tinh vực truyền thuyết không hổ là thế giới thực vật, lại còn có ngũ hành thụ. Ngũ hành thụ trong thế giới cấp chúa tể, khẳng định ẩn chứa tiềm lực vô hạn. Từng chiếc chiến thuyền đánh nát không gian, xuất hiện ở nơi xa, ngắm nhìn đại thụ nguy nga đang lắc lư kịch liệt bay lên không, đều lộ ra vẻ mặt tham lam cùng phấn chấn. Ngũ hành thụ là muốn rút ra, rời khỏi nơi này sao? Hay là muốn phát cuồng, tập kích người xâm nhập? Không phải ta nghe nói ngũ hành thụ đều là cấp bậc thần thụ sáng thế, đều rất dịu dàng ngoan ngoãn sao? Cây này, thật táo bạo. Nào chỉ là táo bạo, đây là muốn điên rồi. Viên tinh cầu này ẩn nấp thâm không 500.000 năm, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng ta, thực vật nơi này đều sợ hãi đi. Những chiến thuyền này toàn bộ đều đến từ thiên nguyên tinh vực, dính đến thiên nguyên tinh có liệt ngục đế tộc, thiên võ tinh có kim nguyệt đế tộc, thiên linh tinh có vực sâu đế tộc, cùng một bộ phận thần tộc phụ thuộc vào bọn hắn. Liệt ngục đế tộc là ma tộc cường hãn, phát ra tiếng ma hống chấn thiên động địa. Mẫu thân nó, đều mù sao, không thấy được nơi đó có người khổng lồ đang lay động sao? A, à, thật đúng là có người đang lay động cây, không, đang nhổ cây. Ta đã nói, tại sao trong khí tức ngũ hành thụ lại có thể có đế uy? Đó nhất định là một đại đế, phát hiện ngũ hành thụ, muốn lập tức rời đi. Quá nóng nảy, quá dã man. Tinh vực truyền thuyết mở ra là để cho ngươi đến ăn tiệc đứng, không phải để cho ngươi ôm đi bảo vật. Tất cả chiến thuyền oanh động, lại muốn trực tiếp rút ngũ hành thụ ra. Mênh mông vạn dặm đều đang lắc lư, đều đang chỉnh thể kéo lên, có thể tưởng tượng chiều sâu cùng phạm vi mà rễ cây ngũ hành thụ cắm tại mảnh đất này. Kim Nguyệt Đế Tổ đi ra ngoài chiến thuyền, toàn thân kim hoàng, tôn quý cao ngạo, phía sau bao quanh 9 vầng sáng màu vàng óng, giống như là cửu luân kim nguyệt. Chờ người khổng lồ kia rút ngũ hành thụ ra, đoạt. Liệt ngục ma tổ giống như thạch ma rút ra trong địa ngục, toàn thân chảy xuôi dung nham nóng hổi. Chỉ có gốc ngũ hành thụ này, chia như thế nào? Thâm Uyên ma tổ là một ma trùng xấu xí, bãi động cơ thể to béo, nhìn chằm chằm người khổng lồ chỉ có thể nhìn thấy một bên. Dựa theo ước định của chúng ta, trước phong tồn lại, đợi đến rời khỏi nơi này lại dựa theo nhu cầu mà phân. Chú ý, ngũ hành thụ sắp đi ra. Kim Nguyệt Đế Tổ đưa tay phải lên, 9 quang hoàn phía sau lắc lư kịch liệt,
nở rộ cường quang vạn trượng, phun ra ba động khủng bố, huyết dịch tất cả cường giả xung quanh chiến thuyền đều kịch liệt lao nhanh, như là muốn lao ra khỏi cơ thể. Ta phế hắn đi, Kim Nguyệt Đế Tổ ra tay chấn áp, Liệt Ngục Ma Tổ phụ trách ngăn cản. Cơ thể to béo của Thâm Uyên Ma Tổ hiện ra đường vân tà ác, tinh hồng như máu, âm hàn không gì sánh được. Nhưng toàn thân nhanh chóng thu liễm đế uy, ngay cả đế khí phóng xuất ra ngoài đều biến mất như thủy triều. Hắn nằm nhoài trên đỉnh chiến thuyền, không có bất kỳ khí tức gì, giống như là nhuyễn trùng bình thường hơn cả bình thường. Hắn càng yên tĩnh, càng bình thường, xung quanh chiến thuyền càng khẩn trương. Ngay cả Liệt Ngục Ma Tổ cùng Kim Nguyệt Đế Tổ đều âm thầm cảnh giác. Đây là bí kỹ cấm ma trùng đặc biệt tại vực sâu. Bọn hắn có thể sử dụng thủ đoạn thần bí, tụ ma khí toàn thân lại thành kích cỡ tương đương ngân châm, trong nháy mắt phóng thích, mục tiêu ám sát ở vô hình. Có thể tưởng tượng được đến, bộc phát năng lượng toàn thân nghiền ép, lại còn hội tụ đến cực hạn, lực sát thương đủ để miểu sát đồng cấp. Mà tới được đế cấp, ma khí giống như biển lớn, áp chế thành ngân châm, uy lực hắn bộc phát có thể đánh xuyên không gian, không nhìn thời gian, phá vỡ tất cả phòng ngự cùng võ pháp, thẳng tới mục tiêu gần đó. Lực sát thương không nói có thể trực tiếp miểu sát đế cấp, nhưng phế nửa cái mạng là không có bất kỳ lo lắng gì. Nếu như bất ngờ không đề phòng, tổn thương càng kinh khủng. 13 chiếc chiến thuyền vắt ngang ở trên không, lại nhanh chóng an tĩnh lại, tất cả cường giả đều nín thở định thần, chờ đợi Thâm Uyên Ma Tổ bộc phát. Bọn hắn tin tưởng, mặc kệ đó là ai, chỉ cần Thâm Uyên Ma Tổ ra tay, nhất định có thể để phế bỏ. Đi ra cho ta đi. Tần Diễm cuồng lực ngập trời, ôm chặt lấy ngũ hành thần thụ, lao thẳng lên 10 vạn mét, cơ hồ muốn xuyên phá trời cao, sau đó kéo lấy ngũ hành thần thụ mãnh liệt xoay tròn trong biển mây cuộn trào, kéo đứt toàn bộ thân cây còn đang dây dưa liều chết phía dưới. Vạn dặm sơn hà đều bị liên lụy, giống như một ngọn núi lớn kinh khủng bị nhấc lên. Chương 3396 cực âm ảo diệu 1. Bụi mù ngập trời, cây cối nghiêng lệch, năng lượng mất khống chế. Tràng diện cực độ rung động. Ha ha, ha ha ha, ngũ hành thần thụ, đại gia mang ngươi đổi chỗ. Tần Diễm bạo phát mê quang ngập trời sâu trong trời cao đang sôi trào, đều nuốt toàn bộ ngũ hành thần thụ vào. Trong đỉnh lô là huyền hoàng hải dương, tương đương với tự thành thiên địa, bên trong khí thức thiên địa tràn ngập, năng lượng tự nhiên cuồn cuộn, nhất là sơn hà đại địa nặng nề, vừa vặn có thể cung cấp hoàn cảnh cắm rễ cho ngũ hành thần thụ. Ngũ hành thần thụ kịch liệt vùng vẫy một lát, vậy mà an tĩnh thật, lít nha lít nhít rễ cây tung hoành lan tràn, đâm vào huyền hoàng hải dương. Đông Hoàng Thiên Du giận tím mặt, chỉ lên trời gầm thét. Cháu trai kia, ngươi làm cái gì vậy chứ? Đã nói xong là thuộc về ta, đó là cho con dâu của ta. Sau khi Tần Diễm chân áp ngũ hành thần thụ, hắn cũng nhanh chóng lao xuống, xô ra mây mù. Đây chính là ngũ hành thần thụ, vật chứa không gian của ngươi trấn không được. Để trong bụng ta, chờ rời khỏi. Đột nhiên, Tần Diễm đã nhận ra một vòng nguy cơ, bay lên ổn tại không trung. Khí tức huyền hoàng cuồn cuộn trong đôi mắt trừng trừng, nhìn thấu mênh mông đất trời, khóa chặt chiến thuyền bên ngoài ngàn dặm. Phốc, Thâm Uyên Ma Tổ đột nhiên há mồm, một thanh hắc châm nháy mắt bạo kích, cách không gian mênh mông ngàn dặm, cơ hồ trong nháy mắt mà tới. Tần Diễm vừa mới rút ra ngũ hành thụ, toàn thân còn sôi trào khí tức huyền hoàng nặng nề, nhưng Ma Tổ toàn diện thả ra hắc châm miểu sát, phá vỡ khí tức huyền hoàng, đâm rách lồng ngực Tần Diễm, đánh vào thân thể hắn. Bạo! Thâm Uyên Ma Tổ suy yếu nói nhỏ, ngân châm đâm vào Tần Diễm thân thể nháy mắt phóng thích. Ma khí tự bạo không thua gì Ma Tổ, như đại dương mênh mông sôi trào, giống như thiên băng địa liệt, nóng nảy lấp kín thân thể Tần Diễm. Quá đột nhiên! Tần Diễm chỉ là vừa mới nhìn thấy nơi đó chiến thuyền mà thôi, lồng ngực đã liền xuất hiện một thứ bén nhọn đâm nhói. Ngay sau đó trong thân thể bị ma khí khủng bố lấp đầy. Huyền hoàng hải dương kịch liệt sôi trào, khí tức thiên địa sụp đổ, ngũ hành thần thụ vừa mới bước lên huyền hoàng hải dương bị tàn phá tàn bạo, cơ hồ liền bị chôn vùi. Cái đó là, hắn, Kim Nguyệt Đế Tổ hơi biến sắc, đây không phải là từ tên điên trên trời giáng xuống đại loạn thiên võ kia sao? Năm vị đế tổ thiên võ tinh cầu bọn hắn liên thủ vây bắt, đều không thể trấn áp hắn. Càng không thể tin hơn. Thế công của hắn cơ hồ vô hiệu đối với tên điên kia. Hắn tới rồi sao? Không phải hắn ở lại chiếu cố Dực Thần tộc hay sao? Hắn nhanh như vậy đã đến. Nhưng, mặc kệ nó, lúc báo thù đã đến. Liệt Ngục Ma Tổ, hắn là tên hỗn đản loạn thiên võ ta.
đế pháp của ta đối với hắn vô hiệu, đổi lấy ngươi tiến công. Kim Nguyệt Đế Tổ phấn chấn đến nóng nảy, toàn thân kim huyết đều đang sôi trào. Không nghĩ tới, thời gian qua đi 5 năm mà thôi, vậy mà đã chờ được đến báo thù cơ hội. Ma châm của Thâm Uyên Đế Tổ đánh xuyên tên điên kia, lập tức muốn phát nổ. Chính là thời cơ tốt đẹp để ra tay trấn áp. Nhanh đi, trấn trụ hắn. Kim Nguyệt Đế Tổ cuồng nhiệt hò hét, lại không nửa phần tôn quý hình tượng. Chính là hắn, người thần bí giúp đỡ Dực thần tộc. Liệt ngục ma tổ bộc phát năng lượng vận sức chờ phát động trong nháy mắt. Mặc dù hắn tên là liệt ngục, nhưng lại là chủ nhân cực hàn. Ma tộc bọn hắn sinh sống bên trong hạch tâm tinh cầu, phun ra nuốt vào dung nham, cô đọng lấy ảo diệu, dương trí cực mà sinh âm, từ bên trong năng lượng trí dương trí liệt, cô đọng lấy khí tức trí âm trí hàn. Cực kỳ giống thái âm cực diễm trong thế giới của Khương Phàm, nhưng bọn hắn sinh sống ở tại chỗ tâm thiên, nhận lấy thiên nguyên chiếu cố, là trái tim, thiên nguyên dưỡng dục trong chủng tộc, tiềm lực thái âm đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào đế cấp. Uy lực cực hàn của bọn hắn, có thể xưng là khởi nguyên bắt đầu thái cực, toàn diện phóng thích có thể băng phong bầu trời, diễn biến luyện ngục cực hàn. Liệt ngục ma tổ cũng mặc kệ đó là cường giả nào, lại có liên quan gì cùng tinh cầu trước đó, hắn chính là đế tộc do thiên nguyên đại thiên đế dưỡng dục, không sợ hãi, càng không sợ cường địch. Ầm ầm, liệt ngục ma tổ cuồng dã bước lên, toàn thân bạo phát ra khí lạnh ngập trời, sôi trào ra khắp nơi, cuồng dã lao nhanh. Nghiền ép lên phía Tần Diễm đang đau đớn gào thét. Những nơi luồng không khí lạnh đi qua, núi rừng băng lạnh, sinh cơ đứt đoạn, không gian đông kết, thời gian rối loạn. Tần Diễm, Đông Hoàng Thiên Du bỗng nhiên biến sắc, quả quyết muốn bay lên không. Không được qua đây, dám đánh lén ta, muốn chết. Tần Diễm đột nhiên xốc xương sọ lên, ma khí vô tận đang bạo động trong thân thể nháy mắt được chút xuống miệng, như vạn cổ hỏa sơn phun trào, phóng lên tận trời. Ma khí cuồn cuộn, va chạm mây mù, phá vỡ màn trời, cơ hồ đánh ra tinh cầu chúa tể. Tần Diễm bỗng nhiên cúi đầu, đang thả ra ma khí cuồn cuộn, đối diện đụng tới phía mảnh sóng cực hàn nghiền ép lên tới ở nơi xa. Ầm ầm, ma khí cuồn cuộn, cực hàn xâm nhập băng phong ma khí dễ như trở bàn tay. Hai nguồn năng lượng cực hàn ở trong thiên địa mãnh liệt đối oanh, lấy khu vực va chạm làm trung tâm, mặt đất sụt lún, địa tầng đứt gãy. Năng lượng ngũ hành còn đang rối loạn theo đó mà mất khống chế. Cả thế gian đều lâm vào hỗn loạn. Còn có thể chơi như vậy. Đông Hoàng Thiên Du nhướng mày, đỉnh lô này biến thành chiến khu thực sự là công dụng kỳ diệu vô tận. Trên chiến thuyền bên ngoài ngàn dặm, Thâm Uyên Ma Tổ đều cảm giác như mộng. Đây là tình huống như thế nào? Rõ ràng nổ tung, vậy mà không có phá hủy chiến khu kia. Mẫu thân nó, còn từ trên đầu phun ra ngoài. Xa xa nhìn sang, tựa như là đốt lên ấm nước. Hắn phách lối cả một đời, đều không có gặp qua tình huống như vậy. Chương 3397 cực âm ảo diệu 2. Không chỉ có hắn mộng, tất cả các thánh hoàng, thần ma trên chiến thuyền, cũng đều mộng. Dạng chiến khu gì, có thể tiếp nhận Thâm Uyên Đế Tổ bạo kích, còn có thể trực tiếp phóng xuất ra năng lượng. Đám tạp toái đánh lén ta, ra ta đến rồi. Tần Diễm nổi giận. Sau khi chống đỡ luồng không khí lạnh, hắn đánh rách tả tơi không gian, ngang nhiên đuổi giết chiến thuyền. Rút lui. Thâm Uyên Ma Tổ đột nhiên luống cuống. Mặc dù bí thuật của hắn cường đại, nhưng một kích này chẳng khác nào rút khô mình, cần thời gian từ từ tích xúc năng lượng. Bây giờ chính là thời điểm suy yếu nhất. Rút lui rút lui rút lui. Kim Nguyệt Đế Tổ càng bối rối. Sớm tại Thiên Võ Tinh đã lĩnh giáo qua tên điên kia cường đại. Bí thuật kim huyết mình kiêu ngạo cơ hồ không có hiệu quả đối với hắn. Lúc đó năm vị đế tổ liên thủ đều không thể vây khốn. Bây giờ Thâm Uyên Ma Tổ lại còn ở trạng thái tàn phế, chỉ dựa vào hắn cùng liệt ngục ma tổ, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào cả. Rút lui cái rắm, tất cả chiến thuyền, đều nhắm ngay tên điên kia cho ta, đánh. Kim Nguyệt Đế Tổ, theo ta tiến công. Thâm Uyên Đế Tổ, ta biết ngươi mang theo ma anh, có thể để ngươi nhanh chóng khôi phục đỉnh phong. Lập tức tiếp tục tích xúc năng lượng, nắm lấy cơ hội. Giết hắn cho ta. Liệt ngục ma tổ hét lớn, rời khỏi chiến thuyền, phóng lên tận trời, đuổi giết Tần Diễm. Kim Nguyệt Đế Tổ âm trầm sắc mặt, nhưng khi ở trước mặt nhiều thần tộc ma tộc như vậy, hắn thực sự không có ý tứ rút lui. Thâm Uyên Ma Tổ hơi do dự, vẫn tỉnh lại, ma anh, trong thân thể. Đây là nguyên lực ma khí luyện hóa ở trong thân thể thời điểm bọn hắn ngủ say. Có thể tại thời khắc quan trọng nhanh chóng bổ sung ma lực. Giết,
giết giết giết. 13 chiếc chiến thuyền thần ma nhao nhao gầm thét, cổ động cho đế tổ bọn hắn. Nhất là liệt ngục ma tộc, vì ma tổ anh dũng cường đại của bọn họ mà cảm thấy kiêu ngạo, nhao nhao đứng ở đầu thuyền vung tay hô to. Liệt ngục ma tổ càng không phụ sự mong đợi của mọi người, hình thể tăng vọt đến trăm trượng, bộc phát ra luồng không khí lạnh như đại dương, xâm nhập trời đất, trùng kích rừng rậm, tạo thành tràn ngập cực hàn luyện ngục hơn 500 dặm. Tần Diễm lọt vào đông kết. Mặc dù bí thuật huyết dịch không tổn thương được hắn, bạo kích cường hãn không uy hiếp được hắn, nhưng cực âm cực hàn luyện ngục lại đông cứng được hắn. Đây cũng là số rất ít bí pháp có thể trấn áp được đến năng lượng của hắn. Đế tộc Thiên Nguyên chủ tinh, không có một kẻ nào kẻ yếu. Tiểu tử, người có thể làm càn tại Thiên Võ tinh, nhưng ở trước mặt Thiên Nguyên tinh, không có tư cách. Liệt ngục ma tổ lấy thân thể là luyện lô, không ngừng liên tục diễn biến khí tức cực âm cực hàn, đông kết chiến khu Tần Diễm. Tần Diễm hành tẩu càng ngày càng gian nan, không chỉ có chiến khu muốn bị đông kết, ngay cả Huyền Hoàng Hải đều giống như muốn đóng băng. Đế tổ uy vũ, đế tổ uy vũ. Liệt ngục ma tộc phấn chấn hô to. Ngay cả Kim Nguyệt đế tổ đều kích động, rốt cuộc cũng tìm được nhược điểm của tên điên này rồi sao? Cũng không phải vô địch cỡ nào, tìm được nhược điểm thì có thể ngăn được. Thâm Uyên ma tổ ngọ nguậy cơ thể to béo. Xem ra không cần ta. Vừa rồi hắn thật sự đã bị hù dọa, còn tưởng rằng là chí tôn đại đế, thì ra cũng chỉ là như vậy. Liệt ngục ma tổ vung tay hét lớn, hiện lộ rõ ràng mình cường đại. Nhưng, thân thể đông cứng của Tần Diễm đột nhiên hiện ra đường vân cứng cáp, nở rộ lên cường quang chói mắt, thất khiếu chảy ra khí tức huyền hoàng, lao nhanh về toàn thân. Kim Nguyệt đế tổ lập tức hô to. Liệt ngục ma tổ, hắn còn đang giãy giụa, tiếp tục trấn áp. Liệt ngục ma tổ mãnh liệt đẩy hai tay về phía trước, phạm vi cực hàn luyện ngục nhanh chóng áp xúc, nhiệt độ bên trong kịch liệt giảm xuống, không gian cùng thời gian đều đông kết ở bên trong. Không ai có thể chạy ra khỏi cực hàn luyện ngục của ta được. Khí lạnh của ta đến từ địa tâm dung nham thiên nguyên đại thiên đế, đại đạo bá dương chí cao, tinh luyện đại đạo cực âm chí hàn. Đừng nói một đại đế như hắn, xem như chí tôn đại. Lời còn chưa dứt, Tần Diễm đột nhiên, bạo tạc, chiến khu tráng kiệt. Hóa thành đại địa mẫu đỉnh nguy nga to lớn trong tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, nắp đỉnh đang mở hí, sôi trào cường quang, nắp đỉnh khắc lấy sơn hà đại tướng treo đầy chiều cường huyền hoàng. Ầm ầm, siêu cấp trọng lượng, ép vỡ địa tầng, cũng làm vỡ nát cực hàn luyện ngục. Đó là vũ khí gì? Sắc mặt liệt ngục ma tổ đại biến, vậy mà cảm nhận được cảm giác áp bách chưa bao giờ có, khí thế nặng nề đập vào mặt vậy mà lại để cho huyết mạch toàn thân hắn đều muốn ngừng chảy xuôi lại. Đại địa mẫu đỉnh cuồng dã lay động, lắc nát không gian băng phong, lắc nát cực hàn luyện ngục. Khí tức huyền hoàng sôi trào cuồn cuộn, nghiền ép lên phía liệt ngục ma tổ. Lại là vũ khí kia. Thể hiện của Kim Nguyệt đế tổ thoáng cứng ngắc, lúc trước tên điên kia chính là đè ép đỉnh lô đánh tới Thiên Võ tinh, cả viên tinh cầu đều bị đánh lui trăm vạn dặm. Chiếc đỉnh này của ngươi không tồi, thuộc về ta. Liệt ngục ma tổ bạo kích trọng quyền, sóng chiều cực hàn như biển động vén trời lên. Giận đập đại địa mẫu đỉnh, thoáng bao phủ qua nó, khí tức cực hàn đông kết huyền hoàng, băng phong đỉnh lô. Nhưng, đại địa mẫu đỉnh cũng không phải, vũ khí tế ra tới, như bọn hắn tưởng tượng, mà là bản thân Tần Diễm. Lai lịch của đại địa mẫu đỉnh càng lớn hơn so với những gì hắn tưởng tượng, đó là sơn hà trong thế giới của chúa tể biến thành. Đại địa mẫu đỉnh lắc lư kịch liệt, thiên kinh địa động, luồng không khí lạnh vỡ nát ngay tại chỗ. Đại địa mẫu đỉnh ù ù tiếng vang. Quy mô tiếp tục tăng vọt, trấn áp tới phía liệt ngục ma tổ. Kim Nguyệt đế tổ, Thâm Uyên ma tổ, các ngươi đang chờ cái gì, đánh đi. Chương 3398 phá cục. Sốt cuộc gương mặt liệt ngục ma tổ cũng có phản ứng, liên tiếp bạo phát trọng quyền, nhấc lên sóng chiều cực hàn thao thao bất tuyệt, chặn đánh đại địa mẫu đỉnh va chạm. Liệt ngục ma tổ, không cần dây dưa, rút lui. Lập tức rút lui. Kim Nguyệt đế tổ không lo được mặt mũi. Khống chế chiến thuyền phóng lên tận trời, kêu gọi huyết nguyệt thần tộc cùng lam nguyệt thần tộc tranh thủ thời gian rút lui. Liệt ngục ma tổ, rút lui đi. Thâm Uyên ma tổ nhanh chóng tụ tập khí tức, một viên ma anh cô đọng thành mài châm, trong chốc lát đánh về phía đại địa mẫu đỉnh. Trước khi đi, hắn muốn cho cự đỉnh này một kích chí mạng, cho liệt ngục ma tổ tranh thủ cơ hội. Đại địa mẫu đỉnh lần nữa bị cưỡng ép đánh xuyên, vừa xông vào bên trong, trước tiên đã kiềm chế ma khí bạo động giống như muốn nổ tung. Tần Diễm chính là đang mong đợi giờ khắc này, nắp đỉnh lập tức sốc lên, ma khí như đại dương phóng lên tận trời,
dội thẳng mây xanh, liên tiếp phá cửu trọng thiên. Thâm Uyên ma tổ muốn hỏng mất, cấm ma trùng tộc tồn tại mấy trăm ngàn năm, đều không có gặp được tình huống quái dị như thế này, thế công chí mạng mà bọn hắn kiêu ngạo đến chấn nhiếp tinh vực, lại bị người ta phá như chơi. Cái này, mẫu thân nó, đây tính là gì, thiên địch sao? Tới đại thụ vũ trụ, bảo bối không có tới mấy cái, mẫu thân nó, vậy mà lại phát hiện thiên địch rồi. Cấm ma trùng tộc mấy trăm ngàn năm đều không có gặp được thiên địch, để hắn cho gặp phải. Thâm Uyên ma tổ không do dự nữa, mang theo chiến thuyền nhanh chóng rút lui. Bọn hắn rút lui quả quyết lại triệt để, liệt ngục ma tổ lại gặp tai ương. Đại địa mẫu đỉnh bỗng nhiên đảo ngược, tiếp tục bộc phát ma khí cuồng liệt che mất liệt ngục ma tổ. Liệt ngục ma tổ muốn rút lui đều không rút lui được nữa, không thể không xoay người nghênh chiến, diễn biến cực hàn thao thao bất tuyệt, đối kháng ma khí tuôn ra trong đỉnh lô. Hắn thật sự muốn giận điên lên. Cái con côn trùng đáng chết kia, không thể thay chiêu thức sao? Rõ ràng trước đó đã không có hiệu quả, bây giờ trả lại thế công. Chết tiệt, đơn giản chính là làm trở ngại chứ không giúp được gì. Để lại tên của ngươi, hôm nào chúng ta tái chiến. Sau khi liệt ngục ma tổ vén lui ma khí, chiến khu thẳng tắp nhanh chóng diễn biến ra 18 cây băng trụ cực hàn, cuồng kích bốn phương tám hướng, hình thành cực hàn lĩnh vực. Nhưng không phải giam cầm luyện lô, mà là cầm giữ cho mình. Cực hàn lĩnh vực nhanh chóng đông kết, từ năng lượng đến không gian, lại đến thời gian, toàn bộ giam cầm. Liệt ngục ma tổ lay động chiến khu, không gian sụp đổ ngay tại chỗ, xuất hiện lỗ đen hư vô đen kịt. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng biết tên của ta. Tần Diễm bạo động huyền hoàng, hóa thành ác long chín đầu, mãnh liệt đong đưa, đụng tới phía cực hàn lĩnh vực. Không nói tên cũng được, ta sẽ nhớ kỹ bộ dáng ngươi, hôm nào chúng ta tái chiến. Liệt ngục ma tổ diễn biến ra con đường cực hàn, muốn rút lui từ trong lỗ đen hư vô. Nhưng, huyền hoàng chính là khí thức thiên địa, có thể chữa trị không gian, có thể điều trị tự nhiên, khi huyền hoàng ác long tiến đụng vào lỗ đen xuất hiện tại mảnh không gian vỡ nát này nhanh chóng đã được chữa trị. Liệt ngục ma tổ, ở lại. Cái này sao có thể? Liệt ngục ma tổ quá sợ hãi. Tần Diễm một lần nữa hóa thành chiến khu hình người, nhấc lên cuồng lực vô tận, đuổi giết liệt ngục ma tổ, trực tiếp triển khai chém giết chính diện. Rầm rầm rầm. Bọn hắn giống như hai chiến binh, mãnh liệt đối kháng nhau. Chiến khu của liệt ngục ma tổ là rèn luyện trong lòng đất thiên nguyên, không thể phá vỡ, bá liệt cương mãnh, lại không đoạn kích phát khí tức chí âm. Chiến khu của Tần Diễm thì là 2 triệu dặm sơn hà của thế giới chúa tể biến thành, trình độ cứng cáp cùng trình độ bá liệt cũng là không gì sánh nổi, nhất là khí tức huyền hoàng tiếp tục phun trào, sinh ra cộng minh cùng thế giới này. Bọn hắn từ rừng rậm giết tới bầu trời, từ không trung giết ra hư vô, lại từ bầu trời va chạm rừng rậm. Bọn hắn giống như là dòng lũ bạo động, những nơi đi qua, rừng rậm chôn vùi, núi cao vỡ nát, đại địa đều nhận lấy cường quang sáng chói. Tiếng vang chấn thiên động địa không biết truyền đến bao nhiêu dặm. Không nói những kẻ khác, tiểu tử này chiến đấu là thật dũng mãnh mà. Đông Hoàng Thiên Du đứng trên thiết long cổ thụ, ngắm nhìn trận chiến phương xa. Tại trong thế giới của bọn hắn, cũng chỉ có Hồng Hoang Thiên Long, Hắc Ma Đế Quân mới có phần khí thế bá liệt này, lại có nữa thì đó chính là Khương Thương. Nơi này đã từng là ngũ hành thụ sao? Một cường điệu quái dị đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Không gian vặn vẹo, Chu Cổ Lực cưỡi heo đi ra, ngạc nhiên nhìn cái hố to trước mặt. Mặc dù ngũ hành thụ đã rời khỏi, nhưng còn để lại dễ dạ uốn lượn, năng lượng ngũ hành mênh mông cũng chiếm cứ ở bên trong. Đông Hoàng Thiên Du tranh thủ thời gian đưa tay. Tiểu Bàn Nhi, lui lại, giữ một khoảng cách, đừng để truy binh hiểu lầm các ngươi. Lão nương ta phong nhã hào hoa, cũng không muốn bị những tên to con kia chụp chết. Nơi này lại có ngũ hành thụ, không hổ là truyền thuyết trong vũ trụ. Triệu Tử Mạt cưỡi Tam Túc Thiềm, đứng trong không gian mông lung phía sau Chu Cổ Lực. Trong tay hắn bưng lấy một cái bát, bên trong mờ mịt linh khí, ục ục nhấc lên bọt khí, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, xương cốt toàn thân đôm đốp loạn hưởng, nổ tung ra lôi chiều. Sau khi đánh một cái giật mình, thoáng chậm thở ra, lại nhấp một miếng, xương cốt lại đôm đốp rung động, toàn thân cuồn cuộn lôi chiều. Đó là bảo bối gì? Đông Hoàng Thiên Du chú ý tới cái bát kia. Nước tiểu con cóc, uống không? Triệu Tử mà thản nhiên trả lời câu. Tuổi còn nhỏ, nói chuyện thô lỗ như thế. Không có nữ tử sao? Đông Hoàng Thiên Du không nhượng bộ chút nào. Gì à, không cần công kích. Gì à, tiểu tử, người gặp qua gì nào kiều nộn như thế?
Chương 3399 tự chui đầu vào lưới 1. Kiều Nộn nói rõ là bảo dưỡng tốt, lại không có nghĩa là tuổi còn nhỏ. Hảo nam không đấu cùng lão nữ tử. Đi thôi, lão Chu, tiếp tục tìm kiếm thực tinh thảo, chờ Đường Diễm tới, cho hắn niềm vui bất ngờ. Triệu Tử mặt lại nhấp một hớp vững chắc, toàn thân đánh cái giật mình, sự thoải mái nói không nên lời. Không biết còn có ngũ hành thụ hay không, đáng tiếc thật, tới chậm. Chu Cổ Lực vỗ vỗ cái mông lỗ lỗ, biến mất ở trong hư không. Hai tên này thật sự là cực phẩm. Đông Hoàng Thiên Du lắc đầu. Không lâu sau đó, ba người khổng lồ hoàng kim giống như ba vầng mặt trời, hoành không mà tới, thoáng dừng lại phía trên Đông Hoàng Thiên Du, tiếp tục đuổi. Kiên nhẫn đuổi như thế, hai tên cực phẩm kia đã làm chuyện thương thiên hại lý gì? Đông Hoàng Thiên Du nói thầm, chờ đợi Tần Diễm kết thúc trận chiến. Không ai đến cứu ngươi, nhận lấy cái chết. Tần Diễm cuồng bạo trọng quyền đánh bay Liệt Ngục Ma Tổ. Liệt Ngục Ma Tổ liên tiếp va sụp bảy ngọn núi lớn, đụng lên bụi mù cùng đá vụn ngập trời. Hắn xưng bá vài vạn năm tại Thiên Nguyên, chưa bao giờ có ai dám khiêu khích quyền uy của hắn, không nghĩ tới vừa tới truyền thuyết tinh vực, liền lọt vào khuất nhục như vậy. Hắn tức giận táo bạo, cũng không thỏa hiệp. Oanh! Liệt Ngục Ma Tổ vừa mới dừng lại, quả quyết dâng lên liệt diễm, dung thực mặt đất, phóng tới phía địa tầng. Tinh cầu truyền thuyết là tinh cầu cấp chúa tể, dung nham trong địa tầng khẳng định mênh mông bành trướng, mà nhiệt độ lại cực cao, nơi đó chính là nguồn suối để hắn diễn biến khí tức cực hàn. Nếu như có thể xông đến địa tâm, nhiệt độ nơi đó nhất định diễn biến ra khí tức cực hàn chí tôn đế cấp. Chạy trốn nơi đâu, ngươi chạy đi được sao? Tần Diễm lấp lóe ánh mắt, tinh chuẩn phán đoán được mục đích của Liệt Ngục Ma Tổ, khí tức huyền hoàng toàn thân hắn kịch liệt cuồn cuộn, che mất thân thể, chìm vào địa tầng. Khi Liệt Ngục Ma Tổ nhấc lên trọng quyền dày đặc, tiếp tục bạo kích địa tầng, tìm kiếm biển dung nham, Tần Diễm cũng lấy tốc độ nhanh hơn, xông về biển dung nham. Liệt Ngục Ma Tổ không thèm đếm xỉa, trọng quyền nhanh tới cực hạn, mỗi giây đều muốn nhấc lên mấy trăm đến hơn ngàn đường đế quyền, mỗi đường trọng quyền đều cuồn cuộn liệt diễm, nhiệt độ kỳ cao, đến mức tốc độ chìm xuống cũng đạt đến cực hạn. Nếu như không phải địa tầng tinh cầu cấp chúa tể quá cứng rắn, càng là hướng xuống độ cứng càng cao, tốc độ của hắn còn có thể càng nhanh hơn nữa. Nhưng cho dù như thế này, cũng chỉ vài phút ngắn ngủi mà thôi, hắn liền cuồng xông mấy vạn mét. Tới gần biển dung nham răng khắp nơi sâu trong địa tầng. Nhưng, Tần Diễm càng nhanh. Hắn chính là Sơn Hà biến thành, địa mẫu tạo thành, xông vào trong địa tầng mênh mông lại nặng nề, đơn giản tựa như là cá bơi vào biển, không chỉ có tốc độ nhanh chóng, còn không có tiếng vang mãnh liệt, thậm chí đều có thể giao hòa hoàn mỹ cùng địa tầng, không phát hiện được khí tức nào cả. Nhanh nhanh nhanh, lại nhanh. Liệt Ngục Ma Tổ cuồng loạn gào thét, hai tay để lại tàn ảnh dày đặc. Mãnh liệt bạo kích chạm đến tầng đất, giống như dùng hết sức bình sinh mà đâm đầu chạy trốn. Mẫu thân nó, thật là cứng rắn quá. Không hổ là thế giới thực vật, năng lượng ngũ hành chính là quá mạnh. Địa tầng cứng rắn như là huyền vũ. Càng hướng xuống, độ cứng càng thăng gấp đôi. Liệt Ngục Ma Tổ đánh đến mức vỡ vụn hai tay, đau đớn không chịu nổi, nhưng càng như vậy, hắn càng là kích động. Thổ nguyên lực đều bành trướng như thế, hỏa nguyên lực hẳn là càng không kém. Dung nham trong địa tầng khẳng định càng hừng hực, càng dày đặc. Nếu như có thể đến địa tâm thì sẽ như thế nào đây? Nói không chừng hắn có thể phát sinh biến đổi ở bên trong, tiến hành một trận thăng hoa cực hạn. Nhanh nhanh nhanh, trước khi hắn đuổi tới, nhất định phải xông vào biển dung nham. Liệt Ngục Ma Tổ không ngừng nhắc nhở mình, cũng đang cố gắng cảm nhận mặt đất ba động cường hãn. Kết quả, không có. Tên điên kia không có theo tới. Kỳ quái. Chẳng lẽ là đoán được mục đích của hắn, ý thức được nguy hiểm? Mặc kệ, hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được dung nham trong địa tầng, tựa như là mạch máu của tinh cầu cấp chúa tể, răng khắp nơi, lao nhanh lại bành trướng. Chỉ cần xông đến nơi đó, hắn sẽ đạt được năng lượng nguyên tuyền không có tận cùng, càng có thể diễn biến ra khí tức cực âm kinh khủng. Trận chiến này, hắn nhất định đứng ở thế bất bại. Oanh! Răng rắc! Địa tầng vỡ nát! Cảnh tượng trước mặt sáng tỏ thông suốt. Dung nham cuồn cuộn nhấc lên bọt khí thảm liệt, nhiệt độ kinh khủng cơ hồ muốn dung thực không gian. Cho dù là hắn đều bị nhiệt độ cao chạm tới mặt lật tung, thân thể đều muốn hòa tan giống như nham thạch. Nơi này lại là một khu vực sông dung nham giao hội. Sông dung nham từ bốn phương tám hướng lao nhanh tới, ở chỗ này dành dụng thành biển lửa mênh mông. Biển lửa rộng lớn, nhìn không thấy bờ, dung nham cuồn cuộn,
không ngừng có linh thể thoáng hiện, thậm chí có linh hoa thần bí đang chìm nổi. Ha ha! Liệt ngục ma tổ cuồng hỉ, quả nhiên là một vùng biển dung nham, so với hắn tưởng tượng càng lớn càng mạnh hơn. Nhất là những linh thể cùng linh quả kia, đều là bảo bối để hắn diễn biến uy lực cực âm. Hắn nằm xuống đánh tới hồ dung nham, bổ sung năng lượng trước, diễn biến khí tức cực hàn trước. Hắn không tin tên điên kia chạy thật, nói không chừng đang tích xúc sát chiêu đặc thù gì đó, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Phù phù! Liệt ngục ma tổ đâm thẳng đầu vào, sụp ra bọt nước dung nham đầy trời. Nhưng, nơi này là nơi nào? Trước mắt liệt ngục ma tổ lại bất chợt xuất hiện cảnh tượng thần bí mà hoa mỹ. Mê ảnh trùng điệp, năng lượng hùng hồn. Mơ hồ có thể thấy được núi non chập trùng, rừng rậm tùm, cũng có thể nhìn thấy sông lớn lao nhanh, hồ nước bình tĩnh. Lại cẩn thận quan sát, tại nơi cực sâu trong mê ảnh, còn giống như có một gốc đại thụ dơ cao lên trời, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, lung lay năng lượng ngũ hành mênh mông. Chương 3400 tự chui đầu vào lưới 2. Liệt ngục ma tổ chấn kinh, bên trong biển dung nham vậy mà lại diễn biến ra một tiểu thế giới. Sao lại có thể như thế được? Đột nhiên, liệt ngục ma tổ nghĩ đến một tình huống. Nghe nói bên trong tinh vực truyền thuyết không chỉ có thực vật, còn có linh tộc được thực vật chiếu cố. Mỗi khi tinh vực truyền thuyết mở ra, linh tộc sẽ biến mất một cách thần bí. Chẳng lẽ, phía dưới chính là lãnh địa linh tộc? Là chúa tể truyền thuyết an trí bộ phận linh tộc đến dưới mặt đất? Ầm ầm. Lúc này, phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm muộn, chấn động đến toàn bộ thế giới tự nhiên đều đang lay động. Liệt ngục ma tổ ngẩng đầu quan sát, lại nhìn phía dưới, con người bỗng nhiên ngưng tụ, suýt chút nữa chửi ầm lên. Đây là chiếc đỉnh kia. Mẹ kiếp, trò đùa gì đây? Không phải hắn ở bên ngoài sao? Không một tiếng động chìm đến bên trong hồ dung nham. Lão tử đây coi như là tự chui đầu vào lưới rồi. A a a. Thả ta ra ngoài. Liệt ngục ma tổ nổi giận càng khuất nhục, mất mặt ném đến nhà bà ngoại, thua thiệt hắn vừa mới còn đang miên man bất định, phát tán tư duy. Ha ha, ha ha ha, ngu xuẩn, ngươi chính là nhảy vào trong nồi, ha ha. Tần Diễm chân áp liệt ngục ma tổ, rời khỏi biển dung nham, trở lại địa tầng. Hắn đã hóa thân thành đỉnh lô, dâng lên khí thức huyền hoàng, từ trong địa tầng hấp thu đại địa mẫu khí, không ngừng liên tục rót vào đỉnh lô. Đối với hắn mà nói, khí tức đại địa, khí tức sơn hà, tựa như là hỏa diễm luyện lô, không ngừng tăng cường năng lượng bên trong. Ngươi biết ta là ai không? Ta là Thiên Nguyên Đế tộc, ta là Địa Tâm Ma tộc được Đại Thiên Đế bồi dưỡng. Ba bộ hỗn độn chiến khu của Thiên Nguyên Đại Thiên Đế ở ngay chỗ này, nếu như biết ngươi giết ta, ngài ấy định chém ngươi thành muôn mảnh. Liệt ngục ma tổ phẫn lên phản kích, tại cuồn cuộn huyền hoàng khí bên trong mạnh mẽ đâm tới. Ngươi biết lão tử là ai chăng? Ta là phân thân của hài tử chúa tể Tu La, Tần Diễm. Đỉnh lô này, chính là đại địa mẫu đỉnh danh chấn vũ trụ. Thanh âm cuồng liệt của Tần Diễm quanh quẩn đỉnh lô, như thiên âm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Chúa tể Tu La, đại địa mẫu đỉnh. Liệt ngục ma tổ có chút hoảng hốt, bỗng nhiên biến sắc. Không thể nào, điều đó là không thể nào. Đây chính là đại địa mẫu đỉnh, bên trong là huyền hoàng mẫu khí. Ta đã giao hòa cùng mảnh sơn hà này, huyền hoàng mẫu khí sẽ kéo dài bạo tăng. Nếu ngươi là địa tâm đồ, thì càng dễ dàng bị huyền hoàng mẫu khí luyện hóa. Đồ hỗn trướng, lão tử không có trêu chọc các ngươi, cũng dám đến đánh lén ta. Chán sống, hôm nay chính là Thiên Nguyên Đại Chúa tể tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tần Diễm kịch liệt xoay tròn bên trong tầng đất, dần dần tạo thành vòng xoáy thôn phệ kinh khủng, điên cuồng kéo lấy mấy vạn dặm. Thậm chí là mười mấy vạn dặm đại địa mẫu khí. Đại địa mẫu khí tại thế giới cấp chúa tể, tự nhiên càng bành trướng càng dày đặc, cũng mang đến uy thế càng kinh khủng. Không không không, đại thiên đế, cứu ta. Liệt ngục ma tổ bị kinh đến, cũng đã thật sự rõ ràng cảm nhận được nguy cơ, thân thể của hắn lại bắt đầu tan chảy. Ngươi hồ đi, la đến rách cổ họng, thiên nguyên đều nghe không được. Ngươi coi đại địa mẫu đỉnh này là ăn chay sao? Tần Diễm chiếm cứ trong lòng đất. Nơi này là chiến trường của hắn. Liệt ngục ma tổ luống cuống. Ta nhận lầm ngươi, ta không phải cố ý tấn công ngươi, ta chỉ là muốn ngũ hành thần thụ kia. Ngươi tấn công ai cũng không được, ngươi nhất định phải chết. Tần Diễm căn bản không cho hắn cơ hội, huyền hoàng hải dương bên trong mẫu đỉnh đều kịch liệt xoay tròn, giống như là vòng xoáy bao phủ lấy liệt ngục ma tổ,
tách rời lấy chiến khu nham thạch của hắn, làm hao mòn khí tức cực hàn của hắn. Vài ngày sau, ở chỗ này, chính là ở đây. Nhanh nhanh nhanh, tìm tới hắn. Liệt ngục ma tộc một lần nữa trở lại chiến trường, đi theo phía sau Kim Nguyệt đế tộc, vực sâu đế tộc, còn có hai chi đế tộc khác rút lui trước đó. Hai đại đế tộc Thiên Nguyên, Thôn Thiên đế tộc cùng Hỗn Thế đế tộc. Hai vị đại đế cường hãn đứng chắp tay, ánh mắt bén nhọn quét mắt tung hoành mấy vạn dặm phế tích. Đại địa phá toái, sơn hà rối loạn. Khí lạnh tràn ngập, đông kết lấy tất cả trong phế tích, để chiến trường lưu lại bộ dáng của ban đầu. Mặc dù không thấy bóng dáng, nhưng thông qua phế tích lưu lại vẫn có thể tưởng tượng sự thảm liệt trên chiến trường. Chiến thuyền của bọn hắn lóe ra ánh sao sáng chói, dọc theo quỹ tích chiến trường nhanh chóng di chuyển, tìm kiếm lấy bóng dáng liệt ngục ma tổ đã biến mất. 7 ngày sau, bọn hắn xuất hiện ở địa khu tần diễm chân áp liệt ngục ma tổ. Bởi vì liệt ngục ma tổ xuyên suốt địa tầng, dung nham dưới mặt đất thuận hố to không ngừng liên tục dâng trào đi ra. Dung nham dung thực ngọn núi, đại hỏa cháy hừng hực. Một mảnh rừng rậm mênh mông ngàn dặm lâm vào biển lửa, liệt diễm cuồn cuộn, khói đặc ngập trời. Đây là nơi duy nhất không có bị đông kết trong phế tích. 4 vị đế tổ tra xét rõ ràng, đồng thời khóa chặt dưới mặt đất. Nơi đó có một nguồn năng lượng mênh mông đang chiếm cứ, mặc dù rất phiêu miểu, rất mơ hồ, nhưng vẫn bị bọn hắn phát hiện. Không cần khẩn trương, xem ra liệt ngục ma tổ hẳn là xông vào trong biển dung nham địa tầng. Tên điên kia đang ẩn núp trong địa tầng, chờ đợi phục kích liệt ngục ma tổ. Trên khuôn mặt già nua tang thương của Thôn Thiên đế tổ lộ ra nụ cười thản nhiên, suy đoán tình huống thật dưới tầng đất. Hỗn Thế đế tổ cũng lộ ra thể hiện nhẹ nhõm. Có thể liệt ngục ma tổ ép chui vào trong địa tầng, tên điên này quả nhiên có chút bản sự. Trái tim treo cao của tộc nhân liệt ngục ma tộc cũng được nhẹ nhàng hạ xuống. Đế tổ của bọn hắn xông vào bên trong biển dung nham, nhất định có thể nhanh chóng chữa trị thực lực, cũng diễn biến ra khí tức cực hàn cường hãn, nói không chừng lập tức liền muốn phẫn lên phản kích. Chương 3401 ta, tuần sát sứ tinh vực 1. Hại chúng ta lo lắng vô ích lâu như vậy. Thâm Uyên ma tổ chậm rãi gật đầu. Năng lượng tự nhiên trong thế giới này vô cùng cường đại, biển dung nham trong địa tầng không chỉ có quy mô khổng lồ, năng lượng khẳng định mạnh hơn, tiến vào nơi đó, chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Ta đã biết liệt ngục ma tổ có thể chống đỡ được, lúc ấy rời khỏi, chủ yếu là tìm kiếm sự giúp đỡ, đến vây bắt tên điên kia. Kim Nguyệt đế tổ cởi mở cười nói. Các tộc thần ma cũng hơi nhíu mày, lời này thật không biết xấu hổ mà. Rõ ràng chính là chạy trốn. Thôn Thiên đế tổ cùng Hỗn Thế đế tổ đều nặng nề hừ một tiếng, vô cùng không khách khí. Làm đế tộc tại Thiên Nguyên chủ tinh, bọn hắn tự nhiên có cảm giác ưu việt. Thiên Nguyên chủ tinh không chỉ là thiên tinh cầu đế cấp, cao hơn 5 tinh cầu khác một cấp bậc, càng là bởi vì bọn hắn trực thuộc Đại Thiên Đế, bình thường nhận không ít chiếu cố và bồi dưỡng. Bất luận thân phận hay thực lực đều cao hơn một đoạn so với những tinh cầu khác. Kim Nguyệt đế tổ cũng không xấu hổ, ai bảo mình chạy thật chứ? Nhưng không xấu hổ thì xấu hổ, hắn thật sự là cảm thấy rất uất ức. Bí thuật của Kim Nguyệt đế tổ là bí thuật bá đạo lại càng tà ác hơn, danh chấn thiên nguyên tinh vực, cơ hồ không có người nào không coi trọng, nhưng thời điểm đối mặt với tên điên kia, cơ hồ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trong thân thể tên hỗn đản kia căn bản cũng không phải là huyết dịch, mà là năng lượng đặc thù nào đó. Chúng ta là chờ liệt ngục ma tổ tự mình phản kích, hay là bây giờ liền vây bắt người điên kia? Thâm Uyên ma tổ ngọ nguậy cơ thể to béo, rất muốn làm rõ ràng tên điên kia rốt cuộc là cái thể chất gì, sao lại có thể hóa giải sát chiêu của hắn. Chờ liệt ngục ma tổ chủ động phản kích. Thôn Thiên đế tổ cùng Hỗn Thế đế tổ chăm miệng một lời. Không phải bọn hắn e ngại tên điên kia, mà là bận tâm mặt mũi liệt ngục ma tổ, càng tin tưởng liệt ngục ma tổ đang khôi phục, cũng đang tích góp sát chiêu kinh khủng. Các ma tộc liệt ngục đều biểu thị đồng ý. Bọn hắn đứng trên chiến thuyền, cao ngạo nâng cao cơ thể, đang mong đợi đế tổ cuồng nuốt dung nham trong lòng đất tinh cầu cấp chúa tể, diễn biến ra sát chiêu cực hàn rung động tuyệt luân. Hiện ra một chút phong thái tuyệt thế. Chấn nhiếp đế tộc khác một chút. Cứ như vậy, bọn hắn phát hiện mục tiêu, lại yên tĩnh trở lại. Sâu trong địa tầng, Tần Diễm đang thao thao bất tuyệt nuốt luyện lấy đại địa mẫu khí nồng đậm, tiến hành trấn áp sau cùng đối với liệt ngục ma tổ. Liệt ngục ma tổ vùng vẫy giấy chết, thê lương kêu rên, không ngừng phát ra tiếng gào thét hùng hậu. Khi thì cầu xin tha thứ. Khi thì hô hoán thiên nguyên.
cũng gầm thét tộc nhân tranh thủ thời gian dẫn đầu đế tổ khác đến nghĩ cách cứu viện. Sao bọn hắn không ra tay? Đại hỏa cuồn cuộn trong rừng rậm, Đông Hoàng Thiên Du đang lúc ăn linh quả, nhìn qua chiến thuyền chiếm cứ trên bầu trời xa xa. Bị thực lực của Tần Diễm dọa sợ rồi chăng, hẳn là đang chờ đợi đế tộc khác tới. Hai tay giới chủ cũng không có nhàn rỗi, không ngừng lật ra nhiều loại linh quả từ trong vật chứa không gian. Thiên Nguyên đế tộc cũng chỉ là như vậy. Đông Hoàng Thiên Du khẽ nói. An nhàn quen thuộc quá lâu, Thiên Nguyên tinh vực có địa vị đặc thù, không có người nào dám đến nơi đó làm càn, bình thường đều là thần linh ra ngoài hành động, đế tổ phụ trách trấn thủ. Thần linh của bọn hắn hẳn là rất có huyết tính, nhưng đế tổ chính là mạnh mà thôi. Giới chủ đột nhiên dừng lại, kỳ quái nhìn linh quả trong tay. Đây là cái gì? Đông Hoàng Thiên Du liếc mắt. Tiểu Vương Bát. Linh quả trong tay giới chủ vậy mà giống như một con rùa đen tinh điêu tế trác, tỏa ra tầng tầng vầng sáng, nhìn rất không tầm thường. Không dám ăn, cho Thiết Long. Đông Hoàng Thiên Du ra hiệu Thiết Long cổ thụ đi đoạt. Giới chủ không đợi Thiết Long cổ thụ vung trà cây lên thì đã há mồm nuốt xuống. Thật keo kiệt. Đông Hoàng Thiên Du trợn mắt chừng một cái, nói. Người đó, từ đầu đến cuối không có bày ngay ngắn vị trí của mình. Theo lý thuyết, tiềm lực của ngươi rất lớn, đáng để Khương Phàm bồi dưỡng. Kết quả đây, hắn để ý đến ngươi sao? Sau khi giới chủ nuốt vào linh quả bỗng nhiên cảm giác không ổn, tranh thủ thời gian xếp bằng ở trên tảng đá, toàn lực luyện hóa năng lượng bạo động. Ta không cần chiếu cố đặc thù. Đông Hoàng Thiên Du hừ một tiếng. Thế nhưng ngươi là vạn đạo thần thụ, có thể thông qua thôn phệ giống loài, cướp đoạt huyết mạch, diễn luyện ra bí thuật. Từ tiềm lực của ngươi đến xem, ngươi không phụ cái danh vạn đạo. Nhưng trên thực tế thì sao? Bí thuật ngươi diễn luyện ra, kém xa 1/3 bí thuật chân chính, ngươi càng không có dung hội xuyên suốt sự phức tạp trong bí thuật, chỉ là đơn giản dừng lại tại, sẽ, mà thôi. Ngươi chờ mong thăng hoa cực hạn, chờ mong bước lên đế cấp, nhưng ngươi có nghĩ tới không, kẻ thật sự chế ước ngươi là ai? Là thôn phệ còn chưa đủ à? Là tích tụ năng lượng còn chưa đủ à?